Chàng rể vô địch, Hoàng Thiên. Tập 24. Nhìn thấy số từ người lạ gọi tới, Hoàng Thiên bắt máy. Ngài Thiên, ngài mau tới đây xem thế nào đi, xảy ra chuyện rồi. Một giọng nam từ phía đầu dây bên kia vang lên, điệu bộ rất đau khổ. Hoàng Thiên nghe giọng nói này rất quen, lúc này mới sực nhớ ra, đây là một nhân viên bảo vệ Hoàng Linh. Ngay lập tức, tim Hoàng Thiên giật thót, trong đầu cũng toàn những tiếng ong ong. Xảy ra chuyện rồi, không lẽ Hoàng Linh gặp chuyện gì rồi? Hoàng Thiên không dám nghĩ sâu hơn, nói với anh nhân viên kia, hiện giờ cậu đang ở đâu? Tôi đang ở khu Hoa Lan, ngài Thiên, ngài mau tới đây đi. Anh nhân viên đó gắng sức nói. Tôi lập tức đến ngay. Hoàng Thiên nghiến răng, sau khi tắt cuộc gọi thì chuẩn bị ra ngoài. Hoàng Thiên, có chuyện gì thế? Lâm Ngọc An đã nghe được cuộc nói chuyện của Hoàng Thiên có điều bất ổn, lúc này bước từ phòng ngủ đi ra. Không có gì, xảy ra chút chuyện nhỏ, em ở nhà đợi anh. Hoàng Thiên gắng gượng kiềm chế, dịu giọng nói với Lâm Ngọc An. Vâng, anh cẩn thận nhé, em đợi anh về dùng cơm. Lâm Ngọc An nhìn theo Hoàng Thiên và nói. Hoàng Thiên gật đầu, bước ra khỏi nhà. Ra đến ngoài, Hoàng Thiên phóng xe đến thẳng Hoa Lan. Suốt dọc đường, Hoàng Thiên tăng hết tốc lực, anh thật sự lo lắng em gái và bố nuôi mình sẽ xảy ra chuyện. Nhưng lại không dám gọi điện thoại cho họ, thật sự sợ phải nhận được tin xấu. Rất nhanh sau đó, Hoàng Thiên đã lái xe đến khu Hoa Lan. Tới nơi thì bắt gặp ngay cảnh xung quanh dân tình đã túm tụm lại nghe ngóng. Nhưng bọn họ đều chỉ đứng từ xa ngó nghiêng, không ai dám lại gần. Trước căn biệt thự nơi Hoàng Linh và Hoàng Phúc Trường sống, một nhân viên người bê bết máu, ngã gục ở đó, rõ ràng bị thương rất nghiêm trọng. Hoàng Thiên sải bước đi tới, ngồi thụp xuống xem vết thương của anh nhân viên này. Ngài Thiên, ngài đã tới rồi. Anh nhân viên nhoẻn miệng cười, giọng nói yếu ớt. Hoàng Thiên nhìn anh nhân viên, phát hiện ra trên người anh ta có mười mấy vết dao đâm. Và vết dao nào cũng rất sâu, rõ ràng đối phương muốn lấy mạng anh ta. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Thiên hỏi anh nhân viên. Ngài Thiên. Anh nhân viên mở miệng, nhưng lại nói không nên lời. Hoàng Thiên không cố gắng hỏi thêm, nhưng cũng không hành động bừa bãi. Anh nhấc máy gọi cấp cứu. Đúng lúc này, cánh cửa biệt thự mở ra, một nhân viên khác khắp người chẳng chịt vết thương, đứng trước cửa. Ngài Thiên, mau vào trong xem. Anh nhân viên này gắng nhịn đau, nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu, anh sải bước đi vào. Anh đứng đây canh chừng, đợi xe cấp cứu đến thì gọi tôi. Hoàng Thiên dặn dò anh nhân viên này, dẫu sao bên ngoài vẫn còn một nhân viên khác đang bị thương, anh sợ lại có người bất thình lình xuất hiện ra tay tàn độc. Tôi hiểu thưa ngài Thiên, vào trong xem tình hình em gái ngài trước đã. Anh nhân viên kia nói, rồi đến trước cửa canh chừng đồng đội. Trong lòng Hoàng Thiên dấy lên một dự cảm chẳng lành, anh rảo bước đi nhanh vào phòng khách của biệt thự. Lúc này, bên trong phòng khách đã biến thành một đống hỗn loạn. Rất rõ ràng, nơi này vừa xảy ra một trận đánh, và còn rất quyết liệt. Thiên, mau qua xem em gái con nó. Hoàng Phúc Trường nước mắt nhạt nhòa, gọi Hoàng Thiên tới xem tình hình. Hoàng Thiên vội vàng đi tới. Khi nhìn thấy Hoàng Linh đang nằm trên ghế sofa, anh lập tức nổi trận lôi đình. Chỉ thấy trên người Hoàng Linh có hai vết thương, nhưng không đến mức chí mạng, nghiêm trọng nhất là ở khuôn mặt, thậm chí bên má trái còn bị bỏng nặng. Cả khuôn mặt bị bỏng nặng, chưa biết chừng theo lẽ thường thì loại vết thương này sẽ dẫn đến hủy hoại gương mặt. Em gái còn trẻ trung như thế, còn chưa kết hôn, sau này con bé phải sống thế nào? Hoàng Thiên thực sự vừa lo vừa giận, anh đã đoán được là kẻ nào gây ra chuyện này. Thiên ơi, vừa nãy có một bọn xông vào, đòi giết cha và em gái con, may mà có vệ sĩ con sắp xếp bảo vệ cha với em, nên hai cha con mới không bị giết. Kể lại cho Hoàng Thiên mà Hoàng Phúc Trường vẫn còn dùng mình, ông đã khiếp sợ đến mức đờ đẫn, thậm chí còn không dám hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra. Con biết rồi. Giọng Hoàng Thiên trầm xuống, nhìn em gái đang trong trạng thái hôn mê, Hoàng Thiên không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Mau đưa em gái con đến viện đi, ôi! Cũng không biết có chữa được khuôn mặt hay không đây, bọn súc vật ấy, chúng nó không phải là người. Hoàng Phúc Trường gạt nước mắt, nói với Hoàng Thiên. Tất cả có bao nhiêu người tới? Hoàng Thiên hỏi Hoàng Phúc Trường. Phải đến mười mấy người, hai vệ sĩ bảo vệ cha và em đánh mấy người của bọn chúng bị thương, sau đó thì chúng chạy mất. Giọng Hoàng Phúc Trường run run. Hoàng Thiên nghe xong gật đầu, xem ra cấp dưới của Vũ Thanh quả là rất hữu ích. Hai chọi với mười. Mà còn đuổi được đối thủ bỏ chạy. Nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn,
một trong hai nhân viên đang trong tình trạng nguy kịch. Còn em gái Hoàng Linh, cũng bị hại thê thảm đến nông nỗi này. Nghĩ tới những điều đó, Hoàng Thiên thật sự căm giận không sao kiềm chế nổi, anh biết, chắc chắn là đám người kia của tập đoàn Ronin gây ra, đúng như lời Bạch Bạch Anh Dũng đã nói. Ngoại trừ Takeda Go, còn có một nhóm sát thủ của tập đoàn Ronin đã trà trộn vào thành phố Bắc Ninh. Mối thù này, nhất định Hoàng Thiên phải thay Hoàng Linh trả lại. Bên ngoài, xe cấp cứu đã tới, hai nhân viên đã lên xe cấp cứu. Hoàng Thiên, đưa cả em gái con lên xe cấp cứu đi, đừng để họ đi vội. Nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu hú gọi bên ngoài, Hoàng Phúc Trường nói với Hoàng Thiên. Không cần đâu, bệnh viện không chữa lành được vết thương của em gái con. Hoàng Thiên nói rồi bế bổng Hoàng Linh lên, sau đó đi ra khỏi biệt thự. Hoàng Phúc Trường theo đằng sau Hoàng Thiên, ông không biết Hoàng Thiên định làm gì, không đến bệnh viện hay sao? Vậy vết thương của Hoàng Linh phải làm thế nào? Cha cứ đi với con trước đã, con đưa cha đến một nơi an toàn. Hoàng Thiên nói với Hoàng Phúc Trường. Hoàng Phúc Trường gật đầu đồng ý, ông chỉ có thể nghe theo lời Hoàng Thiên. Hoàng Thiên bế Hoàng Linh đặt lên ghế sau ô tô, rồi bảo Hoàng Phúc Trường lên xe, anh phóng xe thẳng đến thành phố giải trí của Tiêu Văn Hạ. Suốt dọc đường đi, trong lòng Hoàng Thiên vẫn bừng bừng lửa giận. Khi anh hay tin vẫn còn người của tập đoàn Ronin đến thành phố Bắc Ninh, chưa kịp sắp xếp thêm vệ sĩ cho Hoàng Linh thì đã để xảy ra chuyện này. Lũ cặn bã Nhật Bản này, Hoàng Thiên sao có thể tha thứ cho chúng? Nhất quyết phải đuổi cùng giết tận mới nguôi. Trên đường đi, Hoàng Thiên gọi điện cho Tiêu Văn Hạ, bảo anh ta lập tức gọi Đào Văn Lâm đến. Đào Văn Lâm đã hoàn toàn trở thành bác sĩ riêng của Hoàng Thiên, ngày thường đều do Tiêu Văn Hạ phụ trách liên hệ. Dĩ nhiên, từ khi Đào Văn Lâm làm việc khô Hoàng Thiên, anh cũng không đối xử tệ với ông ta, chế độ đãi ngộ ông ta được hưởng cực kỳ tốt. Rất nhanh, Hoàng Thiên đã lái xe đến công viên giải trí của Tiêu Văn Hạ. Tiêu Văn Hạ đã thông báo cho Đào Văn Lâm nhanh chóng có mặt, lúc này nhìn thấy Hoàng Thiên bế Hoàng Linh đi vào, Tiêu Văn Hạ hoảng hồn. Anh Thiên, chuyện này là sao? Nhìn những vết thương cả trên người lẫn trên mặt Hoàng Linh, Tiêu Văn Hạ hết sức kinh ngạc. Hoàng Thiên cũng không có thời gian giải thích nhiều, anh tìm một căn phòng rộng rãi, bế Hoàng Linh vào phòng, đặt cô ấy lên giường. Sắp xếp cho cha tôi một phòng để ông ở lại đây đã. Hoàng Thiên nói với Tiêu Văn Hạ, vâng, tôi lập tức sắp xếp. Tiêu Văn Hạ vâng lời, dặn cấp dưới nhanh chóng dọn phòng. Không bao lâu, Đào Văn Lâm đã tới. Sau khi Đào Văn Lâm vào phòng, nhìn thấy Hoàng Linh đang nằm trên giường, Đào Văn Lâm không khỏi hít sâu vào một hơi hơi lạnh. Nhìn gương mặt bị bỏng nghiêm trọng của Hoàng Linh, nếu như không kịp thời xử lý thì cả gương mặt của Hoàng Linh rất dễ bị hủy hoại. Thấy Đào Văn Lâm đã đến, Hoàng Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Thiên rất có lòng tin với trình độ chuyên môn của Đào Văn Lâm. Ông Lâm, mau lại xem vết thương của em gái tôi. Hoàng Thiên gọi Đào Văn Lâm. Đào Văn Lâm vội vàng xách thùng thuốc đi tới, dĩ nhiên, thùng thuốc của ông ta không giống của những bác sĩ khác, bên trong đựng toàn các loại thảo dược nguyên vị, do chính ông ta tự điều chế để sử dụng. Vâng, cậu Thiên. Đào Văn Lâm vội gật đầu đáp lại, sai khi ngồi xuống bên giường thì bắt đầu kiểm tra vết thương của Hoàng Linh. Hai vết dao đâm trên người không đáng ngại cho lắm, miệng vết thương không sâu. Nhưng vết bỏng trên mặt lại khiến Đào Văn Lâm đau đầu. Cậu Thiên, vết thương trên mặt em gái cậu do một loại thiết bị phun lửa dạng nhỏ gây ra, vết bỏng kiểu này và bỏng do hỏa hoạn không giống nhau, rất rắc rối. Mặt Đào Văn Lâm nhăn mày nhó, nói với Hoàng Thiên. Nghe vậy, Hoàng Thiên chợt thấy hốt hoảng. Ông nghe cho kỹ đây, bất kể rắc rối đến mấy cũng phải làm cho gương mặt của em gái tôi hồi phục lại như ban đầu, không thể có bất cứ một vết tích nào, hiểu chưa? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Đào Văn Lâm, anh buộc phải tạo một áp lực vừa đủ lên ông ta. Đào Văn Lâm thầm kêu than khổ sở trong lòng, ông ta không hoàn toàn chắc chắn. Hơn nữa, ông ta có thể nhận ra Hoàng Thiên hết mực thương yêu cô em gái này, ngộ nhỡ không thể chữa lành một cách triệt để thì chắc chắn Hoàng Thiên sẽ xử lý ông ta. Cậu Thiên, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cố hết sức. Đào Văn Lâm gật đầu với Hoàng Thiên, mồ hôi ứa ra. Không phải cố hết sức mà là nhất định phải cố. Hoàng Thiên quát to. Vâng, nhất định tôi sẽ chữa lành mặt cho em gái cậu. Không để lại chút tì vết nào. Đào Văn Lâm cuống quýt nhận lời, hiện tại Hoàng Thiên đang bực bội, lửa giận bừng bừng. Lúc này, Hoàng Thiên mới không nói gì nữa, anh không đi đâu hết mà ở lại chăm chú quan sát quá trình chữa trị của Đào Văn Lâm. Lần này, Đào Văn Lâm thực sự dốc hết bản lĩnh ra, đầu tiên ông ta xử lý ổn thảo hai vết dao đâm trên người Hoàng Linh, bôi thuốc xong là bắt tay tiến hành chữa vết bỏng trên mặt.
Lúc này, Hoàng Linh đau đớn tỉnh lại. Anh ơi! Hoàng Linh mở mắt ra là thấy ngay Hoàng Thiên, nước mắt trào dâng. Nhớ lại chuyện xảy ra trước khi rơi vào hôn mê, Hoàng Linh vẫn còn khiếp đảm. Lúc này cô ta đột nhiên sực nhớ ra hình như mặt mình bị bỏng, đau đớn ngất đi. Em gái, tỉnh lại đi, đừng sợ, có anh ở đây. Hoàng Thiên vỗ về em gái, trong lòng xót thương vô cùng. Hoàng Linh bặm môi đầy lo âu, anh ơi, cha có sao không? Không sao, cha không bị thương. Vậy thì tốt, anh ơi, anh kiếm giúp em chiếc gương với, em muốn xem mặt của em. Hoàng Linh nói đoạn, giọng hơi run run, cô ấy thực sự sợ gương mặt mình bị hủy hoại. Hoàng Thiên đâu thể để cô ấy thấy được, nếu như cho cô ấy nhìn thấy dáng vẻ của mình bây giờ, chắc chắn cô ấy sẽ không chịu nổi cú sốc. Tạm thời chưa xem được em ạ, bác sĩ đang chữa cho em, chắc chắn không có vấn đề gì hết. Hoàng Thiên an ủi. Vâng. Hoàng Linh đúng là rất vâng lời Hoàng Thiên, lúc này khẽ gật đầu. Kỹ thuật của Đào Văn Lâm thực sự rất thần kỳ, sau khi điều chế thảo dược xong, ông ta rửa vết thương cho Hoàng Linh, rồi đắp thuốc, làm liền một mạch. Trong khoảng thời gian đó, Hoàng Linh không hề cảm thấy đau đớn, tay nghề của Đào Văn Lâm và hiệu quả giảm đau của thảo dược đều khó mà tưởng tượng nổi. Sau khi băng bó xong cho Hoàng Linh, Đào Văn Lâm nở nụ cười. Cậu Thiên, lần này cậu cứ yên tâm, rất thành công. Tôi dám bảo đảm, vết thương trên mặt và cả trên người em gái cậu sẽ không để lại chút sẹo nào. Đào Văn Lâm nói với Hoàng Thiên chắc như đinh đóng cột. Cuối cùng Hoàng Thiên đã được thở phào, anh vỗ vai Đào Văn Lâm, tuyệt vời, hai ngày tới ông đừng đi đâu, nhất định phải đợi cho em gái tôi hoàn toàn hồi phục đã. Tôi hiểu. Đào Văn Lâm lập tức đồng ý. Hoàng Thiên nhìn Tiêu Văn Hạ và bảo, điều thêm người tới, phải đảm bảo an toàn an ninh nơi này. Rõ. Tiêu Văn Hạ nhận lệnh, rời đi gọi điện thoại. Sau khi an ủi em gái một lúc, Hoàng Thiên không nói gì thêm nữa, anh sải bước rời khỏi công viên giải trí. Lái xe đến thẳng bệnh viện, Hoàng Thiên vào thăm hai nhân viên bị thương nọ. Sau khi tới bệnh viện, nhìn thấy Vũ Thanh đã dẫn theo mấy nhân viên nữa đang đợi bên ngoài phòng cấp cứu. Cậu Thiên. Vũ Thanh bước tới đón. Vẻ mặt rất nghiêm trọng. Hoàng Thiên nhìn Vũ Thanh, anh không nói một lời. Cậu Thiên, có phải do người Nhật gây ra không? Vũ Thanh nghiến răng, gặng hỏi. Hoàng Thiên gật đầu, đưa Vũ Thanh tới một nơi vắng vẻ. Điều tra hướng hành động của đám người Nhật đó càng nhanh càng tốt. Hoàng Thiên sầm mặt lại, nói với Vũ Thanh. Vũ Thanh chấn động, anh ta có thể nhận ra lần này cậu chủ đã nổi giận thật sự. Từ trong ánh mắt của Hoàng Thiên có thể thấy được sát khí bừng bừng. Đến Vũ Thanh còn cảm thấy sợ hãi Hoàng Thiên của giây phút này. Tôi đã phái người điều tra rồi, nơi xảy ra chuyện tại khu biệt thự ở Hoa Lan có camera giám sát, sẽ có kết quả nhanh thôi. Vũ Thanh báo cáo với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nói không rằng, trong ánh mắt ngập tràn sát khí. Lần này, người Nhật thực sự đã chơi một vố lớn, bọn chúng đã khiến cho Hoàng Thiên nổi trận lôi đình. Không lâu sau, hai nhân viên đều được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Nhân viên bị thương nhẹ đã không có gì đáng ngại, nhưng còn nhân viên bị thương nặng thì đang chụp máy thở, được đẩy vào phòng điều trị tích cực ICU. Vũ Thanh trao đổi với bác sĩ chính một lúc, nhận được thông báo rằng cả hai nhân viên đều không nguy hiểm đến tính mạng, lúc này anh ta mới yên tâm. Lát nữa đưa cả hai người họ đến công viên giải trí của Tiêu Văn Hạ, có Đào Văn Lâm đang ở đấy, công tác điều trị sau này cứ giao cho Đào Văn Lâm là được. Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh. Rõ. Vũ Thanh không nói thêm gì. Gật đầu nhận lệnh. Vì bảo vệ Hoàng Linh và Hoàng Phúc Trường nên hai nhân viên mới bị thương nặng như vậy, Hoàng Thiên rất biết ơn họ. Hoàng Thiên không muốn hai nhân viên để lại sẹo trên người, e rằng trên đời này cũng chỉ có Đào Văn Lâm có thể làm được. Đang nói chuyện với Vũ Thanh, thì lúc này di động của Vũ Thanh reo lên. Anh Thanh, đã điều tra camera giám sát, và nắm được đặc điểm nhận dạng của đối phương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một nhân viên báo cáo với Vũ Thanh. Tốt, lập tức truy lùng lũ cặn bã ấy toàn thành phố. Vũ Thanh căn dặn. Rõ. Nhân viên kia nhận lệnh, tắt cuộc gọi. Cậu Thiên, đã điều tra ra được bọn người kia trông như thế nào? Vũ Thanh nói lại với Hoàng Thiên. Lập tức tìm cho ra bọn chúng, bằng không đêm nay ngủ không yên giấc. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Chắc sẽ không có vấn đề gì. Vũ Thanh rất tự tin đáp lời. Anh ta hiểu quá rõ năng lực của các nhân viên dưới quyền mình. Trừ phi lũ cặn bã Nhật Bản kia đã trốn khỏi thành phố Bắc Ninh, bằng không chắc chắn có thể lần theo dấu vết, tìm ra bọn chúng. Mãi cho đến lúc trời chạng vạng tối, di động của Vũ Thanh mới reo lên.
Anh Thanh, đã phát hiện ra tung tích của mục tiêu. Một nhân viên báo cáo. Vũ Thanh đứng bật dậy, nói với Hoàng Thiên, cậu Thiên, có thể xuất phát được rồi. Hoàng Thiên chờ chính là tin tức này mà không có tâm trạng mà ngồi ăn tối, anh chỉ muốn nhanh chóng tìm ra được những thứ này của thành phần cặn bã trong đất nước kia, trả thù cho em gái. Tuy Đào Văn Lâm rất tự tin sẽ không lưu, N lại sẹo trên mặt Hoàng Linh, nhưng trong lòng Hoàng Thiên vẫn thấy lo lắng, huống chi em gái anh còn gặp chuyện lớn như vậy, Hoàng Thiên hận muốn chết cái đám người Nhật Bản này. Lên đường, Vũ Thanh không nói hai lời liền mang thuộc hạ và các thành viên, đi theo Hoàng Thiên ra cửa. Trên đường đi, Vũ Thanh gọi cho các thuộc hạ của mình. Anh ra trên xe Hoàng Thiên, phóng một đường thẳng đi ra ngoài thành phố. Cậu Thiên, đám người Nhật Bản không ở trong thành phố, thuộc hạ tôi báo cáo, những tên Nhật Bản đã nhanh chân chạy tới những ngôi làng vùng núi hẻo lánh rồi. Vũ Thanh nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hơi đau đầu, có vẻ như mười mấy tên Nhật Bản nghe được tin đồn, cũng biết mình gây họa lớn đã nhanh chóng trốn khỏi thành phố Bắc Ninh. Chạy tới cái vùng núi hẻo lánh, cái nơi đó có địa hình phức tạp, muốn bắt được những tên Nhật Bản sẽ rất khó khăn. Lần này, dù bọn chúng có trốn đi chỗ nào cũng phải tìm bắt bọn chúng về. Hoàng Thiên lạnh giọng nói với Vũ Thanh. Vũ Thanh cũng nhận ra, lần này Hoàng Thiên nổi giận thật sự, không thể không giết chết những tên Nhật Bản này. Nhưng nghĩ đến mười mấy tên Nhật Bản kia động tới người nhà Hoàng Thiên, Vũ Thanh cũng không thấy gì làm lạ, dù sao thì Hoàng Thiên coi người nhà quan trọng nhất. Đoạn đường này gập ghềnh, mất hơn một giờ, mới gặp được các thành viên theo dõi. Sau khi xuống xe, Hoàng Thiên quan sát xung quanh, nơi này thật sự rất hoang vu, vì là buổi tối nên cũng không thấy mọi thứ rõ ràng lắm. Nhanh sau đó, một thành viên chạy tới bên cạnh Hoàng Thiên và Vũ Thanh. Thành viên này chính là người được phân công theo dõi mười mấy tên Nhật Bản kia, trên đường đi, đều là anh ta thông báo cho Vũ Thanh vị trí. Anh Thiên, anh Thanh, đám Nhật Bản kia trốn vào một thôn nhỏ trong núi. Thành viên kia nói với Hoàng Thiên và Vũ Thanh. Hoàng Thiên nghe vậy thì nhíu mày, làm sao lại chạy vào trong thôn chứ? Nếu đám Nhật Bản này vào trong thôn mà bắt người dân trong thôn làm con tin thì càng nhiều phiền phức. Vũ Thanh cũng lo ngại, anh ta nhìn Hoàng Thiên nói, bây giờ chúng ta hành động, những người dân trong thôn kia có thể sẽ gặp chuyện. Đứng vậy, trước hết không hành động nữa, nghĩ cách khác xem thế nào đã. Hoàng Thiên nghiêm túc nói. Vũ Thanh nói với người thành viên vừa cậu ở thông báo nói, cậu đi thăm dò tình hình đó, xem những tên Nhật Bản kia có vào trong nhà dân không, xác định vị trí chính xác của bọn chúng. Vâng, thành viên kia trả lời, anh ta mượn bóng đêm bao trùm mà lẻn trốn vào trong thôn. Giấu xe cẩn thận, tất cả thành viên ẩn náu. Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh. Rõ. Vũ Thanh gật đầu, rồi lập tức theo lời Hoàng Thiên nói đi làm. Mấy chiếc xe lái tới một khoảng đất giấu kỹ càng, Vũ Thanh mang theo mấy thành viên, tất cả đi nằm vùng. Đối với Vũ Thanh mà nói thì chuyện này bọn họ đã từng trải nghiệm qua quá nhiều, cho nên rất quen thuộc. Hoàng Thiên cũng không cần lo lắng chuyện này trong lòng, anh đứng tại chỗ chờ thành viên thăm dò. Có lẽ khoảng mười mấy phút sau, thành viên đi thăm dò trở về. Anh Thiên, tôi đi thăm dò biết được mười mấy tên Nhật Bản kia không có làm hoảng sợ người dân trong thôn mà họ chỉ vào trong núi ẩn trú thôi. Thành viên báo cáo cho Hoàng Thiên biết. Trong lòng Hoàng Thiên mới nhẹ nhõm đi phần nào, những tên Nhật Bản kia không bắt những người dân trong thôn, chuyện này cũng dễ giải quyết hơn nhiều. Những tên Nhật Bản này chưa biết chúng ta đã đuổi theo tới nơi, cho nên bọn họ không bắt người dân làm con tin. Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh. Hoàng Thiên biết rõ, với năng lực của Vũ Thanh, bước tiếp theo nên hành động thế nào, trong lòng Vũ Thanh, anh ta tự có tính toán riêng. Hỏi qua anh cũng chỉ là do tôn trọng thôi. Việc này không thể chậm trễ. Bây giờ sẽ hành động, anh phải cố gắng tận lực bắt sống những tên Nhật Bản bại hoại này. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Vũ Thanh nghe vậy, lập tức gật đầu, sau đó phất tay với những thành viên đứng xô ưng mình. Bỗng chốc, mười mấy thành viên được trang bị đầy đủ. Đi theo Vũ Thanh vội lên trước. Thành viên đi thăm dò đi trước đoàn người, anh ta biết vị trí của những tên Nhật Bản kia, cho nên anh ta đi trước dẫn đường. Hoàng Thiên cũng không rảnh rỗi, đi theo cuối cùng, đi theo hướng vào sâu trong núi. Nơi này chỉ có một ngọn núi lớn, cây cối mọc tùm, đường vào núi rất khó khăn. Đi dưới chân núi nhìn thoáng qua thì cũng chỉ thấy dưới chân núi có mấy gia đình, cái thôn nhỏ này cũng ít người sinh sống đến đáng thương. Chỗ dựa vững chắc của mấy hộ gia đình sinh sống trong thôn có lẽ đều dựa vào ngọn núi lớn này. Mười mấy phút sau, thành viên đi đầu dừng lại. Anh ta chỉ tay vào sườn núi trước mặt, nhỏ giọng nói với Vũ Thanh, anh Thanh, mười mấy tên Nhật Bản đều ở sườn núi chỗ này cả, bọn họ đang dựng một nhà gỗ đơn giản.
Vũ Thanh cắn răng, trong đầu nghĩ mấy tên Nhật Bản hại nước hại nhà, còn muốn sinh sống bình thường sao? Trong lòng Hoàng Thiên cũng nổi giận, xem ra những tên Nhật Bản này muốn làm địch với mình, ở chỗ này sinh sống, tiếp theo sẽ muốn làm chuyện gì đó. Thà không bị rơi vào thế bị động thì không bằng chủ động tấn công, Hoàng Thiên quyết tâm. Tối nay sẽ thu lưới bắt một mẻ hết đám người Nhật Bản này. Bao vây. Vâng. Vũ Thanh vừa ra lệnh, mười mấy thành viên nhờ bóng đêm che khuất, vây thành một vòng cung cánh quạt. Lúc này Vũ Thanh cũng đi lên, anh ta muốn tự mình dẫn dắt đội giải quyết những tên Nhật Bản. Hoàng Thiên cũng đi lên, anh phối hợp với Vũ Thanh, đối phó với những tên Nhật Bản, đây cũng không còn chuyện gì to tát nữa cả. Oroka. Tiếng Nhật, Oroka, tiếng Việt, ngu ngốc, nhưng ngay lúc này, giữa sườn núi vang lên tiếng một người đàn ông quát mắng. Vừa nghe tiếng mắng chửi, Hoàng Thiên không thể không tức giận, quả nhiên là đám người Nhật Bản. Ngay sau đó, sườn núi vang lên tiếng nổ súng. Sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Hoàng Thiên đi nhanh tới, lúc đến gần mới thấy rõ. Mười mấy tên Nhật Bản, phải có đến hơn một nửa bị ngã xuống đất, cơ bản là bị thương ở chân. Còn mấy tên nữa, giơ tay hai lên cao, vẻ mặt hơi bối rối. Vũ Thanh cung tay lên, ra lệnh cho thuộc hạ xông vào. Mười mấy tên Nhật Bản chỉ trong chớp mắt đã trở thành phạm nhân. Không sai, dứt khoát như vậy đó, thành viên dưới tay Vũ Thanh ra tay, đúng là tiết kiệm cho Hoàng Thiên không ít phiền phức. Đứng nghiêm chỉnh, Vũ Thanh quát lên với mấy tên Nhật Bản không bị thương ở chân. Chỉ có 4 đến 5 người không bị thương, mấy tên Nhật Bản đứng nghiêm túc, hai tay bị trói ngược, bọn họ đã hoàn toàn không thể phản lại được. Những tên Nhật Bản này rất hung ác, dù bị trói bắt lại nhưng dáng vẻ bọn họ đều không phục. Hoàng Thiên nhìn những tên này, trong lòng càng nổi giận hơn. Nghĩ đến cả gương mặt em gái bị phỏng, Hoàng Thiên bước lên đá một cú vào tên Nhật Bản đang trợn trắng cả mắt nhìn kia. Bộp, tên này bị Hoàng Thiên đá một cú ngã lăn xuống đất. Ai là người phóng hỏa, đứng ra. Giọng nói Hoàng Thiên lạnh lùng hà khắc vang lên. Với câu hỏi này, không có một tên Nhật Bản nào dám trả lời. Hoàng Thiên tưởng mấy tên này nghe không hiểu, đang định hỏi ai nghe hiểu thì tên Nhật Bản bị đạp ngã kia lên tiếng. Khốn nạn, anh dám làm vậy với tôi, anh sẽ không sống yên nổi. Cái gã Nhật Bản tên là Mustache trợn mắt nhìn Hoàng Thiên, ngang ngược hét to lên. Hoàng Thiên không nhịn được mà cười lạnh, xem ra tên Mustache này không ngu lắm, ít nhất còn biết nói tiếng Việt Nam. Nói cho tôi, trong các người, ai là người phóng hỏa? Ai là một cô gái bị bỏng mặt? Hoàng Thiên ngồi xổm xuống trước mặt Mustache hỏi. Hai mắt Mustache như mắt chó sói hung dữ lóe lên tia sáng, nhìn Hoàng Thiên, nhưng lại không nói gì. Hỏi mày đấy, không chịu nói sao? Sắc mặt Hoàng Thiên âm trầm, hỏi Mustache. Mustache chỉ sững người một chút, có thể là bị vẻ mặt của Hoàng Thiên dọa sợ nhưng gã lại nhanh chóng lấy lại dáng vẻ phách lối kia. Lúc này Hoàng Thiên mới biết, nhưng tên bại hoại này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bọn họ tưởng không ai dám làm gì bọn họ sao, vì vậy mà phách lối ngông cuồng. Nhưng hôm nay gặp Hoàng Thiên, những tên Nhật Bản này coi như gặp xui. Không nói phải không? Hoàng Thiên giật tóc Mustache, chuẩn bị ra tay đánh. Mày hù dọa ai? Tao cảnh cáo mày, dám động vào tao mà xem, mày sẽ phải trả giá là cả cái mạng mày. Trước mặt Hoàng Thiên mà Mustache diệu võ ra oai, dáng vẻ phách lối ngông cuồng. Hoàng Thiên lạnh lùng cười một cái, anh biết nếu không cho gã này nếm thử chút mùi vị đau khổ thì không được rồi. Nhìn thấy bên cạnh có một cành gỗ khô, Hoàng Thiên với tay cầm lấy. Bốp! Đột nhiên Hoàng Thiên hung hăng đánh vào mặt tên Mustache. Trời a! Nhất thời, Mustache kêu gào khóc lóc thảm thiết, ôm bụng lấy mặt oán hận nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không có nhiều kiên nhẫn như vậy, nhìn đầu tên Mustache, ngay sau đó vung tay lên đánh. Trong chớp mắt, Mustache bị đánh ngã xuống đất, ôm đầu giống lên thảm thương, quả thực là không chịu đựng nổi. Cuối cùng, Mustache quát to lên, đừng đánh nữa. Tôi nói cho anh, muộn rồi. Hoàng Thiên không muốn nghe gì cả, chỉ muốn tiếp tục dạy dỗ tên Mustache này. Chống đỡ được 3 phút, trên người Mustache đầu vết thương, nếu thân thể gã không cứng rắn, có lẽ đã sớm ngất đi. Đừng đánh nữa, cái gì tôi cũng sẽ nói. Mustache yếu ớt nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng hơi mỏi tay, lúc này mới tạm dừng không đánh nữa. Thật là không đánh không khai, nếu không phải không ai đánh thì sẽ không chịu nói đúng không? Hoàng Thiên chỉ vào mặt Mustache tức giận nói. Mustache không ngang ngược nữa, cũng không dám trừng mắt với Hoàng Thiên, gã từng ngụm hít thở hổn hển. Dạ, là anh ta phóng hỏa. Mustache chỉ vào một tên Nhật Bản,
nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn theo tay Mustache chỉ vào một người Nhật Bản, thấy tên này cúi gằm đầu. Cơ bản thì chắc chắn, Mustache nói không sai, thật sự là do tên Nhật Bản này làm. HT Hoàng Thiên đau lòng cho em gái, vừa nghĩ tới em gái tự dưng phải chịu tội, trong nghĩ tới em gái tự lòng Hoàng Thiên lại nổi cơn giận tanh bành. Tiễn gã ta lên đường. Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh. Vũ Thanh không nói hai lời, phất tay ra hiệu với thuộc hạ. Hai thành viên tới, lôi tên Nhật Bản đó ra ngoài. Ngay sau đó vang lên tiếng súng, tên Nhật Bản được vứt vào chỗ cũ. Những tên Nhật Bản còn lại quan sát tình huống này đều bị dọa sợ không ít. Bọn họ cũng là người, cũng sợ chết, đồng bọn đã bị mất một người, bọn họ lo lắng cho sợ mình cũng mất mạng như vậy. Mang tất cả về. Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh. Vũ Thanh gật đầu, ra lệnh với thuộc hạ và các thành viên mang những tên Nhật Bản còn lại đi xuống núi. Những tên không đi nổi đường, bị các thành viên kéo xuống núi, còn mấy tên mà có thể đi thì cũng không nhàn hạ gì, họ phải hỗ trợ đưa những người không đi được xuống núi. Hoàng Thiên không nghĩ rằng có thể thuận lợi như vậy, từ lúc phát hiện đến lúc kết thúc mai phục, có thể nói là rất thuận buồm xuôi gió. Những tên Nhật Bản ở trước mặt Vũ Thanh, quả thực không chịu nổi một chút hành hạ nào khác cả. Rất nhanh sau đó, Hoàng Thiên và đám người Vũ Thanh trở về thành phố Bắc Ninh. Dĩ nhiên là Hoàng Thiên không có hứng thú với đám người Nhật Bản này, anh giao những người này cho Vũ Thanh toàn quyền xử lý. Bây giờ Vũ Thanh đã bắt không ít người. Sau khi anh ta bắt mấy tên Nhật Bản mang về, quyết định tra khảo một chút, đưa tất cả bọn họ đến ngục giam bí mật. Sau khi Hoàng Thiên trở lại thành phố Bắc Ninh thì không về nhà ngay, anh đáng lo lắng tình hình em gái mình, vì vậy đã tới ngay chỗ Tiêu Văn Hạ. Lúc này, Hoàng Linh không dám ngủ, cô quá lo lắng, sợ để lại sẹo trên mặt. Mặc dù Đào Văn Lâm đảm bảo sẽ không để lại, nhưng cô không quá yên tâm. Thấy anh trai đến thăm, cô muốn ngồi dậy. Hoàng Thiên vội đè bả vai cô xuống, không để cô lộn xộn. Cảm giác thế nào, mặt còn đau nữa không? Hoàng Thiên nhìn Hoàng Linh, lo lắng hỏi. Thấy ánh mắt lo lắng của anh trai, trong lòng Hoàng Linh ấm áp hẳn. Cô ta biết, trên thế giới này thì anh trai là người thương yêu cô ta nhất. Anh, không còn đau nữa. Bác sĩ Lâm đã bôi thuốc cho em, không thấy đau nữa. Hoàng Linh nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu, với tài nghệ y học của Đào Văn Lâm, anh tin tưởng được. Em không phải lo lắng, tài nghệ của Đào Văn Lâm rất lợi hại, ông ta cũng đảm bảo với anh, trên mặt em sẽ không để lại sẹo. Hoàng Thiên an ủi Hoàng Linh, không muốn để cô suy nghĩ linh tinh. Hoàng Linh nghe Hoàng Thiên nói vậy, trong lòng cô yên tâm hơn không ít. Nhan sắc đối với một cô gái mà nói, có khi còn quan trọng hơn cả tính mạng. Nghĩ đến việc nhan sắc cô không bị phá hủy, Hoàng Linh yên lòng nhiều. Anh, những người kia có tới gây rối nữa không? Hoàng Linh lo lắng hỏi Hoàng Thiên, cô bị những tên Nhật Bản kia dọa sợ tạo thành bóng ma ám ảnh. Hoàng Thiên nghe vậy thì cười nhạt, sẽ không đâu, những tên Nhật Bản kia, tất cả đã bị bắt rồi. Hoàng Linh nghe vậy thì kinh sợ, cô không ngờ rằng lại nhanh như vậy, anh đã bắt được những tên Nhật Bản kia rồi. Ai ra, không ngờ rằng, phụ nữ lại có thể ta dai độc ác như vậy, dám phóng hỏa em. Hoàng Linh thở dài, lắc đầu cảm khái. Cái gì, Hoàng Thiên nghe vậy thì giật mình. Anh, em nói là người phóng hỏa em là người phụ nữ kia, quả thực rất độc ác. Hoàng Linh nghi ngờ nhìn Hoàng Thiên, không hiểu Hoàng Thiên lúc này là thế nào. Hoàng Thiên không nhịn được mà cắn răng nghiến lợi, anh biết ngay mà, lúc ở sườn núi, tên Mustache nói điêu. Mustache chỉ vào một người đồng đội, chỉ nói là người này phóng hỏa đốt cháy Hoàng Linh, nhưng gã không có giải thích cho người đồng đội hiểu. Ầm ĩ mất nửa ngày, người phóng hỏa Hoàng Linh lại là một người phụ nữ. Nhưng bắt được mười mấy tên Nhật Bản kia, bọn họ đều là nam, không thấy phụ nữ. Có thể có hai trường hợp, một là người phụ nữ kia trốn đi, không lộ mặt ra ngoài. Hai là người phụ nữ kia không ở chung với đám người Nhật Bản. Nghĩ tới hai trường hợp này, Hoàng Thiên không thể nào bình tĩnh lại được. Hơn nữa người phụ nữ này quá nguy hiểm, lòng dạ độc ác, bàn tay đen tối của cô ta chuyên đi gieo họa, không thể giữ lại được. Huống chi người phụ nữ Nhật Bản này còn phóng hỏa Hoàng Linh, oan có đầu nợ có chủ, món nợ này chỉ có thể tìm cô ta tính toán. Nghĩ tới những chuyện này, Hoàng Thiên ở chỗ này ở đứng dậy nói, em gái, em cứ ở chỗ này tạm dưỡng thương, anh đi trước. Ừ, anh mau về nhà, chắc chị dâu đang rất lo lắng cho anh đó. Hoàng Linh nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nói gì, rời khỏi khu trung tâm giải trí của Tiêu Văn Hạ. Nhưng anh lại không về nhà mà lái xe đến ngoại ô thành phố. Trên đường đi, anh gọi điện cho Vũ Thanh.
Vũ Thanh, sắp xếp ổn thỏa đám người Nhật Bản, sau đó trở về chỗ kia. Hoàng Thiên nói qua điện thoại. Cậu Thiên, về đấy làm gì? Vũ Thanh rất tò mò hỏi. Có một con cá lọt lưới, là một người phụ nữ, không biết cô ta còn ở lại chỗ đấy hay không? Hoàng Thiên nói. Có thể không đâu, lúc chúng ta bắt hết mấy tên Nhật Bản rồi mà. Vũ Thanh nghi ngờ nói. Có một người lọt lướt, bây giờ tôi đang đi về chỗ cũ, anh mang theo vài người kia đi. Hoàng Thiên nói xong, ngắt luôn cuộc gọi. Lúc này trong lòng Hoàng Thiên rất gấp, anh càng ngày càng cảm thấy người phụ nữ phóng hỏa đó, chắc là người đứng đầu đám Nhật Bản. Nếu không những tên Nhật Bản kia sẽ không thay cô ta mà chịu tội, lại còn không còn thèm oán hận một câu. Bây giờ chạy trở lại, đơn giản chỉ là mong chờ may mắn thôi, Hoàng Thiên cũng không hy vọng quá lớn sẽ tìm thấy người phụ nữ đó. Đến chân ngọn núi kia, mọi thứ vẫn như cũ, Hoàng Thiên lái xe đỗ vào một chỗ kín đáo. Anh không đợi đám người Vũ Thanh chạy tới mà một mình đi tới giữa sườn núi. Nhưng vừa bước được mấy bước thì đột nhiên Hoàng Thiên nghe thấy tiếng người nói chuyện trong bụi cỏ gần đó. Nhất thời, Hoàng Thiên tỉnh táo hẳn. Nhờ ánh mắt, anh ngó vào bụi cỏ nhìn thì phát hiện trong bụi cỏ rung rung, rõ ràng là có người hoặc động vật. Hoàng Thiên rút dao phía sau lưng ra, VN chuẩn bị ra tay đánh. Trong bụi cỏ may mắn là người, nếu là thú dữ thì cực kỳ nguy hiểm. Đợi một lúc, trong bụi cỏ vẫn động đậy, nhưng thứ bên trong vẫn chưa thấy ló ra. Hoàng Thiên không có tâm trạng chờ, anh bước nhẹ tới. Trong bụi cỏ động đậy mạnh hơn, Hoàng Thiên thấy mở mang tầm mắt vì anh cảm thấy, các thứ trốn trong bụi cỏ có vẻ như nó đang run rẩy. À! Hoàng Thiên đi tới gần, một cô gái nhảy từ trong bụi cỏ chạy ra, hét to một tiếng rồi xoay người chạy. Hoàng Thiên sợ hết hồn nhưng anh nhanh chóng thích ứng, xông lên bắt người phụ nữ này. Người phụ nữ hoảng sợ quay đầu lại, đối mặt với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ngơ ngác, dưới ánh trăng, anh thấy rất rõ ràng đây là một cô gái tầm 17-18, dáng vẻ xinh xắn, bộ dạng bị hoảng sợ, trên mặt đầy nước mắt. Nhìn cách ăn mặc, mặc dù rất quê mùa nhưng không ảnh hưởng tới vẻ đẹp và khí chất của cô gái này. Cô ta hết này tới lần khác xuất hiện ở đây, thật sự rất đáng nghi ngờ. Cô là ai? Sao lại trốn ở chỗ này? Hoàng Thiên nghiêm giọng hỏi cô gái. Cô gái nghe Hoàng Thiên hỏi vậy thì vội vàng khóc lóc nói, nhà tôi ở dưới chân núi, tôi bị dọa sợ chạy lên núi. Đại ca, xin anh đừng giết tôi, chẳng lẽ anh là người cùng nhóm với nữ quái vật kia sao? Nữ quái vật? Bỗng nhiên Hoàng Thiên sáng mắt lên. Hơn nữa anh có thể chắc chắn, cô gái này ở trong thôn nhỏ cách đây không xa. Cô không cần phải sợ, tôi không phải người xấu. Nói cho tôi biết cái nữ quái vật đó là chuyện gì. Hoàng Thiên hòa nhã hỏi cô gái này. Cô gái này bán tín bán nghi, cô ta nghĩ, trời đã tối thế này là Hoàng Thiên đi một mình lại cầm một con dao đi từ chân núi lên, chắc không phải người tốt đẹp gì. Cha tôi bị nữ quái vật hại chết, cô gái nói tới chỗ này thì ôm mặt khóc to lên, làm người khác thương xót. Chuyện này, Hoàng Thiên không nghĩ rằng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Cái nữ quái vật kia, chắc là người phụ nữ Nhật Bản mà Hoàng Linh nói. Xem ra lần trở lại này quá chính xác. Tại sao cô ta lại hại chết cha cô? Cô ta hiện nay đang ở chỗ nào? Cô đừng sợ, cứ từ từ nói. Hoàng Thiên hỏi cô gái này. Cô gái càng khóc thảm thiết hơn, giọng nói run run, khoảng một giờ trước, người phụ nữ kia gõ cửa, lừa cha tôi mở cửa, sau đó giết cha tôi. Tôi ở trong phòng, nhảy từ cửa sổ trốn đi nên cô ta không phát hiện ra. Sau đó cô chạy tới chỗ này. Hoàng Thiên hỏi. Ừ, thường ngày tôi tới chỗ này chặt củi nên cũng rất quen thuộc con đường này, vì vậy mới chạy tới chỗ này trốn. Cô gái khóc rất thương tâm. Hoàng Thiên đồng cảm nhìn cô gái, cảm giác cô ta rất đáng thương xót. Chính là do người phụ nữ Nhật Bản quá tàn nhẫn, để tránh bị truy bắt mà giết cả cha của cô gái này. Tối nay nếu không bắt được người phụ nữ Nhật Bản kia, còn không biết bao người vô tội bị mất mạng nữa. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Hoàng Thiên lại tức giận. Cô đừng sợ, tôi đưa cô về nhà, có được hay không? Hoàng Thiên nói với cô gái. Cô gái lập tức phòng bị, cô ta nghi ngờ Hoàng Thiên có quan hệ với nữ quái vật, muốn lừa gạt cô ta đưa về nhà rồi giết cô ta. Cô sợ tôi là người xấu, nếu như tôi là người xấu thì bây giờ tôi đã giết cô ngay luôn rồi. Hoàng Thiên thấy cô gái lo lắng chuyện đó, vì vậy giải thích với cô ta. Cô gái không phải người ngu dốt. Cô ta suy nghĩ một lúc, đúng là thật vậy. Nếu đối phương muốn giết cô ta còn phải phí công phí sức mà ở đây nói chuyện sao? Một dao giết luôn mới đúng. Được rồi đại ca, anh có thể đối phó với người phụ nữ kia không? Cô ta quá độc ác,
Cô gái không yên tâm hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu một cái rồi nói, có thể đối phó được, cô nhanh lên một chút dẫn đường đi, nếu không tẹo nữ người phụ nữ kia trốn đi đấy. Ừ, cô gái gật đầu một cái thật mạnh, dũng khí của cô ta, không đáng để nói đến. Cha bị người phụ nữ kia hại chết, nếu như người đại ca này có thể bắt được người phụ nữ kia thì có thể coi như đã báo thù cho cha. Cho nên cô gái này không chút dám chậm trễ, nhanh chóng đi trước dẫn đường cho Hoàng Thiên, đi về nhà. Thật ra Hoàng Thiên cũng biết vị trí cái thôn cách đây không xa, chỉ là trong thôn đâu phải có vài nhà đâu, vẫn cần cô gái này đi trước chỉ đường. Rất nhanh sau đó, cô gái đưa Hoàng Thiên tới trước của một ngôi nhà. Nhưng cô ta không dám tiến lên trước nữa, hai chân cô ta đang run run. Hoàng Thiên quan sát một chút thì thấy chỗ này không có điện, trong phòng le lói ánh đèn nến. Lúc này anh bước nhẹ đi về cửa. Cô gái không dám rời xa Hoàng Thiên, cũng im lặng đi theo sát sau lưng Hoàng Thiên, cực kỳ khẩn trương. Sau đó, Hoàng Thiên đi tới cửa sổ. Cửa không đóng, Hoàng Thiên quan sát bên trong thì bỗng kinh hãi. Chỉ thấy trong phòng nhỏ, trên chiếc giường gỗ có một người cao gầy dáng đẹp tầm 20 tuổi đang nằm. Người phụ nữ này nằm ngửa, có lẽ đang nhắm mắt dưỡng thần. Mà trên đất, một người tuổi cũng đã cao cả người be bét máu, không biết là sống hay đã chết. À, cô gái kia nhìn thấy cảnh này, sợ hãi kêu lên. Con bà nó. Hoàng Thiên thật muốn chửi lộn, nếu biết trước cô gái này sẽ hét lên như vậy thì vừa rồi đã không để cô ta thấy. Cái tiếng hét vừa rồi chắc chắn làm ảnh hưởng đến người phụ nữ trong phòng. Hoàng Thiên dự tính sẽ thừa cơ đánh lén, như vậy sẽ tiết kiệm được không ít phiền toái, nhưng bây giờ chắc chắn sẽ không thực hiện được. Đúng như đã đoán, người phụ nữ trong phòng bị đánh động, lập tức tỉnh dậy, nhìn về cửa sổ. Nhìn thoáng qua cô ta đã thấy Hoàng Thiên và cô gái kia. Vèo! Người phụ nữ bật dậy từ trên giường đứng lên. Cùng lúc đó, trong tay cô ta có thêm một con dao sắc lóe sáng. Mặc dù cô ta không nói lời nào nhưng Hoàng Thiên nhìn thấu được, đôi mắt cô ta tràn đầy ánh tàn sát. Người có ánh mắt đó, chắc chắn là nữ quái vật giết người không nháy mắt, vì trong ánh mắt có thể giết người kia không che giấu được. Cô không nên đi vào. Hoàng Thiên dặn dò cô gái kia một chút, sau đó nhảy từ cửa sổ nhảy vào trong phòng. Anh là ai? Người phụ nữ dùng giọng điệu cứng nhắc hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhận ra, người phụ nữ này chính là người Nhật Bản, giọng điệu không khác mấy tên Nhật Bản kia mà mấy. Mặc dù dáng vẻ người phụ nữ này vô cùng đẹp nhưng trên người cô ta tản ra sát khí, còn có ánh mắt hung ác, làm người khác nhìn vào thấy sợ, cũng không người đàn ông nào dám ôm tơ tưởng hão huyền. Tôi là Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nói dối, tự giới thiệu luôn. Nghe cái tên này, người phụ nữ giật mình, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên không chớp mắt. Hừ, hóa ra anh chính là Hoàng Thiên. Ánh mắt người phụ nữ nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, cô ta không sợ xa xôi mà tới chỗ này, mục đích chính là vì Hoàng Thiên, bây giờ cũng thấy Hoàng Thiên tự mình tới. Cô là người của tập đoàn Ronin, phóng hỏa làm em gái tôi bị bỏng mặt. Giọng nói lạnh như băng của Hoàng Thiên vang lên, vừa nói anh vừa đi tới gần người phụ nữ. Người phụ nữ lập tức đề phòng Hoàng Thiên, cô ta đã nghe người ta đồn là Hoàng Thiên rất khó đối phó, nên cô ta không dám khinh thường chút nào. Không sai, không ngờ rằng anh lại trở lại, nói đi, anh đã đưa những thuộc hạ kia của tôi tới chỗ nào rồi? Cô gái hung dữ trợn mắt nhìn Hoàng Thiên, trong mắt đầy hận thù. Còn nhớ những tên thuộc hạ kia hả? Cô cũng nhanh chóng được đoàn tụ với bọn họ thôi. Hoàng Thiên lạnh lùng hừ mũi, anh cũng không muốn tốn nhiều nước bọt với người phụ nữ này, dù sao thì cha cô gái kia đang nằm trên đất chưa biết sống chết thế nào. Hoàng Thiên nói xong, nhanh nhẹn rút con dao gắt sau lưng, nhào tới người phụ nữ. Trong mắt người phụ nữ lóe lên vệt sáng, thấy Hoàng Thiên phi tới, cô ta giơ dao đâm vào vị trí bụng Hoàng Thiên. Phập, tiếng dao phi trong gió, sức lực và tốc độ đều đạt tới trình độ kinh người, người bình thường chắc chắn không thể đạt được trình độ này. Trong lòng Hoàng Thiên khẽ đập một cái, thực lực người phụ nữ này không thể xem thường được. Nếu như lơ là mất cảnh giác một cái là coi như bị cô ta giết ngay. Cho nên Hoàng Thiên cũng không thể khinh thường, đột nhiên nhẹ nhảy né sang một bên, tranh được một đao suýt lấy mạng. Bộp, người phụ nữ khua dao ngang một cái, lao về cổ Hoàng Thiên, một chiêu chính xác ngoan độc, chỉ nhằm dồn Hoàng Thiên vào chỗ chết. Hoàng Thiên thấy người phụ nữ này quá hung tàn, một dao này anh không có né, là giơ bàn tay ra, bắt lấy cổ tay người phụ nữ. Cạch, người phụ nữ không có thu tay, sau khi cổ tay bị Hoàng Thiên bắt được, cô ta đá một cú vào bụng Hoàng Thiên. Bất ngờ, Hoàng Thiên cảm thấy đau đớn, kết quả bị người phụ nữ này đánh trúng. Nhưng Hoàng Thiên không buông tay, bàn tay tăng lên lực,
ghi chặt lấy cổ tay người phụ nữ. A! À, người phụ nữ kêu một tiếng đau đớn, cổ tay vô cùng đau nhức, không cầm chắc nổi dao. Cạch! Dao của người phụ nữ rơi xuống đất, khốn khiếp, anh thật có hai cái mạng. Cô gái tức giận quát Hoàng Thiên, lại đá một cú nữa vào bụng Hoàng Thiên. Lần này Hoàng Thiên nào có thể để cô ta đá trúng, cùng lúc đó anh cũng đá lại một cú, vừa chuẩn đá vào bắt chân người phụ nữ. A! À, người phụ nữ gào lên đau đớn, không đứng ổn định. Bịch một tiếng ngã xuống đất. Hoàng Thiên không nằm cổ tay cô ta nữa, lúc này anh giơ chân lên đá một cú nữa làm cô ta không đứng dậy được. Nào ngờ, tốc độ phản ứng lại của người phụ nữ kia rất nhanh, mặc dù bị đau nhưng cô ta đã lăn một vòng. Một cú đá kia của Hoàng Thiên không thành, cũng vì lực để đá lần này quá mạnh mà làm anh chút nữa mất thăng bằng nghiêng người. Anh may mắn đó Hoàng Thiên, chúng ta cứ chờ đó. Người phụ nữ tức giận hét lên, lật người nhanh như con cá chép nhảy dậy từ dưới đất lên, nhảy ra ngoài qua cửa sổ. Không được. Hoàng Thiên thầm nghĩ không hay rồi. Nếu người phụ nữ này trốn thoát thì gây ra không ít phiền phức. Huống chi cô gái kia vẫn đang chờ ngoài cửa, rất có thể bị người phụ nữ này giết. Hoàng Thiên không dám chậm trễ, cũng nhảy ra ngoài qua cửa sổ. Cũng may, người phụ nữ kia không ra tay giết cô gái, là bỏ chạy về hướng Tây Bắc. Hoàng Thiên định đuổi theo nhưng lúc này trong phòng phát ra tiếng rên rỉ của người đàn ông. Mau cứu tôi! Ông ấy còn sống. Trong lòng Hoàng Thiên khẽ run, anh cho rằng ông lão đã mất mạng rồi, không ngờ rằng ông vẫn còn sống. Đại ca, cha tôi chưa chết, anh mau giúp tôi cứu ông ấy đi. Cô gái năn nỉ nhờ Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nói gì, chỉ nhìn theo bóng người phụ nữ Nhật Bản kia đã chạy xa, Hoàng Thiên quay lại vào nhà. Lúc này, ông lão nằm trên đất, ánh mắt đã mở nhưng vẫn còn rất yếu. Mấp máy môi, ông lão muốn nói gì đó nhưng không nói được. Cha, cha thế nào? Cô gái hoảng sợ khóc to lên, quỳ xuống xem xét nhưng vết thương trên người bố cô ta. Nhưng cô ta không dám làm loạn, rất sợ lại làm cha cô ta bị thương nặng hơn. Hoàng Thiên đi qua xem xét một chút, mặt ông lão đầy máu, tất nhiên không phải tự mình làm mà suýt nữa bị người ta đánh chết. Ông cố chịu đựng, bây giờ tôi sẽ nhanh chóng gọi người tới cứu ông. Hoàng Thiên cố gắng giúp ông lão yên tâm. Ông lão cảm kích khẽ gật đầu cảm ơn nhưng không nói được chữ nào. Hoàng Thiên biết không thể kéo dài thêm được nữa, ông lão này bị thương nặng, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Vì vậy anh lấy điện thoại gọi cho Tiêu Văn Hạ. Tiêu Văn Hạ, lập tức gọi Đào Văn Lâm tới, bảo ông ta mang loại thảo dược nào tốt tới cứu một người. Hoàng Thiên nói với Tiêu Văn Hạ. Vâng cậu Thiêm, tôi lập tức đi sắp xếp. Tiêu Văn Hạ nói. Một lát nữa tôi sẽ gửi định vị cho anh nhanh chóng gọi Đào Văn Lâm tới đi. Hoàng Thiên nói xong, ngắt cuộc gọi. Ông lão bị thương nặng như vậy, sợ rằng chỉ có Đào Văn Lâm mới có thể cướp người từ tay Diêm Vương, cứu ông lão này một mạng. Vừa định xem cho ông lão chút tình hình vết thương thì lúc này Hoàng Thiên cảm thấy có dự cảm xấu ở sau lưng. Phản ứng theo bản năng, thậm chí Hoàng Thiên còn không có thời gian quay đầu lại nhìn, thân thể vọt lên trước, đã bay xa 2-3 mét. Ngay sau đó, Hoàng Thiên lộn vòng tại chỗ, đứng dậy vững vàng. Nhìn lại, Hoàng Thiên thật sự hoảng sợ. Chỉ thấy vừa mới đây thôi cô gái kia còn đang khóc ròng, bây giờ trong tay lại cầm một cây rìu chặt củi, tư thế vung rìu còn chưa thu hồi. Cô gái này muốn giết mình sao? Hoàng Thiên mắt mở thật to, thật sự là nằm mơ anh cũng không nghĩ tới, cô gái nhìn có vẻ yếu ớt này lại lạnh lùng ra tay với mình. Rốt cuộc đây là tình huống gì thế này? Hoàng Thiên cảm thấy mờ mịt, mặc dù anh tới tìm người phụ nữ nước Nhật kia, nhưng mà cũng gián tiếp giúp đỡ người phụ nữ này mà, sao cô ta còn lấy oán trả ơn vậy chứ? Vì sao cô lại làm như thế? Sắc mặt Hoàng Thiên bình tĩnh, bước từng bước một đi về phía cô gái này. Anh Thiên, tôi. Cô gái tỏ vẻ lo sợ không thôi, trơ mắt nhìn Hoàng Thiên, giống như dáng vẻ rất vô tội. Cô đừng đóng kịch nữa, nói thật với tôi ngay, nếu không tôi sẽ không khách sáo. Hoàng Thiên trầm giọng nói với cô gái này, đã đứng cách xa cô gái này không đến 2 mét. Cô ta cũng không buông cây rìu bổ củi xuống, mặc dù gương mặt ngây thơ động lòng người. Nhưng mà cô ta lại nắm rất chặt cây rìu bổ củi trong tay. Hoàng Thiên thấy thế thì anh biết cô gái không rõ lai lịch này vẫn muốn giết anh, nếu không thì sẽ không nắm chặt rìu bổ củi chặt như thế. Vậy mà cô lại lấy oán trả ơn, tôi đã cứu cha của cô đó. Hoàng Thiên cạn lời nói, anh chuẩn bị đi tới cướp lại cây rìu bổ củi trong tay cô gái, sau đó chậm rãi hỏi cô ta. Khi anh sắp đi đến gần cô gái này thì ông lão đang nằm trên đất lại đột nhiên nắm lấy cổ chân anh, sau đó dùng sức kéo một cái. Bà mẹ nó.
Hoàng Thiên thầm nghĩ không tốt, nếu không phải anh đang đứng vững thì đã bị ông lão này kéo ngã xuống đất. Dù là như thế, thân thể Hoàng Thiên cũng lung lay vài lần, suýt nữa ngã sấp xuống. Mỹ Anh, ra tay nhanh lên, ông lão kêu lên lớn tiếng, sau đó hai cánh tay bắt đầu ôm chặt lấy chân Hoàng Thiên, không cho Hoàng Thiên động đậy. Trong nháy mắt, cô gái kia ngừng khóc, vung rìu bổ củi lên, bắt đầu chặt đầu Hoàng Thiên. Một rìu kia thật sự vừa nhanh vừa ác độc, rõ ràng muốn dùng một nhát chém chết Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cảm thấy mình gặp quỷ rồi, cô gái này đột nhiên biến thành người khác. Cha của cô ta cũng giống quỷ, đột nhiên nhanh nhẹn như thế. Hai đùi bị ôm rất chặt, Hoàng Thiên muốn di chuyển cũng không thể di chuyển, nhưng cô gái tên Mỹ Anh này đã bổ rìu bổ củi xuống. Muốn tránh cũng không được, Hoàng Thiên đành phải mạo hiểm nằm lấy cổ tay Mỹ Anh. Làm thế là đang bất chấp mạo hiểm, bởi vì chỉ cần Mỹ Anh tuột tay bổ rìu xuống thì sẽ làm Hoàng Thiên bị thương. Cũng may, rìu trong tay Mỹ Anh không tuột tay, cổ tay cô ta đã bị tay to của Hoàng Thiên nắm được. Anh đi chết đi. Mỹ Anh mở to đôi mắt xinh đẹp, không ngờ còn hô lớn một tiếng, còn muốn cùng Hoàng Thiên so sức. Hoàng Thiên cũng mơ hồ rồi, đêm nay xảy ra đủ chuyện quỷ quái, trong phút chốc không hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đột nhiên tay anh dùng sức, Mỹ Anh chịu không nơi không nổi nữa, rìu bổ củi trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng kim loại va chạm với mặt đất. A! À, cổ tay truyền đến cơn đau đớn, khiến Mỹ Anh không thể chịu nổi mà kêu một tiếng đau đớn. Khống chế được Mỹ Anh. Hoàng Thiên nhìn ông lão dưới chân, trong lòng anh dâng lên cơn giận. Mình có ý tốt gọi điện thoại bảo Đào Văn Lâm tới trị thương cứu mạng cho ông lão này, nhưng không nghĩ đến ông lão này lại muốn hại chết mình. Đây là phiên bản đời thực của ngài Đông Quách và chó sói mà, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với đôi ba con này, vì sao lại có lòng dạ ác độc như thế. Lúc này, Hoàng Thiên cũng không khách sáo nữa, sau khi lùi chân lại thì đá vào ngực ông lão này. Ôi a! Ông lão kêu lên một tiếng đau đớn, bị Hoàng Thiên đá một cước mạnh, thân thể nằm ngang lùi ra xa hơn nửa mét. Hoàng Thiên sợ ông lão này chạy, nên anh bèn kéo Mỹ Anh đến cạnh ông lão, sau đó dùng chân to dẫm lên ngực ông ta. Anh Thiên, anh dẫm cha tôi nhẹ thôi, ông ấy là người sắp chết, không chịu được anh dẫm vậy đâu. Mỹ Anh làm ra vẻ tội nghiệp, năn nỉ nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong thì im lặng, người sắp chết à? Người sắp chết mà có sức lực ôm hai chân mình chặt như thế sao? Ha ha, người sắp chết à? Người sắp chết còn cố ý muốn giết chết tôi sao? Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, rồi nhìn Mỹ Anh. Mỹ Anh tỏ ra hổ thẹn, cúi đầu. Nhóc con, cậu tên là Hoàng Thiên đúng không? Cậu thả tôi ra, tôi có ý nguyện muốn nói. Ông lão nằm trên mặt đất, thở không ra hơi nói với Hoàng Thiên. Ông có lời gì muốn nói gì cứ nói đi, hy vọng ông có thể cho tôi một lời giải thích hoàn mỹ. Nếu không tôi sẽ không tha cho ông đâu. Ông lão nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên, nói, chàng trai trẻ à, cha con chúng tôi cũng là bất đắc dĩ mới phải làm thế. Cậu thả tôi và con gái tôi ra đi, người không vì mình trời tru đất diệt, chúng tôi cũng là người đáng thương. Nghe thấy ông lão nói năng hùng hồn và đầy lý lẽ, trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy hơi khó chịu. Hơn nữa ông lão nói chuyện mơ hồ này, Hoàng Thiên cũng nghe không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người không vì mình trời tru đất diệt. Sau đó cha con mấy người muốn lấy mạng của tôi để đổi lấy mạng của mình. Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi ông lão. Ông lão không còn trừng mắt với Hoàng Thiên nữa, lúc này trên mặt lại tỏ ra lo lắng. Ông ta biết mạng của mình đã bị Hoàng Thiên nằm trong tay, bây giờ rất có khả năng Hoàng Thiên sẽ giết chết ông ta và Mỹ Anh. Hoàng Thiên, thật ra chúng tôi cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi, người phụ nữ nước Nhật kia bảo chúng tôi làm như thế. Ông lão thở dài nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe vậy trong lòng hơi động. Thật ra anh cũng nghĩ đến điều này, rất có thể hai ba con này bị người ta ép buộc. Nếu không, bọn họ là thôn dân bình thường, sao có thể đột nhiên trở nên hung tàn như thế? Người phụ nữ nước Nhật kia ép mấy người làm, cô ta nói thế nào? Hoàng Thiên hỏi ông lão. Ông lão không thể thở nổi, lúc này chỉ vào Mỹ Anh, ra hiệu cho Mỹ Anh trả lời Hoàng Thiên. Anh Thiên, trước đó người phụ nữ nước Nhật kia xông vào nhà chúng tôi, sau đó đánh cha tôi bị thương. Cô ta còn muốn giết tôi. Thật sự là tôi cũng thoát ra ngoài từ cửa sổ. Nhưng sau khi cô ta đuổi tới chân núi thì đã bắt được tôi. Sau đó thì anh đến, bị cô ta phát hiện, cô ta cảnh cáo tôi bảo tôi lừa gạt anh về nhà, sau đó thừa dịp anh không để ý thì xử lý anh. Mỹ Anh lau nước mắt nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe Mỹ Anh nói thế thì vừa khiếp sợ lại hơi nổi giận. Điều anh khiếp sợ chính là người phụ nữ nước Nhật kia thật mạnh, thì ra mình vừa đến chân núi đã bị cô ta phát hiện.
Điều tức giận chính là Mỹ Anh và cha cô ta đều cực kỳ đáng hận. Dù cho mấy người đều nói thật, nhưng tôi đã đánh người phụ nữ nước Nhật kia một trận, cô ta đã chạy rồi, sao cô lại muốn giết tôi nữa? Trong lòng Hoàng Thiên nghi hoặc, hỏi Mỹ Anh. Anh Thiên, anh có điều không biết, người phụ nữ nước Nhật kia đã cho cha tôi uống thuốc độc. Mỹ Anh nói đến đây, hai mắt đã đỏ bừng, khóc vô cùng dữ dội. Uống thuốc độc, trong lòng Hoàng Thiên chấn động, vội nhìn lên mặt ông lão kia. Dựa vào ánh nến, tận lúc này Hoàng Thiên mới nhìn kỹ, thì ra trên mặt ông lão có màu xanh tím. Trước đó, ông lão bị dính máu tươi, nếu không chú ý quan sát thì chắc chắn không thể nhìn ra màu xanh tím. Bây giờ Hoàng Thiên nhìn cẩn thận thì mới phát hiện. Mặc dù, Hoàng Thiên không biết chữa bệnh như Đào Văn Lâm, nhưng mà có thể nhìn ra được rằng ông lão này thật sự trúng độc rất nặng. Anh Thiên, tôi thật sự không còn cách nào khác, người phụ nữ nước Nhật kia còn nói, nếu như tôi không nghe theo cô ta, thì cô ta sẽ khiến tôi và cha tôi chết thảm trong nhà. Nếu như tôi giúp cô ta giết chết anh, thì cô ta sẽ cho cha tôi thuốc giải độc. Mỹ Anh khóc lóc kể. Hoàng Thiên nhìn Mỹ Anh, mặc dù cũng rất đồng tình với tình huống cô ta gặp phải, nhưng mà Hoàng Thiên cũng rất tức giận với cô ta. Cặp cha con này, vừa rồi tỏ vẻ vô cùng hung tàn. Nếu như không phải thực lực của mình đủ mạnh, thật đúng là sẽ bị hai người bọn họ ám hại đó. Dựa theo tính cách của Hoàng Thiên, thật sự muốn đánh chết hai cha con này cho rồi, không thì sẽ khó tan cơn giận trong lòng. Nhưng mà nghĩ lại, Hoàng Thiên vẫn kiềm chế cơn giận. Sâu kiến còn phải sống cho qua ngày đoạn tháng, huống chi là người chứ. Đối mặt với sống chết, ai cũng sẽ bộc lộ mặt ích kỷ của mình. Hơn nữa, nguyên nhân hai cha con này gặp chuyện tai bay vạ gió như thế cũng bởi vì anh gây nên. Nếu người phụ nữ nước Nhật kia không vì đối phó với anh, thì cũng sẽ không từ nước Nhật đi đến nơi này. Vậy thì hai cha con này sẽ không rơi vào tình cảnh như thế, bọn họ có thể trải qua cuộc sống bình an không lo lắng điều gì. Nghĩ đến chuyện này, Hoàng Thiên khẽ thở dài một hơi, cuối cùng anh vẫn tha thứ cho hai ba con này. Được rồi, tôi sẽ không trách hai người, nhưng mà hai người đừng ra tay với tôi nữa. Nếu không thì tôi sẽ không tha cho hai người. Hoàng Thiên nói với Mỹ Anh và ông lão. Không dám không dám, cậu trai trẻ, lão già tôi đây chết thì chết, chỉ cần con gái tôi sống sót là được. Chuyện tôi làm vừa rồi không đáng làm người, quá ích kỷ, cậu đừng trách tôi nhé. Ông lão lau nước mắt, nói chuyện cũng rất chân thành. Hoàng Thiên không giẫm ông lão nữa, anh thả chân ra, để ông lão đứng dậy. Thật ra vết thương của ông lão không bị nặng như thế, chỉ là trên mặt đổ rất nhiều máu, không phải bị thương nặng gì. Nhưng mà chúng độc chưa nguy hiểm đến tính mạng, nó cũng chưa phát tác hoàn toàn. Sau khi từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt ông hổ thẹn, đứng một bên không lên tiếng. Hoàng Thiên suy nghĩ, nói, Mỹ Anh, người phụ nữ nước Nhật kia không nói làm sao để liên lạc với cô ta với cô sao? Không phải cô ta bảo cô giết tôi sao, cô ta có bảo sau khi giết tôi thì làm thế nào liên lạc với cô ta không? Sau khi Mỹ Tử nghe Hoàng Thiên nói thì giật mình, sau đó cố sức gật đầu. Anh Thiên, tôi nhớ ra rồi, lúc đó cô ta có nói, nếu như cô ta không giải quyết được anh thì để tôi tiếp tục ném đá giấu tay với anh. Chỉ cần giết anh rồi, thì lập tức đốt một đống lửa trước phòng. Phát tín hiệu cho cô ta. Mỹ Anh khẩn trương nói với Hoàng Thiên. Nhìn thấy đôi mắt to xinh đẹp của người phụ nữ này, xem vẻ mặt, chắc hẳn lần này cô ta không nói dối. Hoàng Thiên rất muốn bắt người phụ nữ nước Nhật kia, nếu cứ phải suy đoán lung tung thì không bằng thử một lần, ngộ nhỡ có thể bắt được người phụ nữ nước Nhật kia về thì sao? Cho nên Hoàng Thiên khẽ gật đầu, nói với Mỹ Anh, vậy thì tốt, bây giờ cô hãy làm theo lời người phụ nữ kia nói, đốt một đống lửa trước nhà, phát tín hiệu cho cô ta. Anh Thiên, vậy coi như là dẫn cô ta trở về đó, cô ta phát hiện anh chưa chết thì chẳng phải sẽ giết tôi và ba tôi sao? Mỹ Anh sợ hãi nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe vậy thì im lặng, cô gái này vẫn chỉ lo cho bản thân cô ta, chưa bị thuyết phục. Cô đừng sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ không để cô và cha cô chết. Chẳng lẽ cô đã quên là người phụ nữ nước Nhật kia không phải là đối thủ của tôi sao? Hoàng Thiên an ủi Mỹ Anh một câu. Mỹ Anh ngẫm nghĩ, gật đầu. Cô cũng tận mắt chứng kiến Hoàng Thiên đánh người phụ nữ kia đến nỗi cô ta phải chạy trốn. Có Hoàng Thiên ở chỗ này, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Trong lòng Mỹ Anh suy nghĩ lung tung, sau đó đi ra khỏi nhà lấy chút củi khô, đốt một đống lửa trước nhà. Đêm nay không có gió, cho nên không lo đốt cháy cả căn nhà. Sau khi làm xong mọi chuyện, Mỹ Anh quay đầu len lén nhìn thoáng qua, xuyên qua cửa sổ, cô thấy Hoàng Thiên đứng ở trong nhà, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Cô ta cũng rất tò mò,
không biết Hoàng Thiên có lai lịch thế nào, sao mà lại chọc đến người phụ nữ nước Nhật mạnh và tàn nhẫn như thế. Khoảng 3-4 phút sau, chỉ thấy một bóng dáng màu đen từ phía xa kia vọt tới. Không bao lâu sau, bóng đen kia đã đến gần. Cô đã giết người đàn ông kia chưa? Chính là người phụ nữ nước Nhật, cô ta hỏi Mỹ Anh bằng giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Mỹ Anh nhìn thấy cô ta, theo bản năng cảm thấy sợ hãi, lúc này mới khẽ gật đầu. Thi thể ở đâu? Người phụ nữ nước Nhật hỏi Mỹ Anh. Tay Mỹ Anh hơi run rẩy, xoay tay chỉ vào trong nhà. Người phụ nữ kia nửa tin nửa ngờ, cô ta cũng không tùy tiện xông vào phòng, bởi vì cô ta không tin Mỹ Anh. Dựa vào bản lĩnh của Hoàng Thiên, cũng không phải dễ dàng bị giết chết như thế. Dù cho Mỹ Anh đánh lén ra tay, thậm chí Hoàng Thiên không đề phòng cô ta, nhưng cũng không giết chết Hoàng Thiên dễ dàng như thế được. Người phụ nữ nước Nhật biết rất rõ điều này. Vậy thì tốt, bây giờ cô đi vào kéo thi thể Hoàng Thiên ra ngoài cho tôi. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Mỹ Anh, nói với giọng điệu lạnh lùng. Mỹ Anh vô cùng lo lắng, giọng nói run rẩy, nói, tôi không thể kéo được. Không phải còn cha cô sao, bảo ông ta giúp cô kéo đi. Người phụ nữ không nhịn được quát. Vâng vâng. Mỹ Anh bị hù dọa, vội vàng xoay người đi vào trong nhà. Lúc cô trở về nhà nhìn xem, thì thấy Hoàng Thiên đang trốn phía sau cửa sổ. Cô muốn trao đổi vài câu với Hoàng Thiên, nhưng lại không dám. Nhanh lên, lề mề cái gì? Người phụ nữ ở bên ngoài không nhịn được mà quát to. Tôi biết rồi. Mỹ Anh vội vàng trả lời, đã sợ đến mức không biết phải làm thế nào. Thấy Mỹ Anh chậm chạp không nhúc nhích, người phụ nữ nước Nhật hơi nghi hoặc một chút. Cô ta cẩn thận đi về phía cửa sổ, chuẩn bị nhìn xem tình hình trong phòng. Hoàng Thiên nghe được tiếng bước chân của cô ta, biết cơ hội tới rồi. Dù người phụ nữ này có nhanh đi chăng nữa, với khoảng cách gần như thế, có lẽ cô ta sẽ không thể thoát được. Vụt! Hoàng Thiên vọt ra, nhưng người đã bay ra ngoài cửa sổ. Á! Người phụ nữ nước Nhật sợ hãi, nhưng mà cô ta cũng đã chuẩn bị từ sớm. Bởi vì cô ta biết rõ, rất có khả năng là Mỹ Anh không thể giết được Hoàng Thiên, đống củi phát tín hiệu kia có thể là một cái bẫy. Nhìn thấy bóng dáng một người từ cửa sổ bay ra, người phụ nữ nước Nhật không dám đối đầu, mà quay người nhanh chóng chạy đi. Tốc độ vô cùng nhanh nhẹn, người phụ nữ nước Nhật chạy rất nhanh, trong chớp mắt đã chạy xa mười mấy mét. Sao Hoàng Thiên có thể để cô ta chạy thoát được, đuổi theo sát ở phía sau? Nhưng mà trong lúc đó, hơn 10 người từ nơi cách đó không xa lại lao đến. Lúc đầu, trong lòng người phụ nữ nước Nhật rất hoảng loạn, nhưng khi cô ta nhìn thấy mấy người này chạy tới, khóe miệng cô ta lập tức hiện lên nụ cười quỷ dị. Hừ, tên khốn kiếp Hoàng Thiên này, lại gian xảo và khó đối phó như thế. Nhưng mà đáng tiếc, đêm nay anh ta vẫn phải chết dưới tay mình. Nghĩ đến chuyện này, người phụ nữ nước Nhật dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đã phát hiện, phía trước có 10 bóng đen lao đến, cũng không biết là địch hay bạn. Nếu như bọn người Tiêu Văn Hạ tới, trước chặn đường sau như thế, vậy chắc là có thể thuận lợi bắt được người phụ nữ nước Nhật này. Nhưng nếu là bọn người này đến giúp đỡ người phụ nữ nước Nhật này, như thế thì đêm nay thật là gặp đủ chuyện bất lợi. Rất nhanh, Hoàng Thiên đã biết mấy người chạy tới này đều là kẻ địch. Bởi vì những người này đứng sau lưng người phụ nữ nước Nhật, vô cùng quy củ, nghiễm nhiên đều là thuộc hạ của người phụ nữ nước Nhật. Nhưng chuyện đã đến nước này, Hoàng Thiên cũng không thể rút lui, không bắt được người phụ nữ nước Nhật này, trước sau gì cũng là họa lớn trong lòng. Hoàng Thiên, anh cũng rất có can đảm đó, người của tôi đã đến rồi, mà anh còn dám đuổi theo. Người phụ nữ nước Nhật ôm cánh tay, cười khanh khách yêu kiều với Hoàng Thiên. Dựa vào ánh trăng, Hoàng Thiên có thể thấy rõ ràng, người phụ nữ nước Nhật này đúng là vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa, đôi mắt hạnh quyến rũ kia càng thêm lấy đi hồn phách của đàn ông. Nhưng mà, bây giờ Hoàng Thiên đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm, không có thời gian ngắm nhìn dáng vẻ của cô ta. Người của cô đến thì sao? Cô không nhớ 10 tên thuộc hạ của cô lúc trước đều rơi vào trong tay tôi à? Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, hỏi lại người phụ nữ nước Nhật. Người phụ nữ nước Nhật nghiến răng ngà, cô biết Hoàng Thiên không hề nói xạo. Trước đó, 10 tên thuộc hạ của cô đều rơi vào tay Hoàng Thiên. Nhưng khi đó, Hoàng Thiên dẫn theo bọn người Vũ Thanh tới, hỏa lực quá mạnh. Người phụ nữ nước Nhật cảm thấy Hoàng Thiên thắng mà chẳng vẻ vang gì. Bây giờ, Hoàng Thiên lẻ loi một mình, người phụ nữ nước Nhật cảm thấy đây quả thực là cơ hội trời cho. Ha ha ha, lá gan của anh cũng lớn lắm, dám một thân một mình đi đến chỗ chết. Người phụ nữ nước Nhật ha ha cười gian một lúc, sau đó vung tay lên ra lệnh cho 10 tên thuộc hạ xông lên. Lập tức,
10 người nọ đều vây quanh Hoàng Thiên ở giữa. Hoàng Thiên cũng không phải đến một mình, anh đã báo Vũ Thanh từ sớm, để Vũ Thanh dẫn người tới. Nhưng mà tốc độ của Vũ Thanh không nhanh như anh, có lẽ bây giờ đang trên đường đến. Nhìn 10 người nước Nhật này, trong lòng Hoàng Thiên vẫn nắm chắc. Đối phương đều đang cầm dao, chiến đấu cận chiến, Hoàng Thiên thật sự không để mấy người này vào mắt. Cô dám đến thành phố Bắc Ninh quấy rối, đó mới là muốn chết. Giọng nói lạnh lùng của Hoàng Thiên vang lên, sau đó đột nhiên phóng về phía người phụ nữ nước Nhật. Chuyện này, người phụ nữ nước Nhật cảm thấy sợ hãi, không nghĩ tới dưới tình huống này, Hoàng Thiên lại còn dám chủ động tấn công về phía mình. Chẳng phải anh ta nên tìm cơ hội trốn thoát mới đúng sao? Người phụ nữ nước Nhật ngẩn người một lúc, nhưng mà cô ta đã ổn định lại tâm trạng của mình rất nhanh, bình tĩnh đối phó với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên biết mình không thể bị động phòng thủ được, anh nhắm chuẩn vào người phụ nữ nước Nhật này, cũng không để ý đến những người khác. Hít! Hoàng Thiên dùng một đấm, đấm vào mặt người phụ nữ nước Nhật, tốc độ nhanh đến mức không hợp lẽ thường. Nếu cú đấm này đấm trúng, thì đủ để người phụ nữ nước Nhật này lãnh đủ. Người phụ nữ nước Nhật bị dọa cho sợ hãi. Cô cũng biết bị một đấm này đấm trúng sẽ có hậu quả thế nào, vội tránh né tránh về phía bên cạnh. Khó khăn lắm mới tránh được một đấm này của Hoàng Thiên, nhưng cơn gió từ cú đấm này cũng làm cho mặt người phụ nữ nước Nhật bị cào đến đau đớn. Đấm đó Hoàng Thiên đánh không trúng, rất nhanh, 4-5 cây dao đều đâm về phía sau anh. Phụt phụt phụt. Hoàng Thiên không quay đầu, đá chân thẳng về phía sau. Động tác mạnh mẽ, tốc độ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đá 4-5 người ngã lăn ra. Anh đi chết đi. Người phụ nữ nước Nhật thừa dịp Hoàng Thiên đang đối phó với người đứng sau, cô ta hét to lên một tiếng, tay cầm dao muốn đâm về phía bụng của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không trốn tránh, duỗi bàn tay, nhanh chóng nắm lấy cổ tay đang cầm dao của người phụ nữ nước Nhật này. Không được. Người phụ nữ nước Nhật biết không ổn, vừa định rút tay về thì đã không còn kịp nữa rồi. Ôi a! Người phụ nữ nước Nhật phát ra tiếng hét thảm, cổ tay bị nắm lấy như sắp gãy mất, dao cũng bị buông ra. Keng một tiếng, dao rơi xuống mặt đất, lại nhìn mặt người phụ nữ nước Nhật, đã biến thành màu đỏ như cà chua. Đây là đau, đau đến mức mặt cô ta chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đây là Hoàng Thiên đã nương tay, nếu không thì sẽ bóp gãy cổ tay cô ta rồi. Bảo tất cả thuộc hạ của cô dừng tay, Hoàng Thiên nhanh chóng ghì chặt cổ người phụ nữ nước Nhật, sau đó rút dao từ bên hông ra, gác trên cổ họng của cô. Đừng mơ, anh muốn giết thì cứ giết đi. Người phụ nữ nước Nhật vẫn còn cứng họng. Hét lớn với Hoàng Thiên. Bà mẹ nó. Hoàng Thiên thật sự không nghĩ tới người phụ nữ nước Nhật này lại hung hăng như thế, vậy mà không sợ chết sao? Đương nhiên Hoàng Thiên cũng chỉ là dọa cô ta một chút thôi, cũng không thẳng tay giết chết cô ta. Nếu như muốn giết cô ta, Hoàng Thiên cũng không do dự, bởi vì anh vốn không để 10 người nước Nhật kia vào mắt. Cô thật sự không sợ chết à? Hoàng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, dùng mũi dao vẽ một chút. Á, đừng! Người phụ nữ nước Nhật lập tức phát ra tiếng kêu hoảng sợ, trên cổ đổ máu, cuối cùng thì cô ta cũng biết sợ rồi. Sao cô không sợ chết chứ? Thật ra vừa rồi chỉ là giả vờ thôi, bởi vì cô không muốn chịu sự khống chế của Hoàng Thiên. Trong nhà tranh, ông lão và Mỹ Anh, con gái ông ta đang lo lắng sợ hãi nhìn mọi chuyện đang xảy ra bên ngoài. Vừa rồi, Hoàng Thiên đã có trận ác chiến với những người nước Nhật này, hai ba con đều nhìn thấy rõ ràng. Đặc biệt là Mỹ Anh, mắt cô nhìn thẳng. Vốn cho rằng Hoàng Thiên chết chắc, nhưng không nghĩ đến tình thế đảo ngược nhanh như thế. Ông lão bị trúng độc, ông ta đã sắp không thể chịu đựng được nữa, nhưng mà vẫn cố gắng đứng ở cửa sổ nhìn xem tình hình bên ngoài. Nếu như Hoàng Thiên không đánh lại những người nước Nhật này, ông ta và con gái ông ta cũng sẽ phải chết, điều này trong lòng ông lão hiểu rõ. Mỹ Anh cũng biết rõ điều này, cô lo lắng nhìn mọi chuyện đang xảy ra bên ngoài, sợ Hoàng Thiên không giải quyết được những người nước Nhật này. Tất cả các người đều bỏ dao xuống. Ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Nếu không thì tôi sẽ giết chết cô ta ngay lập tức. Hoàng Thiên quát lớn với 10 người nước Nhật kia. 10 người nước Nhật này cũng không phải dễ đối phó, bọn họ nhìn nhau, ai cũng không bỏ dao xuống. Dù sao bọn họ cũng là người tàn nhẫn, nào dễ đầu hàng như thế. Hoàng Thiên hơi không kiên nhẫn, lúc này anh vung tay, tát mấy cái lên mặt người phụ nữ nước Nhật. Anh, ngay cả phụ nữ mà anh cũng đánh sao? Người phụ nữ nước Nhật tức giận tới mức trừng mắt, cô ta đã nghe nói từ lâu, đàn ông Hải Phòng đánh phụ nữ thì rất nhục nhã. Nếu đã như thế, sao Hoàng Thiên còn đánh phụ nữ thế? Thật sự là đê tiện, trong lòng người phụ nữ nước Nhật tức giận đến muốn ngất, hung hăng trừng mắt với Hoàng Thiên.
khi cô tới thành phố Bắc Ninh bày trò thì đã không phải là phụ nữ nữa rồi. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn người phụ nữ của nước Nhật. Hoàng Thiên, tôi khinh bỉ anh. Anh giết tôi thì cũng thôi đi, tại sao lại đánh tôi? Cô ta đã tức giận đến mức không biết nên nói gì mới tốt. Tiếng Hải Phòng của cô ta cũng xem như không tệ, cho nên có thể đối phó với Hoàng Thiên. Đánh cô đấy, cô làm gì được tôi nào? Hoàng Thiên đã hơi mất kiên nhẫn, anh đâu có tâm trạng tranh luận mấy thứ này với nữ ma đầu này. Loại đàn ông không biết xấu hổ như anh đợi đó cho tôi. Người phụ nữ nước Nhật tức giận, mắng chửi điên cuồng. Bốp! Hoàng Thiên thật sự đã chịu đủ người đàn bà này rồi, lại vung một cái tát vào mặt cô ta. À, anh! Cô ta hoàn toàn tức đến phát điên rồi, chỉ tay vào Hoàng Thiên, giận tới nỗi không nói ra nổi một câu nào. Kêu người của cô bỏ vũ khí xuống, hiểu chứ? Hoàng Thiên giơ bàn tay lên, hỏi người phụ nữ nước Nhật. Cô ta thật sự bị đánh đến nổ đom đóm rồi, đâu thể chịu được tình cảnh này chứ? Được rồi, tôi kêu bọn họ bỏ vũ khí xuống hết. Ánh mắt của người phụ nữ nước Nhật xoay vòng, sau đó nói với thuộc hạ, các cậu nghe lời Hoàng Thiên, buông hết vũ khí xuống đi. Tuy nói như vậy, nhưng lúc này, cô ta lại ra hiệu bằng mắt cho thuộc hạ. Những người nước Nhật này vẫn rất thông minh, đã hiểu chỉ lệnh của cô ta. Lúc này, bọn họ đều không hề buông đao trong tay xuống mà là chậm chậm lại gần Hoàng Thiên. Hoàng Thiên là hạng người nào? Lúc này đã nhìn rất rõ ràng rồi. Xem ra cô thật sự là quá ngu xuẩn. Hoàng Thiên nói, hung hăng đá một cú vào bụng người phụ nữ nước Nhật. Thương hoa tiếc ngọc, đối với loại phụ nữ đáng sợ này, thật sự không thể nương tay, nếu không sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Người phụ nữ nước Nhật kêu au một tiếng, ôm bụng ngã xuống đất. Một cú đá này của Hoàng Thiên đã trực tiếp khiến cô ta tạm thời mất đi năng lực tranh động. Mười mấy người nước Nhật vừa nhìn đã thấy cơ hội tới, đao trong tay Hoàng Thiên đã rời khỏi cổ người phụ nữ rồi. Bọn họ không còn kiêng kỵ gì nữa, tất cả đều xông lên, cùng nhau đối phó Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng hơi đau đầu, nhiều người như vậy, lại còn đều rất có kỹ năng, thật sự không dễ đối phó. Nhưng Hoàng Thiên vẫn đá ngã mấy tên, không hề rơi xuống thế hạ phong. Người phụ nữ nước Nhật đó cuối cùng cũng hồi sức lại, sau khi bò dậy từ mặt đất, cô ta lặng lẽ lùi về phía một rừng cây cách đó không xa. Cô ta có tính toán của riêng mình, muốn tạm thời trốn vào rừng cây. Nếu thủ hạ khống chế được Hoàng Thiên rồi thì cô ta sẽ lại đi ra. Nhưng nếu thủ hạ đều không phải đối thủ của Hoàng Thiên thì cô ta cũng có thể toàn thân trở ra. Tuy tính toán không tồi, nhưng người phụ nữ nước Nhật này lại vô cùng kém may mắn. Đúng lúc này, mười mấy đội viên đã nhanh chóng xông vào dưới sự dẫn đầu của Vũ Thanh. Bởi vì đường bên này không đi bằng xe được, nên đám người Vũ Thanh đỗ xe ở ven đường, chạy bộ tới đây. Vừa tới, Vũ Thanh đã thấy mười mấy người đang vây đánh Hoàng Thiên. Còn một người phụ nữ thì đang chuẩn bị chuồn vào rừng. Vũ Thanh đoán có lẽ người phụ nữ này chắc hẳn chính là người nước Nhật mà Hoàng Thiên nói. Đứng lại! Vũ Thanh quát to một tiếng, ra lệnh cho người phụ nữ nước Nhật kia đứng lại. Cô ta giật mình nhảy dựng lên một cái, quay đầu nhìn, vậy mà lại mà Vũ Thanh và mười mấy đội viên, lớn mạnh như hỏa lực. Điều này dọa cho cô ta sợ muốn chết rồi. Cô ta liền biết, mười mấy thủ hạ lúc trước đã bị Vũ Thanh bắt lại hết rồi. Cô ta vừa định chạy thì mấy đội viên thủ hạ của Vũ Thanh đã xông tới, vũ khí trong tay chĩa thẳng vào đầu cô ta. Cô ta nào dám phản kháng nữa, chỉ cần nhóm đội viên cử động ngón tay thôi là đầu cô ta nở hoa rồi. Bắt lại, Vũ Thanh hạ lệnh với đội viên thủ hạ của mình. Hai đội viên đi tới, trói chặt tay người phụ nữ nước Nhật lại. Còn có những người này nữa, đừng để bất kỳ một người nào trong số bọn họ lọt lướt. Vũ Thanh chỉ huy đội viên thủ hạ. Triển khai vây đánh mười mấy người nước Nhật kia. Mười mấy người nước Nhật còn đang chiến đấu kịch liệt với Hoàng Thiên, lúc này đều biết không ổn rồi, vừa định chạy trốn thì đã không còn kịp nữa. Nếu ai dám chạy sẽ bị bắn chết ngay lập tức, bọn họ nào còn dám chạy trốn. Tất cả ném vũ khí, ôm đầu ngồi xổm xuống. Vũ Thanh lớn tiếng quát. Ngay lập tức, mười mấy người nước Nhật đều ném đao xuống, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Vừa rồi Hoàng Thiên cũng ra lệnh cho bọn họ làm như vậy. Nhưng Hoàng Thiên chỉ có một mình, trong tay cũng chỉ có một cây đao mà thôi. Cho nên mấy người nước Nhật này không hề sợ Hoàng Thiên. Nhưng hiện tại thì không được rồi, Vũ Thanh và những người anh ta mang theo quá nguy hiểm rồi. Cậu Thiên, không sao chứ? Vũ Thanh đi tới trước mặt Hoàng Thiên, hỏi với vẻ vô cùng không yên tâm. Không sao. Hoàng Thiên gật gật đầu, giờ thì cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng đã bắt được người phụ nữ nước Nhật này rồi. Cậu Thiên.
hộ dân này cấu kết với người nước Nhật ư? Phú Thanh nhìn gia đình ông cụ, anh ta cảm thấy Hoàng Thiên gặp người nước Nhật ở đây là chuyện rất không bình thường. Hoàng Thiên nhìn Vũ Thanh, anh cảm thấy năng lực quan sát và phân tích của Vũ Thanh thật sự quá mạnh. Thật đúng là để Vũ Thanh đoán đúng rồi. Nói một cách nghiêm túc thì ông lão và con gái ông ta, Mỹ Anh thật sự đã có câu kết với người nước Nhật, suýt chút nữa là đòi mạng Hoàng Thiên rồi. Nhưng bọn họ cũng là do bất đắc dĩ nên Hoàng Thiên sớm đã tha thứ cho bọn họ rồi. Bỏ đi, anh giải những người này về Bắc Ninh trước đi, tôi ở đây chờ Tiêu Văn Hạ. Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh. Vâng, cậu Thiên, cậu cẩn thận chút nhé. Vũ Thanh đáp lại, sau đó dẫn theo thủ hạ áp giải người phụ nữ nước Nhật và mười mấy người nước Nhật của cô ta đi hết. Trong lòng Hoàng Thiên hiểu rất rõ, người phụ nữ nước Nhật này hẳn là một đầu sỏ không nhỏ, chắc địa vị trong tập đoàn Ronin cũng rất cao. Chuyện liên quan đến tập đoàn Ronin, thẩm vấn người phụ nữ này hẳn là sẽ biết rõ hết tất cả mọi thứ. Hiện tại đã bắt được cô ta, trong lòng Hoàng Thiên nắm chắc rồi, đến khi trở về Bắc Ninh rồi sẽ từ từ thẩm vấn cũng không muộn. Về tới căn nhà cỏ, Hoàng Thiên nhìn ông lão và cô gái tên Mỹ Anh kia. Anh, rốt cuộc anh là ai vậy? Mỹ Anh ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên, trong lòng cô quá nghi hoặc quá chấn động rồi, không biết rốt cuộc Hoàng Thiên là thần tiên phương nào. Chẳng những thực lực mạnh, một mình có thể đối phó mười mấy người nước Nhật, mà còn có nhiều thuộc hạ lợi hại như vậy. Cô cảm thấy Hoàng Thiên thật sự sâu không lường được, quá tài giỏi rồi. Cô đừng sợ. Hoàng Thiên thấy cô gái sợ hãi đến mức này, anh bèn an ủi một câu. Anh ơi, trước đây cha con tôi đối xử với anh như vậy, xin anh đừng ghi thù với chúng tôi. Mỹ Anh căng thẳng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vừa nghe đã cười, không sao đâu, tôi đã tha thứ cho hai người rồi. Cảm ơn anh. Mỹ Anh kích động, ngay lập tức muốn quỳ xuống trước mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đỡ lấy cô, không để cô quỳ xuống. Không bao lâu sau, Tiêu Văn Hạ dẫn theo Đào Văn Lâm chạy tới nơi này. Đi theo Tiêu Văn Hạ tới đây còn có mấy thủ hạ của Tiêu Văn Hạ. Anh Thiên, chúng tôi tới rồi đây. Tiêu Văn Hạ đi tới trước mặt Hoàng Thiên, nói. Hoàng Thiên gật đầu, kêu Đào Văn Lâm chữa trị cho ông lão. Khi Đào Văn Lâm kiểm tra ông lão này xong, nhất thời liền kinh hãi. Đối với Đào Văn Lâm mà nói, bệnh nhân kiểu gì ông ta cũng từng gặp rồi, tình huống chúng độc kiểu gì cũng từng tiếp xúc rồi. Nhưng giờ phút này, ông ta kiểm tra tỉ nhìn chúng độc của ông lão xong lại vô cùng khiếp sợ. Chỉ thấy trán Đào Văn Lâm toát mồ hôi lạnh, tay cũng không kìm được mà run lên nhẹ nhẹ. Hoàng Thiên đã nhìn ra, thấy Đào Văn Lâm căng thẳng như vậy, không khỏi tò mò hỏi, ông Lâm, sao vậy? Đào Văn Lâm thở ra một hơi thật mạnh, nói với Hoàng Thiên, cậu Thiên, ông lão này chúng độc rất hiểm, sợ là tôi cũng không cứu sống được ông ấy. Cái gì? Hoàng Thiên nghe xong liền kinh hãi. Trong ấn tượng của anh, Đào Văn Lâm chính là thần y, là dược phương tiếng tăm lẫy lừng, còn có loại độc mà ông ta không giải được sao? Đào Văn Lâm còn không dám đụng vào vì ông lão kia. Vừa nãy còn khám bệnh ở khoảng cách gần, nhưng lúc này, ông ta cũng lùi về sau mấy bước, không dám cách ông lão quá gần. Hoàng Thiên nhìn lại càng thêm nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ lẽ nào độc mà ông lão chúng phải mạnh đến vậy sao? Đụng vào cũng không được đụng. Ông Lâm, rốt cuộc ông ấy chúng độc gì vậy? Rất dữ à? Hoàng Thiên nghi hoặc hỏi Đào Văn Lâm. Anh vừa hỏi như vậy, ông lão kia cũng há to miệng, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Mỹ Anh cũng bị dọa sợ, nước mắt đã chảy ra luôn rồi. Cô ta vẫn luôn theo cha nương tựa lẫn nhau mà sống, nếu cha cô ta thật sự trúng độc chết, cô ta không biết mình nên làm thế nào mới được. Cậu Thiên, độc ông lão này chúng phải mà mấy loại độc rắn trộn lẫn với nhau mà tinh luyện ra. Tuy dính phải loại thuốc độc này thì chắc chắn sẽ chết, nhưng là mãn tính. Người trúng độc có thể kiên trì 2-3 ngày, nhưng mà chết là việc chắc chắn không thể bàn cãi gì nữa. Đào Văn Lâm nói với Hoàng Thiên. Ngay cả ông cũng không có cách gì sao. Hoàng Thiên nhìn Đào Văn Lâm đầy bất đắc dĩ. Anh cũng không muốn ông lão này chết, dù sao vẫn là một sinh mạng. Những thảo dược tôi mang tới đều không giải được loại độc này. Hơn nữa, người trúng độc này, chỉ cần đụng vào đều sẽ dễ dàng bị lây độc. Đào Văn Lâm nhếch miệng nói. Cái này, anh từng chạm vào ông lão này rồi, trước đây còn động tay với ông ta, có thể xác định là đã đụng chạm. Hoàng Thiên nghe vậy, trong lòng liền căng thẳng. Lẽ nào anh cũng trúng loại độc này rồi ư? Hoàng Thiên vô cùng đau khổ, thế này thì phải làm sao đây? Tôi đã chạm vào ông lão này rồi. Lúc này, Hoàng Thiên cắn chặt răng, trầm giọng nói với Đào Văn Lâm. Ôi đệt, không phải chứ cậu Thiên. Đào Văn Lâm kinh hãi biến sắc, ông ta cảm giác tình hình quá gay gâu rồi.
Đúng là đã từng tiếp xúc tứ chi, ông xem tôi có trúng độc không? Hoàng Thiên hỏi Đào Văn Lâm. Đào Văn Lâm cũng không dám đụng vào Hoàng Thiên. Ông ta đến gần, khám bằng mắt cho Hoàng Thiên. Rất nhanh, Đào Văn Lâm đã lắc đầu. Hoàng Thiên thở dài một hơi, xem ra mình không trúng độc nhỉ. Cậu Thiên, thời gian cậu tiếp xúc với ông lão này quá ngắn, tôi cũng không xác định được rốt cuộc cậu có trúng độc hay không. Đào Văn Lâm rất nhanh đã cho Hoàng Thiên một đòn cảnh cáo. Đầu Hoàng Thiên kêu lên ong ong, anh thật không dám nghĩ tiếp nữa. Loại độc này lợi hại như vậy, lẽ nào anh thật sự phải chết vì độc sao? Mỹ Anh cũng sợ đến mức mặt xám như màu đất, cô ta run rẩy đứng đó, không biết mình có thể sống tiếp được hay không. Bởi vì cô ta đã sớm đụng chạm với cha mình rồi. Nếu trúng độc, vậy giờ cô ta đã trúng thật rồi. Cô cũng từng chạm vào cha mình đúng không? Hoàng Thiên nhìn Mỹ Anh đang mang vẻ mặt hoảng sợ, hỏi cô ta. Đúng vậy đó anh, tôi từng chạm rồi. Mỹ Anh căng thẳng nói. Hoàng Thiên biết, hiện giờ có suy nghĩ lung tung cũng vô dụng, biện pháp duy nhất chính là mau chóng trở về Bắc Ninh, kêu người phụ nữ nước Nhật kia giao thuốc giải ra. Muốn tháo nút phải tìm người buộc nút, nếu thuốc độc này do người phụ nữ nước Nhật đó làm ra, hẳn là cô ta phải có thuốc giải chứ. Dẫn theo hai người bọn họ quay về Bắc Ninh. Hoàng Thiên chỉ vào ông lão và Mỹ Anh, nói với Tiêu Văn Hạ. Vâng, nhưng anh Thiên à, nhỡ đâu người của chúng ta lại chạm vào họ thì phải làm sao? Tiêu Văn Hạ lo lắng hỏi Hoàng Thiên, dù sao thì ông lão là người trúng độc, Mỹ Anh cũng rất có khả năng đã trúng, nếu thuộc hạ đụng phải thân thể bọn họ, chẳng phải là cũng bị lây độc sao? Hai người đừng đụng chạm đến bất kỳ ai, biết không? Hoàng Thiên nói với ông lão và Mỹ Anh. Chúng tôi biết rồi. Ông lão và Mỹ Anh đồng thanh trả lời. Bọn họ cũng hiểu rõ, hiện giờ chỉ có đi theo Hoàng Thiên thôi, nếu không chỉ còn một con đường chết. Hoàng Thiên không nói gì thêm nữa, anh cũng không có tâm trạng để nói. Bởi vì hiện tại anh cũng có khả năng đã trúng độc, phải nhanh chóng quay về Bắc Ninh. Cả đoàn người vội về Bắc Ninh, ông lão và Mỹ Anh được chăm sóc đặc biệt, để hai người bọn họ ở trong một phòng. Mà Hoàng Thiên cũng không dám tiếp xúc với bất kỳ ai, anh không thể cam đoan mình không trúng độc được. Vũ Thanh, đưa người phụ nữ nước Nhật kia đến thành phố giải trí của Tiêu Văn Hạ đi. Hoàng Thiên gọi điện thoại cho Vũ Thanh. Vâng. Vũ Thanh đáp lại một tiếng, sau khi cúp điện thoại liền xuất phát đi ngay. Hoàng Thiên ở trong văn phòng của Tiêu Văn Hạ. Lúc này, Tiêu Văn Hạ cũng không dám tới quá gần Hoàng Thiên, nhưng anh ta vẫn ở bên cạnh anh. Thật sự là không ngờ tới, ông Đào cũng có loại độc không giải được. Hoàng Thiên nói. Tiêu Văn Hạ gật gật đầu, nói. Nhưng ông ấy có thể biết được là độc gì, còn có thể biết những điều cần chú ý, đã là lợi hại lắm rồi. Hoàng Thiên không nói gì, có điều anh cũng biết, Tiêu Văn Hạ nói không sai, Đào Văn Lâm đã rất lợi hại rồi. Chẳng qua là người phụ nữ nước Nhật này quá tà ma, làm ra loại độc rắn này thật sự là vô cùng đòi mạng người ta. Không lâu sau, Vũ Thanh dẫn theo hai đội viên đưa người phụ nữ nước Nhật kia tới. Ngài Thiên, người tới rồi đây, anh có thẩm vấn cô ta một chút không? Vũ Thanh hỏi Hoàng Thiên. Mọi người ra ngoài hết đi. Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh và Tiêu Văn Hạ. Hai người đều lui cả ra ngoài, đóng cửa lại. Người phụ nữ nước Nhật thấy Hoàng Thiên làm vậy, hơi có chút lo lắng. Dù sao thì dáng vẻ cô ta cũng rất xinh đẹp, rất có khí chất, thân hình cũng không tồi. Cô ta nghĩ Hoàng Thiên nhất định là động lòng với cô ta rồi, sẽ làm ra những hành vi quấy rối cô ta. Hoàng Thiên, nếu anh dám đụng đến tôi sẽ không tha cho anh. Người phụ nữ nước Nhật cảnh giác nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, lớn tiếng quát. Tôi không có thời gian phí lời với cô, nói tôi biết, loại độc rắn mà cô làm ra đó, thuốc giải đâu. Hoàng Thiên nói thẳng vào vấn đề, hỏi người phụ nữ nước Nhật. Cô ta nghe xong liền ngẩn ra, trăm lần ngàn lần không ngờ được Hoàng Thiên lại biết độc của cô ta là độc rắn. Ha ha, anh thật đúng là không đơn giản, không ngờ lại biết cả độc của tôi là độc gì. Người phụ nữ nước Nhật cười khúc khích, nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đứng dậy, đi tới bên cạnh người phụ nữ nước Nhật. Nghe nói loại độc này sẽ lây sang cho người khác, chỉ cần có tiếp xúc thân thể thì sẽ lây sang cho đối phương, đúng không? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi cô ta. Không sai, ha ha, không phải là anh bị ông lão kia lây cho rồi chứ? Người phụ nữ nước Nhật lại cười một hồi, hỏi Hoàng Thiên. Có khả năng này, có điều, tôi với cô cũng từng tiếp xúc, giờ hẳn là cô cũng trúng độc rồi. Trong mắt Hoàng Thiên chợt lóe ánh sáng lạnh lẽo, thử thăm dò người phụ nữ này. Nếu cô ta không sợ, cho thấy rõ trong tay cô ta chắc chắn có thuốc giải. Hoàng Thiên cố ý nói vậy, muốn quan sát phản ứng của cô ta một chút,
Đúng như dự đoán của Hoàng Thiên, người phụ nữ nước Nhật này không hề sợ hãi. Ngược lại, cô ta còn nở một nụ cười tươi nhìn Hoàng Thiên. Cô cười cái gì? Trong lòng Hoàng Thiên khó chịu, cuộc sống tốt đẹp của anh bị phá vỡ bởi những thứ cặn bã của nước Nhật. Thực sự rất phiền phức. Ha ha, bây giờ anh đang sợ sao? Sợ bị độc chết có đúng không? Người phụ nữ nước Nhật cười ha ha, nhìn Hoàng Thiên rất khó chịu. Hoàng Thiên cũng không khỏi cười lạnh lùng, nhìn người phụ nữ nước Nhật nói, thật sự không sợ vậy hả? Trước khi chết, tôi nhất định sẽ tống cô xuống địa ngục. Người phụ nữ nước Nhật sững sờ trong giây lát, cô ta nheo mắt lại, cô ta biết lời nói của Hoàng Thiên không phải là hù dọa cô ta, anh nói được là sẽ có thể làm được. Anh muốn giết tôi? Người phụ nữ nước Nhật nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên đã nhận ra, người phụ nữ nước Nhật rất cứng miệng nhưng vẫn sợ chết, nếu không thì sẽ không có biểu hiện như vậy. Nếu cô đã muốn tìm chỗ chết như vậy thì tôi chỉ có thể tác thành cho cô. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Người phụ nữ nước Nhật nhìn Hoàng Thiên, nhất thời không nói nên lời. Đối với cô ta mà nói, cô ta vẫn hy vọng được sống, cô ta không muốn chết. Hơn nữa cô ta vẫn không bao giờ nghĩ Hoàng Thiên sẽ giết cô ta vì suy cho cùng thì Hoàng Thiên muốn thông qua cô ta để biết được tình hình của tập đoàn sát thủ Ronin. Và cô ta vẫn có giá trị lợi dụng. Nếu như anh giết tôi thì đừng nghĩ đến việc sẽ biết được tình hình của tập đoàn Ronin nữa. Người phụ nữ nước Nhật im lặng một lúc trước khi thì thầm nói với Hoàng Thiên. Nếu như tôi thực sự trúng độc thì ngay cả mạng này cũng không còn nữa. Còn biết tình hình của tập đoàn Ronin làm gì chứ? Trong ánh mắt Hoàng Thiên lộ ra lên một tia lạnh lùng hỏi người phụ nữ nước Nhật. Người phụ nữ nước Nhật lại im lặng, cô ta dứt khoát không nhìn Hoàng Thiên một cái nào nữa và bắt đầu giả vờ như đã chết. Hoàng Thiên không có tâm trạng ở đây hao phí thời gian với cô ta, lúc này liền rút dao ra, kề vào cổ người phụ nữ nước Nhật. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, bây giờ tôi cho cô 3 giây, nếu như cô không chịu hợp tác vậy thì đừng trách tay tôi không có mắt. Hoàng Thiên nói, lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ nước Nhật. Nếu như người phụ nữ này vẫn giả vờ thì Hoàng Thiên sẽ không ngại trực tiếp tiễn cô ta lên đường. Đột nhiên, cơ thể người phụ nữ nước Nhật khẽ run lên, cô ta cảm nhận được, Hoàng Thiên thực sự rất tức giận, hơn nữa thực sự có ý nghĩ giết cô ta. Chết tử tế không bằng sống dựa dẫm, đối với người phụ nữ nước Nhật này thì cô ta vẫn khao khát được sống. Được, tôi phối hợp với anh đừng giết tôi. Sau khi người phụ nữ nước Nhật và Hoàng Thiên nhìn nhau 2 giây, cuối cùng cô ta cũng bị đánh bại và nhận thua. Nói đi, bây giờ tôi có bị trúng độc không? Hoàng Thiên hỏi người phụ nữ nước Nhật. Anh không trúng độc, nếu như trúng độc thì anh bây giờ đã đau đớn không thể chịu được rồi. Người phụ nữ nước Nhật nói. Lấy thuốc giải ra đây. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Người phụ nữ nước Nhật do dự một chút nhưng cô ta vẫn lấy trong túi ra một lọ thuốc màu trắng, đưa vào tay của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cầm lấy lọ thuốc sau đó ói, nếu như cô lừa gạt thì tôi sẽ ngay lập tức tiễn cô lên đường. Không đâu, đây chắc chắn là thuốc giải thực sự. Giọng nói của người phụ nữ nước Nhật có chút run rẩy nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thăm dò ý tứ qua lời nói và nét mặt thì cảm thấy người phụ nữ nước Nhật này không nói dối. Gọi Tiêu Văn Hạ vào và Hoàng Thiên đưa thuốc giải cho anh ta. Đưa cho Đào Văn Lâm, bảo ông ta cứu ông lão đó. Hoàng Thiên dặn dò với Tiêu Văn Hạ. Vâng, Tiêu Văn Hạ đồng ý và cầm thuốc giải đi ra ngoài. Hoàng Thiên không hỏi thêm gì nữa, giam giữ người phụ nữ nước Nhật trong phòng làm việc, chờ tin tức từ Đào Văn Lâm. Không lâu sau, Đào Văn Lâm bước vào. Ngài Thiên, thuốc giải này có tác dụng thần kỳ, bây giờ tính mạng của ông lão đó đã được cứu rồi. Đào Văn Lâm hào hứng nói với Hoàng Thiên. Vậy thì tốt. Hoàng Thiên gật gật đầu. Cậu Thiên, tôi muốn đem thuốc giải này đi nghiên cứu thành phần một chút. Đào Văn Lâm xin ý kiến nói với Hoàng Thiên. Được, ông cầm đi đi. Hoàng Thiên trực tiếp đồng ý với Đào Văn Lâm, anh cũng biết con người ông Đào này. Ông ta là người theo đuổi kỹ thuật chữa bệnh một cách điên cuồng, khi gặp phải độc dược mà ông ta không giải được thì ông ta nhất định rất khó chịu muốn biết cách phá giải. Được rồi chứ, giờ tôi đã giao thuốc giải cho anh rồi thì anh có thể thả tôi đi được chưa? Người phụ nữ nước Nhật đã không còn kiêu ngạo như trước mà lúc này hỏi Hoàng Thiên cẩn thận. Hoàng Thiên nghe xong cười lạnh lùng, nghĩ trong lòng người phụ nữ nước Nhật này thực sự quá to gan, vậy mà vẫn còn muốn thả cô ta ra. Muốn sống sót vậy thì con đường sống duy nhất của cô chính là nói rõ tình hình của tập đoàn Ronin. Chỉ cần cô giúp tôi tìm được trụ sở chính của tập đoàn Ronin thì tôi có thể tha cho cô một mạng. Vẻ mặt Hoàng Thiên u ám, nói với người phụ nữ nước Nhật với giọng nói lạnh như băng. Điều này,
Người phụ nữ nước Nhật nghe thấy lời Hoàng Thiên nói, kinh hãi ngay tức khắc. Sao mà cô ta không hiểu được, đây có nghĩa là Hoàng Thiên muốn tới trụ sở chính của tập đoàn Ronin, lòng dũng cảm này có bao nhiêu? Anh sẽ không muốn tới trụ sở chính của tập đoàn Ronin phải không? Hoàng Thiên, tôi cảnh cáo anh, hành động của anh là đang đi tìm cái chết. Người phụ nữ nước Nhật nhìn Hoàng Thiên vô cùng kinh ngạc nói. Hoàng Thiên chỉ cười lạnh lùng không nói gì. Anh đã đưa ra quyết định, thay vì bị quấy rối không ngừng bởi tập đoàn Ronin thì chi bằng chủ động tấn công. Trực tiếp tới trụ sở chính của tập đoàn Ronin và tiêu diệt tập đoàn sát thủ đáng chết này. Tại sao anh không nói? Tôi chỉ có thể nói với anh rằng trụ sở chính của tập đoàn Robin không phải là nơi anh có thể đến. Người phụ nữ nước Nhật nhìn Hoàng Thiên nói. Cảm ơn lòng tốt của cô nhưng cô nhất định phải cho tôi biết trụ sở chính của tập đoàn Ronin nằm ở đâu. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Mặc dù người phụ nữ nước Nhật rất ghét Hoàng Thiên nhưng cô ta cũng thầm kính nể lòng dũng cảm của Hoàng Thiên. Dám trực tiếp đến trụ sở chính của tập đoàn Ronin thì người này phải gan dạ đến mức nào? Không muốn sống nữa sao? Trụ sở chính của tập đoàn Ronin nằm ở vùng biên giới Hải Phòng của các người. Người phụ nữ nước Nhật cuối cùng cũng lên tiếng. Cái gì? Hoàng Thiên nghe thấy lời này, đột nhiên vô cùng kinh ngạc. Anh vẫn luôn nghĩ rằng, trụ sở chính của tập đoàn Ronin chắc chắn nằm ở nước Nhật. Nhưng tại sao lại chạy đến biên giới Việt Nam? Những gì tôi nói đều là sự thật, lần này tôi và Takeda Gou đến thành phố Bắc Ninh để đối phó với anh theo hai con đường riêng, hơn nữa chúng tôi đều từ biên giới Việt Nam đến đây. Người phụ nữ nước Nhật nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự không ngờ, tập đoàn Ronin này lại kiêu ngạo như vậy. Việc chuyển trụ sở chính đến vùng biên giới Việt Nam là một hành động khiêu khích trắng trợn. Hoặc là bọn họ cảm thấy thuận tiện khi hành động như vậy. Việc đặt trụ sở chính nằm ở khu vực vùng biên giới Việt Nam, sau đó đến thành phố Bắc Ninh làm việc cũng thuận tiện sao? Hoàng Thiên nghĩ đến đây lại càng thêm tức giận. Takeda Gou, là con trai của lãnh đạo tập đoàn Ronin các người phải không? Hoàng Thiên hỏi người phụ nữ nước Nhật. Đúng vậy, nhưng bây giờ anh ta đã rơi vào tay Vũ Thanh và bị nhốt trong cái gọi là nhà tù bí mật, tôi nói có đúng không? Người phụ nữ nước Nhật ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên hỏi. Hoàng Thiên nhìn người phụ nữ nước Nhật này, anh phát hiện người phụ nữ này thực sự nắm rõ mọi chuyện. Được rồi, nếu cô không muốn chết vậy thì ngày mai đưa tôi đến trụ sở chính của các người. Hoàng Thiên nói với người phụ nữ nước Nhật với giọng nói lạnh lùng. Hoàng Thiên đưa ra yêu cầu như vậy nhưng người phụ nữ nước Nhật cũng không có gì ngạc nhiên. Suy cho cùng thì vừa rồi Hoàng Thiên cũng đã nói rằng anh muốn trực tiếp đến trụ sở chính tập đoàn Ronin. Đương nhiên, người phụ nữ nước Nhật nói với Hoàng Thiên về trụ sở chính của tập đoàn Robin vui vẻ như vậy cũng là có suy tính của cô ta. Tóm lại là Hoàng Thiên không tìm được trụ sở chính của Ronin nên muốn cô ta dẫn đường. Chỉ cần cô ta vào trụ sở chính của tập đoàn Ronin thì nhất định cô ta sẽ được cứu. Với suy nghĩ cân nhắc như vậy nên người phụ nữ nước Nhật này vẫn vui vẻ dẫn Hoàng Thiên đi. Ha ha, được thôi ngài Hoàng Thiên, tôi ngày mai sẽ đưa anh đến trụ sở chính của tập đoàn Ronin. Người phụ nữ nước Nhật cười khu Hoàng Thiên không nói gì thêm, mặc dù bây giờ vẫn không chắc những gì người phụ nữ này nói là thật hay giả, nhưng cũng chỉ có thể lắng nghe một cách nghiêm túc. Ngày mai sẽ áp giải cô ta đi tìm trụ sở chính của tập đoàn Ronin, nếu như tìm được thì càng tốt, còn không tìm được thì sẽ tiễn cô ta lên đường. Trong lòng Hoàng Thiên đã tính toán cả rồi, anh lập tức rời phòng thẩm vấn. Cậu Thiên, thẩm vấn như thế nào? Vũ Thanh ở bên ngoài nhìn thấy Hoàng Thiên đi ra, liền hỏi. Người phụ nữ này nói rằng trụ sở chính của tập đoàn Ronin nằm ở khu vực biên giới Việt Nam. Hoàng Thiên châm thuốc, nói với Vũ Thanh. Vũ Thanh rất kinh ngạc khi nghe thấy điều này. Không thể nào, trụ sở chính của tập đoàn Ronin nằm ở nước Nhật. Vũ Thanh ngạc nhiên nói. Đáng ra là ở nước Nhật nhưng cô ta khẳng định nằm ở biên giới Việt Nam, cũng chỉ có thể tin tưởng cô ta một lần. Hoàng Thiên hít một hơi thật sâu nói với Vũ Thanh. Vũ Thanh gật đầu và nói, mấy năm trước khi tôi ở nước Nhật đã từng đánh nhau với tập đoàn Ronin mấy lần, lúc đó, trụ sở chính của bọn họ nằm ở nước Nhật. Cũng có thể là trụ sở chính của bọn họ tạm thời rời đi, rời đến thành phố Bắc Ninh thì có thể đối phó với tôi thuận tiện hơi. Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh. Ừ, chuyện này cũng có khả năng. Cậu chủ Thiên, bước tiếp theo anh định làm như thế nào? Vũ Thanh hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không khỏi nghiến răng nghiến lợi, đối với tập đoàn sát thủ Ronin, anh đã căm thù đến tận xương tủy từ lâu. Thời gian lâu như vậy rồi, vô số chuyện của đám người nước Nhật gây ra đã khiến cho Hoàng Thiên rất khó chịu. Mặc dù đã bắt được Matsushima Nobuo và Matsushima Yumi, còn có Takeda Gou, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc,
Người đứng đầu của tập đoàn Ronin là bố của Takeda Go, ông già này từ đầu đến cuối chưa từng lộ mặt. Chỉ có cách bắt được ông già này hoặc giết chết ông ta thì mới có thể giải quyết triệt để rắc rối tâm sự thầm kín này. Ngày mai chúng ta xuất phát, để cho người phụ nữ nước Nhật dẫn đường, trực tiếp đi biên giới. Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh. Vũ Thanh gật đầu liên tục, nói với Hoàng Thiên, quá tốt rồi cậu Thiên. Chỉ là không biết cô ta đang nói hướng biên giới nào, nhưng chắc hẳn không phải là địa bàn của tôi. Hoàng Thiên nghe xong liền cười, anh biết Vũ Thanh ở vùng biên giới nhưng đã không hoạt động nhiều năm. Hơn nữa, hơn 100 thành viên trong nhóm đã ở lại biên giới. Chắc chắn người của tập đoàn nước Nhật sẽ không ngu đến mức đến phục kích, bọn họ không dám lập trụ sở chính trên địa bàn của Vũ Thanh. Chắc hẳn không phải là hướng biên giới mà anh đóng quân. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút rồi nói với Vũ Thanh. Vũ Thanh nghe xong liền mỉm cười nói, vậy thì tốt, mười mấy đàn em của tôi cũng đủ tiêu diệt đám cặn bã này rồi. Hoàng Thiên gật đầu, anh biết Vũ Thanh và đàn em của anh ta mạnh như thế nào, đối phó với tập đoàn Ronin sẽ không có vấn đề gì. Muộn rồi, nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai chúng ta đi. Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh. Vâng. Vũ Thanh gật đầu. Hoàng Thiên rời khỏi trung tâm giải trí và về thẳng nhà. Sáng mai anh sẽ xuất phát nên đương nhiên tối nay anh sẽ đoàn tụ với vợ. Lâm Ngọc An không ngủ, cô vẫn luôn đợi đến chủ nhật anh quay lại. Nhìn thấy Hoàng Thiên cuối cùng cũng trở lại, Lâm Ngọc An hỏi thăm và ôm chặt anh. Chồng, khi nào anh mới hết bận rộn như vậy, anh chạy ở ngoài ở ngày làm em thực sự rất lo lắng cho anh. Lâm Ngọc An nhẹ giọng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cảm thấy trong lòng ấm áp, anh cũng biết Lâm Ngọc An thực sự lo lắng cho anh. Nhanh thôi, chắc khoảng 2 ngày nữa thì mọi thứ sẽ được giải quyết hết. Hoàng Thiên cũng không nói rõ gì, chỉ an ủi Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An cũng không biết rốt cuộc là Hoàng Thiên đang gặp phải chuyện gì, nhưng Hoàng Thiên cũng không chịu nói cho cô biết vì vậy cô cũng không cố gắng hỏi. Thực ra, Hoàng Thiên không muốn để cho Lâm Ngọc An phải lo lắng, dù sao thì hiện giờ vợ anh đang mang thai nên chuyện rắc rối thế này Hoàng Thiên quyết định không để cho Lâm Ngọc An biết là để tốt cho cô. Cả đêm bình yên, sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Thiên liền rời nhà. Lái xe đến trung tâm giải trí của Tiêu Văn Hạ, vào lúc này, Vũ Thanh đã đến đó từ rất sớm. Tiêu Văn Hạ thậm chí còn dẫn theo Đà Ầm tới nghênh đón ở đón, anh ta cũng đã nghe nói Hoàng Thiên hôm nay cần một động thái lớn. Anh Thiên, cậu đến rồi. Tiêu Văn Hạ chào hỏi với Hoàng Thiên. Người phụ nữ nước Nhật đó đâu? Hoàng Thiên hỏi Tiêu Văn Hạ. Vừa mới đưa bữa sáng cho cô ta, ông lão và cô gái tên Mỹ Anh đó, tôi đã cử người đưa họ về nhà rồi. Tiêu Văn Hạ báo cáo với Hoàng Thiên. Khi Hoàng Thiên nghe vậy thì gật đầu, Tiêu Văn Hạ làm việc luôn khiến anh yên tâm. Đưa người phụ đó ra ngoài, chúng ta cần xuất phát ngay. Hoàng Thiên nói với Tiêu Văn Hạ. Vâng. Tiêu Văn Hạ trả lời và đi vào trung tâm giải trí. Ngay sau đó, Tiêu Văn Hạ dẫn theo hai đàn em áp giải người phụ nữ nước Nhật ra. Trạng thái tinh thần người phụ nữ nước Nhật hôm nay rất tốt, cô ta không phải người phụ nữ bình thường, mặc dù bị rơi vào tay Hoàng Thiên nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Hơn nữa hôm nay, Hoàng Thiên sẽ để cô ta dẫn đường đi tìm trụ sở chính của tập đoàn Ronin. Cô ta cũng không quá căng thẳng mà vẫn bình tĩnh như vậy. Hoàng Thiên nhìn người phụ nữ nước Nhật này, thấy cô ta vững vàng như vậy nên Hoàng Thiên thật sự không nói nên lời. Người phụ nữ như vậy thường rất khó đối phó và cũng rất đáng sợ. Anh Thiên, tôi và đàn em đã chuẩn bị xong cả rồi, khi nào chúng ta xuất phát? Tiêu Văn Hạ hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cười cười, vỗ vỗ bả vai Tiêu Văn Hạ, các người đều ở nhà nghỉ ngơi đi, các người không cần làm chuyện này. Cái gì? Anh Thiên, có thêm người không tốt hơn sao, tại sao không dẫn theo tôi đi? Tiêu Văn Hạ có chút lo lắng, anh ta cho rằng Hoàng Thiên chắc chắn sẽ dẫn anh ta đi theo. Nhưng Hoàng Thiên có suy tính của mình, lần này đi tới vùng biên giới là chuyện khác. Nhóm người Tiêu Văn Hạ đánh nhau theo cảnh chiến đấu thì cũng được nhưng thực sự so chiêu đánh nhau với tập đoàn sát thủ Ronin thì nhóm người Tiêu Văn Hạ còn kém xa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu một người thất bại thì sẽ phải trả giá bằng mạng của mấy người nên đó không phải là chỗ để đùa giỡn. Loại chuyện này thì chỉ có thể dẫn theo Vũ Thanh và thành viên trong nhóm đàn em của anh ta đi. Đi thôi. Hoàng Thiên nhìn Vũ Thanh ra lệnh. Vâng. Vũ Thanh đến và đứng gây chú ý, dẫn theo mười mấy thành viên trong nhóm đàn em của mình, áp giải người phụ nữ nước Nhật kia lên xe. Hoàng Thiên cũng lên xe, vài chiếc xe cũng rời khỏi đây. Tiêu Văn Hạ mặc dù rất buồn bực nhưng anh ta cũng không có cách nào, Hoàng Thiên không đưa anh ta đi nên anh ta đương nhiên sẽ không dám đi theo.
mấy chiếc xe lao vun vút ra khỏi thành phố Bắc Ninh, đi thẳng đến khu vực biên giới. Theo sự chỉ dẫn của người phụ nữ nước Nhật kia, Vũ Thanh lái xe đi đầu. Quả nhiên phương hướng này không phải là khu vực biên giới mà Vũ Thanh đóng quân mà là nằm ở khu vực biên giới Tây Bắc của Việt Nam. Nơi này khá xa, cách tới 1000 cây số. Tuy nhiên lái xe cũng khá tiện lợi, bởi vì vũ khí trong tay đàn em của Vũ Thanh cũng đủ để dọa người rồi. Cả đoạn đường không nói lời nào, mãi đến buổi chiều ngày hôm sau, Hoàng Thiên mới đến được địa điểm đã chỉ định. Theo như những gì mà người phụ nữ nước Nhật kia nói, khu vực biên giới này chính là nơi mà trụ sở của tập đoàn sát thủ Ronin nước Nhật. Cậu Thiên, người phụ nữ kia nói trụ sở của tập đoàn Ronin chính là ở đây. Vũ Thanh nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên từ trong xe ra, nhìn xung quanh, cả một bề hoang vắng. Núi non trùng điệp, thực sự nguy hiểm. Nếu như không có người chỉ đường, muốn đi tìm trụ sở tập đoàn sát thủ Ronin ở vùng biên giới rộng lớn này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhưng hôm nay Hoàng Thiên đã hạ quyết tâm nhất định phải tìm được trụ sở của tập đoàn Ronin này, để giải quyết triệt để mối hiểm họa lớn. Không thể để bọn họ bỏ trốn được lần nữa. Trước mắt đã không thể đi bằng xe ô tô được nữa, để người phụ nữ đó xuống xe dẫn đường cho chúng ta đi. Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh. Vâng. Vũ Thanh đáp lời một tiếng, quay trở về bên cạnh xe gọi người phụ nữ nước Nhật kia xuống. Vẻ mặt của người phụ nữ nước Nhật kia hơi thay đổi. Đối với cô ta mà nói điều mà cô ta chờ đợi nhất chính là đến được khu biên giới này. Chỉ cần tới đây, cô ta sẽ có thể được cứu sống, làm tốt lắm, còn có thể một mẻ bắt gọn đám người Hoàng Thiên này. Ngài Thiên, anh tìm tôi sao? Người phụ nữ nước Nhật kia cười ha ha một tiếng, nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn cô ta, không khỏi cười lạnh lùng. Anh cũng đã nhìn ra được người phụ nữ này khi đến đây và khi ở thành phố Bắc Ninh hoàn toàn không giống nhau, cô ta có chút kích động. Lẽ nào vì đã đến gần với tổng bộ của tập đoàn Ronin rồi nên cô ta mới kiêu ngạo như vậy? Nhưng đừng quên rằng cô ta vẫn còn đang nằm trong tay của Hoàng Thiên. Nghĩ tới đây Hoàng Thiên lạnh lùng nói, không thể dùng xe để đi được nữa, cô ở phía trước dẫn đường đi. Ha ha, dẫn đường thì được, anh đưa cho tôi điếu thuốc trước đã. Người phụ nữ nước Nhật giơ bàn tay nhỏ về phía của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không ngờ rằng cô ta còn hút thuốc, thật sự là phiền phức. Anh lấy bao thuốc ra đưa cho cô ta một điếu. Ngài Thiên, đi theo tôi. Sau khi người phụ nữ nước Nhật kia hút mấy hơi liền dẫn dầu, đưa mấy người Hoàng Thiên đi về phía trước. Trước mặt có những ngọn núi lớn trùng điệp, địa hình như này thật quá phức tạp. Trong lòng của Hoàng Thiên cũng khá cạn lời, hai ngày nay đều là vào núi, thật sự khiến cho người ta đau đầu. Đặc biệt là lần này đối với Hoàng Thiên thật sự quá quan trọng. Chỉ cần thật sự đến được trụ sở tập đoàn Ronin, bắt được bố của Takeda Gou, vậy thì anh có thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm được. Người phụ nữ nước Nhật kia đã nhanh chóng vào trong núi trước. Hoàng Thiên và Vũ Thanh cũng theo sát phía sau cô ta. Hơn chục đội viên đều cảnh giác, trong tay cầm lấy vũ khí đi theo sau. Đây đều là những tinh anh trong số các tinh anh, mặc dù chỉ có hơn chục người nhưng sức chiến đấu rất khủng bố. Không biết đã đi được bao lâu, người phụ nữ nước Nhật kia đột nhiên dừng lại. Sao không đi tiếp nữa? Vũ Thanh lạnh lùng quát hỏi. Dục cái gì mà dục chứ, tôi muốn đi vệ sinh một chút. Người phụ nữ nước Nhật cũng mất kiên nhẫn trả lời Vũ Thanh một câu, sau đó liền muốn đi vào một khu rừng rậm. Quay lại đây, đi vệ sinh ở chỗ này đi. Vũ Thanh hét lớn. Hoàng Thiên không nói gì nhưng anh cũng có ý này. Dẫu sao nếu như để người phụ nữ nước Nhật này vào trong rừng rậm, ngộ nhớ cô ta muốn bỏ chạy thì phải làm sao? Cái gì, tôi là phụ nữ đấy. Mấy người đàn ông các anh ở chỗ này không thấy vô lý sao? Người phụ nữ nước Nhật lập tức tức giận, hét lớn tiếng hỏi. Cô không cần phải như vậy, cũng đâu có ai nhìn trộm cô, cứ giải quyết ở chỗ này đi. Lúc này Hoàng Thiên mới lạnh lùng nói. Người phụ nữ nước Nhật hung hăng trừng mắt với Hoàng Thiên, cô ta cũng không nói gì nữa. Hoàng Thiên và Vũ Thanh chỉ có thể nhìn đi chỗ khác, không chút khiếm nhã. Mười mấy đội viên kia cũng tự giác nhìn đi chỗ khác, không một ai nhìn người phụ nữ nước Nhật kia. Sau khi người phụ nữ nước Nhật kia giải quyết xong, trợn mắt lên với Hoàng Thiên, nói, chúng ta tiếp tục đi thôi. Được, mau chóng tìm đến trụ sở của tập đoàn Ronin, cô cũng có thể được thả ra. Hoàng Thiên nói, ha ha, ngài Thiên nói đúng quá, tôi cũng rất mong được thả ra đây. Người phụ nữ nước Nhật nói xong bước chân cũng nhanh hơn, đi thẳng đến khu rừng ngậm phía trước. Đây đã là đỉnh của ngọn núi lớn này chiếm một diện tích rất lớn, đỉnh núi cũng rất lớn, bên trên được bao phủ bởi rừng rậm và bụi cây,
có nhiều núi đá mọc lên san sát, địa hình tương đối phức tạp. Cậu Thiên, cẩn thận, có thể cô ta múa ngở trò đấy. Vũ Thanh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nước Nhật trước mặt, nhỏ tiếng nhắc nhở Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng nhìn ra bước chân của người phụ nữ này nhanh hơn, có điểm không đúng. Tôi biết rồi, theo sát cô ta. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Trong lúc nói, người phụ nữ nước Nhật kia đã nhanh chóng đi vào trong rừng cây phía trước. Lúc này Hoàng Thiên sợ cô ta bỏ chạy mất cũng nhanh chóng đi theo, anh là người đầu tiên đi qua đó. Khi anh vừa bước vào bên trong rừng, lao như bay về phía trước chưa được bao lâu liền nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ nước Nhật kia. Cô đi chậm chút. Hoàng Thiên hét lớn một tiếng, muốn nhanh chóng đuổi theo cô ta. Nhưng sau khi anh đang muốn đuổi theo người phụ nữ nước Nhật ở phía trước, đột nhiên chân bị hấn, cả người lập tức rơi không ổn rồi. Chuyện gì thế này, đây là đỉnh núi, sao vẫn còn có bẫy chứ? Hoàng Thiên đột nhiên có hơi hoảng hốt, không kịp nghĩ quá nhiều, cơ thể đã rơi xuống nhanh chóng. Mà lúc này Vũ Thanh cũng muốn nhanh chóng đi theo, nhưng anh ta và Hoàng Thiên vẫn còn cách xa một đoạn, chưa chờ anh ta kịp vào bên trong rừng, Hoàng Thiên đã biến mất rồi. Không hay rồi. Trái tim của Vũ Thanh lập tức sững lại, sau khi nhanh chân đi vào trong rừng cây liền không thấy bóng dáng của Hoàng Thiên đâu nữa. Không chỉ không thấy Hoàng Thiên mà người phụ nữ nước Nhật kia cũng không thấy bóng dáng nữa, giống như người đã bốc hơi. Trong lòng Vũ Thanh cảm thấy lo lắng. Anh vẫy tay gọi hết các thuộc hạ vào bên trong rừng cây, bắt đầu tìm kiếm. Nhưng không may là không hề phát hiện được điều gì cả, cả rừng cây bị mấy người của Vũ Thanh tìm kiếm hết nhưng vẫn không thể phát hiện ra được Hoàng Thiên và người phụ nữ nước Nhật kia. Anh Thanh, vậy giờ phải làm thế nào, ngài Thiên giống như đã bốc hơi vậy. Một đội viên sốt ruột nhìn Vũ Thanh, anh ta có chút cảm thấy không biết nên làm thế nào mới tốt. Trái tim của Vũ Thanh càng vội hơn, Hoàng Thiên đột nhiên biến mất như vậy. Đây thật sự là điều mà anh ta không thể dự liệu kịp. Hơn nữa người phụ nữ nước Nhật kia cũng biến mất cùng lúc, đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Vũ Thanh lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Hoàng Thiên. Nhưng tín hiệu ở khu vực biên giới vốn dĩ đã không tốt, lại thêm việc đang ở sâu trong núi nên càng không có tín hiệu. Trừng mắt nhìn Hoàng Thiên biến mất, Vũ Thanh thật sự vô cùng buồn bực, đây thực sự là gặp quỷ rồi. Ngài Thiên, anh đang ở đâu? Vũ Thanh vội đến mức hét lớn lên gọi. Nhìn thấy Vũ Thanh gọi như vậy, mười mấy đội viên thuộc hạ của anh ta cũng bắt đầu gọi tên của Hoàng Thiên. Vài phút trôi qua, không hề có một chút phản hồi nào cả. Vũ Thanh thật sự nóng lòng đến mức muốn phát điên lên rồi, cậu chủ đột nhiên biến mất lúc nào không biết, ngay cả bóng dáng cũng không tìm thấy. Bọn họ lại tìm tiếp trong rừng thêm một lần nữa nhưng cũng không hề tìm ra được một chút manh mối nào cả. Anh Thanh, thế này thì thật gay gâu rồi, tại sao ngài Thiên lại vô duyên vô cớ biến mất như thế chứ? Một đội viên cũng rất phiền muộn nói với Vũ Thanh. Trong lòng của Vũ Thanh đang giàu muốn chết, không tìm được cậu chủ, tội này của anh ta thật quá lớn rồi. Anh ta không sợ nhà họ Hoàng, chủ yếu vẫn là Hoàng Thiên luôn đối xử với anh ta rất tốt, anh ta cũng rất có cảm tình với Hoàng Thiên. Mà lúc này, sau khi Hoàng Thiên bị rơi xuống một cái hố tự nhiên lớn liền bị ngất đi. Trên đỉnh ngọn núi lớn này lại có một cái hố tự nhiên lớn, giống như một cái động lớn bị đào ra, thật hiếm thấy. Điều quan trọng là miệng của cái hố này không quá lớn, xung quanh toàn là bụi cây và cỏ cao nên rất khó phát hiện, vì vậy mấy người của Vũ Thanh tìm hai lần đều không phát hiện ra miệng của cái hố này. Cũng chính bởi vì khó phát hiện ra vì thế Hoàng Thiên mới không chú ý mà dẫm lên, sau đó rơi vào bên trong cái hang cực lớn này. Khoảng không gian tối tăm này rất lạnh lẽo, Hoàng Thiên bị ngất ở trên mặt đất, may mà cơ thể của anh cường tráng nên không bị thương quá nặng. Cùng lúc này, một đám người đàn ông mặc áo choàng đen. Tổng cộng có 20 người đang lặng lẽ vây quanh. Người phụ nữ nước Nhật cũng lắc eo bước tới, dùng tiếng Nhật nói vài câu với người đàn ông tầm khoảng 4-50 tuổi, người này là thủ lĩnh của đám người kia. Người đàn ông thủ lĩnh kia mỉm cười hài lòng, nhưng ngay sau đó ông ta liền nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên đang nằm ở đó bằng ánh mắt vô cùng hung tợn. Người phụ nữ nước Nhật kia vẫy tay, ra hiệu với đám người kia nhấc Hoàng Thiên lên, đưa anh vào trong một phòng đá được đào ra. Có người nhanh chóng lấy dây trói ra, trói Hoàng Thiên vào một tảng đá lớn. Người đàn ông trung niên thủ lĩnh sờ con hổ nhỏ màu đen của mình, ra hiệu cho thuộc hạ. Có người bưng một chậu nước lạnh tới tạt vào mặt của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lập tức giật mình, hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh cảm nhận được bản thân đang bị trói chặt, lập tức ngạc nhiên. Hoàng Thiên đưa mắt nhìn xung quanh, dựa vào ánh sáng của ngọn nến, Hoàng Thiên nhìn rất rõ, trước mặt mình lại đột nhiên có 20 người. Hơn nữa người đứng ở đầu tiên lại là người phụ nữ nước Nhật kia. Chuyện gì thế này?
Hoàng Thiên cố gắng hồi tưởng lại một chút mới nhớ ra là sau khi anh loạng choạng té ngã liền hôn mê bất tỉnh. Không ngờ rằng sau khi tỉnh lại lại rơi vào trong tay của đám người này. Ha ha, ngài Hoàng Thiên, anh có thấy ngạc nhiên không? Bất ngờ không, mượn lời của các anh để nói thì là phong thủy luân chuyển, lần này anh lại rơi vào trong tay của tôi rồi. Người phụ nữ nước Nhật kia mỉm cười nhìn Hoàng Thiên và nói. Hoàng Thiên nhìn cô ta, phát hiện bây giờ cô ta thật kiêu ngạo, dáng vẻ càng khiến cho người ta thêm khó chịu. Đây là đồng bọn của cô ở nước Nhật sao? Hoàng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn 20 người đàn ông mặc áo choàng đen. Người phụ nữ nước Nhật kia nhìn thấy Hoàng Thiên lại không hề sợ hãi, không khỏi nghiến răng. Cái thằng Hoàng Thiên này thật sự quá khó đối phó, lẽ nào anh ta không sợ chết hay sao? Trong lòng người phụ nữ nước Nhật thầm mắng chửi mấy câu, cười khinh bỉ, nói, ha ha, anh nói đúng rồi đấy, để tôi giới thiệu với anh một chút, người này chính là Takeda Shinji, là thủ lĩnh của chúng tôi. Takeda Shinji, còn Mabazinki thì sao? Trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy cạn lời, đám cặn bã nước Nhật này, thật sự muốn giết chết hết bọn chúng. Sau khi đánh giá tên Takeda Shinji một lúc thì Hoàng Thiên mới phát hiện tên này còn rất hung dữ. Đôi mắt nhỏ đen âm u phát ra thứ ánh sáng hung tàn, vừa nhìn liền biết là một tên giết người không chớp mắt. Khoảng thời gian dài gần đây, Hoàng Thiên đã tiếp xúc với không ít người của nước Nhật, từ lúc bắt đầu là người của nhà Matsushima đến gia tộc Takeda của tập đoàn Ronin, Hoàng Thiên đã rất khó chịu rồi. Vốn còn cho rằng bắt người phụ nữ nước Nhật này dẫn đường là có thể một mẻ bắt gọn được đám người của tập đoàn sát thủ Ronin nhưng lại không ngờ rằng lại không thuận lợi như vậy. Cuối cùng cũng xem như là đã gặp được thủ lĩnh của tập đoàn Ronin rồi nhưng bản thân lại bị hôn mê sau đó bị bắt lại. Hoàng Thiên, cậu đang nghĩ cái gì thế? Có phải là đang nghĩ làm sao để sống sót không? Ha ha! Lúc này Takeda Shinji cười lớn một trận, khoe khoang nhìn Hoàng Thiên, thực sự chính là muốn chọc tức Hoàng Thiên. Nhìn thấy Takeda Shinji khoe khoang như vậy, Hoàng Thiên thực sự thấy rất ghét. Không sao cả, Takeda Shinji, bây giờ ông giỏi rồi. Muốn giết thì mau chóng ra tay đi. Hoàng Thiên nhìn thẳng Takeda Shinji, lạnh lùng nói. Miệng của Takeda Shinji mím chặt, bây giờ ông ta đã rất tức giận. Theo lý mà nói Hoàng Thiên bị ông ta bắt rồi đáng lẽ phải sợ hãi mà cầu xin mới đúng, không ngờ rằng Hoàng Thiên lại bình tĩnh như vậy, hoàn toàn không để ông ta vào trong mắt. Được, được lắm, Hoàng Thiên, cậu muốn chết nhẹ nhàng như vậy sao? Ha ha, không thể nào, tôi sẽ cho cậu nếm thử mùi vị đau khổ rồi mới chết. Takeda Shinji cười nham hiểm. Nhìn thấy dáng vẻ cười điên cuồng này của Takeda Jin, trong lòng của Hoàng Thiên sững sờ một lúc. Anh cũng biết nhìn người, biết rằng tên Takeda Shinji ở trước mặt này tuyệt đối là một tên ra tay tàn độc. Rơi vào trong tay người như vậy thường sẽ rất thảm, điểm này anh biết rất rõ. Lúc này Hoàng Thiên không nói thêm gì nữa, sự việc đã đến nước này chỉ có thể nghe theo ý trời, ai bảo anh xui xẻo rơi vào trong cái bẫy này cơ chứ. Nhìn thấy Hoàng Thiên vẫn không chịu cầu xin, người phụ nữ nước Nhật kia có chút bực dọc. Takeda Shinji càng buồn bực, nhưng lại càng tức giận nhiều hơn. Theo như ông ta thấy, Hoàng Thiên không hề khuất phục trước ông ta chính là thất bại lớn nhất. Hoàng Thiên, anh vẫn còn có thể bình tĩnh được hay sao? Mau chóng cầu xin ngài Takeda Shinji đi, biết đâu lại được tha cho cái mạng chó của anh đấy. Người phụ nữ nước Nhật ngạo mạn nhìn Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên nhìn người phụ nữ này. Cười khinh thường, nói, cô đang nói bậy bạ gì thế, Hoàng Thiên tôi đây mà sẽ cầu xin loại cặn bã nước Nhật của các người sao? Anh, người phụ nữ nước Nhật tức giận đến trắng bệch, trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, hung hăng nghiến chặt răng, hận không thể xé nát Hoàng Thiên. Takeda Shinji đẩy người phụ nữ nước Nhật ra, sau đó đột nhiên rút dao ra đi đến gần trước mặt của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, nếu như cậu muốn chết, bây giờ tôi sẽ thành toàn cho cậu. Takeda Shinji dùng ngôn ngữ của Hải Phòng vô cùng không tự nhiên, nói với Hoàng Thiên. Khi nói lời này, ông ta cầm và nghịch con dao trong tay ra giống như đang dọa Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thực sự cảm thấy phiền, đám cặn bã nước Nhật này nói chuyện cũng thật mạnh miệng. Muốn ra tay thì làm nhanh đi. Hoàng Thiên hét lớn một tiếng, hai mắt ánh lên tia lạnh lùng. Điều này khiến cho Takeda Shinji bị dọa cho giật mình, ông ta lại bị Hoàng Thiên chọc tức. Được, cậu thực sự muốn chết sao? Tôi thành toàn cho cậu. Takeda Shinji nói xong cầm dao lên đâm về phía tim của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhắm mắt lại, anh biết mình sống đã hơn 20 năm rồi, trải qua vô số sự ấm áp lạnh lẽo của lòng người, nhưng hôm nay sợ là anh thực sự sắp quy vị rồi. Những loại người ở nước Nhật cặn bã này, giết người không chớp mắt. Hơn nữa, hiện giờ anh lại đang bị mắc kẹt trên núi,
hơn nữa còn bị rơi xuống một cái hang động lớn chết tiệt. Anh nhắm mắt lại, Hoàng Thiên đã nằm chờ chết, bởi vì hai tay bị trói chặt, hoàn toàn không có khả năng phản kháng, ở đây sẽ không ai có thể cứu anh. Không thể ngờ được, sau vài giây, anh vẫn còn sống. Mở mắt ra nhìn xung quanh, Takeda Shinji đang cầm một con dao trên tay, sắc mặt phẫn nộ nhìn anh. Không phải nói sẽ ra tay sao, sao nhìn như bị ngu dậy. Hoàng Thiên không nói gì nhìn chằm chằm Takeda Shinji đang hỏi anh. Takeda Shinji tức đến tay cũng run lên, ông ta thực sự sớm muốn cho Hoàng Thiên một nhát dao. Nhưng không thể được, con trai Takeda Go của ông ta hiện đang nằm trong tay Hoàng Thiên, nghe nói nó vẫn chưa chết. Nếu giết chết tên Hoàng Thiên này, vậy thì người của Hoàng Thiên nhất định sẽ giết chết con trai Takeda Go của ông ta, hơn nữa nói không chừng sẽ dùng những phương pháp cực kỳ tàn nhẫn mà sát hại con trai ông ta. Thân là thủ lĩnh của nhóm sát thủ Rainin, Takeda Shinji biết rất rõ điều này. Hoàng Thiên, chúng ta hãy đàm phán đi, thế nào? Takeda Shinji không kiêu ngạo như lúc nãy nữa, giọng điệu rất bình tĩnh hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự đã không nói nên lời nữa rồi. Anh không ngờ rằng người nước Nhật lằng nhằng như vậy, muốn giết người là sẽ giết người, còn muốn nói chuyện cái rắm gì chứ? Vẫn là không cần nói chuyện đâu, ông muốn làm gì thì làm đi, đừng phí lời. Hoàng Thiên không nhanh không chậm nói. Ba ca. Takeda Shinji tức giận đến mức không nhịn được nữa, hét lên một tiếng, con dao trên tay ông ta cũng nắm chặt hơn. Con mẹ nó bày cái bộ mặt không sợ chết cho ai xem chứ. Hoàng Thiên không nói gì nhìn tên Takeda Shinji đang không ngừng chửi rủa. Phổi của Takeda Shinji như sắp nổ tung mất, ông ta không ngờ Hoàng Thiên lại khó đối phó như vậy. Hoàng Thiên, nếu cậu còn muốn sống sót, hãy thả con trai tôi ra. Chỉ cần con trai tôi bình an vô sự trở về, tôi có thể hứa sẽ không giết chết cậu. Takeda Shinji vô cùng tức giận, nhẫn lại nói chuyện đàm phán cùng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên từ mũi phát ra âm thanh hừ lạnh một tiếng, lập tức hiểu ra tại sao Takeda Shinji lại không dám ra tay với anh. Ông ta làm loạn cả nửa ngày, hóa ra là muốn cứu con trai mình. Con trai ông ta là Takeda Go đã bị Vũ Thanh đưa đến nhà tù bí mật, hàng ngày phải ăn cơm tù, có lẽ thời gian qua cũng rất khổ cực. Đối với một tên cặn bã như Takeda Go, cả đời này phải ngồi tù cũng đáng, sao Hoàng Thiên có thể thả anh ta ra được chứ? Ha ha, hóa ra là ông muốn tôi thả con trai ông đi. Hoàng Thiên mỉm cười, nhìn Takeda Shinji nói. Đúng vậy, ngài Hoàng Thiên, chỉ cần anh để con trai tôi đi, tôi hứa sẽ đưa tất cả người của tôi trở về nước Nhật, cũng không bao giờ cùng thù địch với bên cậu nữa. Takeda Shinji nheo mắt nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Takeda Shinji. Anh có thể nhìn ra Takeda Shinji này chắc chắn là đang nói dối, trong lời nói không có một chút chân thật nào. Thả Takeda Go rồi, Takeda Shinji tuyệt đối sẽ trả thù dữ dội gấp đôi, đó là điều mà anh có thể chắc chắn. Vì vậy Hoàng Thiên không hề để tâm đến những lời nói của Takeda Shinji. Được rồi, vậy ông thả tôi đi trước đi, lúc đó tôi có thể nghĩ đến chuyện thả con trai ông ra. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Takeda Shinji nghiến răng. Suy tư một lúc rồi nói, được. Nói xong, Takeda Shinji dùng dao cắt sợi dây trói tay Hoàng Thiên rồi thả Hoàng Thiên ra. Ông hãy dẫn tôi ra khỏi nơi quái quỷ này đi. Hoàng Thiên nói với Takeda Shinji. Takeda Shinji rất tức giận, ông ta nghĩ Hoàng Thiên sẽ chỉ yêu cầu ông ta cắt dây cởi trói thôi, ông ta không hề nghĩ sẽ hoàn toàn thả Hoàng Thiên ra. Cậu nghĩ quá tốt rồi, thả cậu ra rồi, cậu còn ra điều kiện tính toán với tôi sao? Lúc này, người phụ nữ nước Nhật nổi giận với Hoàng Thiên. Hừm, ông cũng không có lựa chọn nào khác đâu, bởi vì tôi không sợ chết. Nếu ông còn muốn Takeda Go sống sót, thì ông chỉ có thể chọn cách tin tưởng tôi mà thôi. Hoàng Thiên hừ lạnh. Người phụ nữ nước Nhật này tức giận đến xanh mặt, cảm thấy Hoàng Thiên quá khó đối phó. Takeda Shinji gần như phát điên, ông ta hung hăng nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, rất lâu cũng không lên tiếng. Giết Hoàng Thiên sao? Takeda Shinji chắc chắn sẽ không dám làm như vậy, nhưng nếu để anh đi, Takeda Shinji cũng không làm được. Bởi vì ông ta không thể tin vào Hoàng Thiên được. Dẫn tên Hoàng Thiên này đi, tôi mua cậu ta nếm thử cái gì là địa ngục trần gian. Takeda Shinji ác độc ra lệnh cho thuộc hạ của ông ta. Một vài tên thuộc hạ của Takeda Shinji nhanh chóng tuân lệnh, đẩy Hoàng Thiên ra ngoài. Hoàng Thiên tại thời điểm này, lửa giận trong lòng anh đã trào lên. Những người dân nước Nhật này đã thành công chọc giận Hoàng Thiên. Lúc này Hoàng Thiên đang cố gắng kiềm chế bản thân, bởi vì anh cũng muốn xem. Mấy người nước Nhật này sẽ chế tạo loại máy bay nào và bọn họ sẽ đưa anh ta đi đâu.
Ở đây nhất định sẽ có một lối ra, Hoàng Thiên muốn quan sát nó một lần nữa, để xem nơi nào có thể trốn thoát. Nếu không, dù có thể giết hết những người nước Nhật này, anh cũng có thể không tìm thấy lối ra mất. Chưa kể cũng không dễ để giết khoảng 20 người của nước Nhật này, anh cũng không thể chắc chắn sức mạnh của những người này ở mức độ như thế nào. Trong vòng nửa phút, Hoàng Thiên bị đẩy vào một ngôi nhà khác được hình thành tự nhiên bởi các lớp đá. Ở đây còn thắp vài ngọn nến nữa, Hoàng Thiên cũng có chút giật mình, quả thật trên thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngọn núi này thật kỳ lạ quá, trên đỉnh núi lại có hang động lớn như vậy, bên trong còn có mấy ngôi nhà bằng đá. Hoàng Thiên, chúc cậu có một trải nghiệm vui vẻ nha. Ha ha! Đằng sau anh là tiếng cười khoái chí của Takeda Shinji, ngay sau đó, khoảng 20 người nước Nhật đều lùi lại, xếp cạnh Takeda Shinji thành một hàng ngay ngắn. Lúc này trên tay ai cũng cầm một cây đao ngắn, như muốn ngăn cản Hoàng Thiên chạy thoát. Cùng lúc đó, trong một cái hố sâu như cái thùng không đáy, đột nhiên từ bò ra một con chăn lớn. Con chăn này cũng phải dài 4 đến 5 mét, toàn thân được bao phủ bằng những hoa văn sặc sỡ, nó nhanh chóng trườn về phía Hoàng Thiên. Chết tiệt! Hoàng Thiên sửng sốt, tại sao ở đây lại có một con chăn lớn như vậy? Thảo nào Takeda Shinji muốn đưa anh đến đây, bởi vì ông ta muốn con chăn khổng lồ này nuốt chửng anh. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên thật sự vừa sợ hãi vừa giận dữ, còn chưa kịp suy nghĩ đã quay đầu chạy. Hoàng Thiên thà đánh nhau với lũ người nước Nhật này mà bị thương, chứ không muốn bị một con chăn kinh tởm này nuốt chửng, chết như vậy rất nhục nhã. Ngăn cậu ta lại, không cho cậu ta bước qua. Takeda Shinji cười đắc thắng, ra lệnh cho đám thuộc hạ. Người đàn bà nước Nhật này cười như điên dại, dường như đã nhìn thấy Hoàng Thiên bị con chăn nuốt chửng, cô ta còn vui hơn cả Tết Nguyên Đán. Đột nhiên, hơn 20 tên thuộc hạ của Takeda Shinji đều đồng loạt dùng dao lao tới và dồn Hoàng Thiên tới trước mặt con chăn. Hoàng Thiên nói rằng anh sẽ không bao giờ quay lại chỗ này nữa, anh thà chết chứ không đánh nhau với con chăn này. Nếu không anh phải chiến đấu cùng con chăn này, lại bị những người này vây quanh, quả thực là nỗi nhục nhã ê chề. Trong nháy mắt, Hoàng Thiên đã lao tới đánh nhau với những tên thuộc hạ nước Nhật này. Nhìn thấy một tên thuộc hạ nước Nhật cầm con dao ngắn trên tay lao tới, Hoàng Thiên bay lên dồn sức đá vào ngực anh ta. Bịch một tiếng, cú đá này vô cùng chính xác và tàn bạo, trực tiếp giết chết đối phương. Một tên nước Nhật gần nhất tức giận hừ một tiếng phóng tới phía trước bị bóp nghẹt thở rồi ngã xuống nằm ngửa trên mặt đất. Hoàng Thiên cúi người cầm lấy con dao ngắn trên tay anh ta, chiến đấu tại chỗ cùng những người khác. Takeda Shinji ở phía sau bắt đầu trở nên căng thẳng, ông ta chỉ là muốn hù dọa Hoàng Thiên, cũng không nghĩ muốn đưa Hoàng Thiên vào chỗ chết. Nếu Hoàng Thiên chết rồi, con trai ông ta là Takeda Gou cũng sẽ không thể sống sót. Ông ta muốn cảnh cáo thuộc hạ của mình không được giết chết Hoàng Thiên, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến tinh thần của cấp dưới nên đứng đó cũng không nói gì. Có nhiều người đối phó với Hoàng Thiên như vậy, vì vậy người phụ nữ nước Nhật này cũng không cần ra tay. Cô ta chỉ đứng một bên xem trận đấu. Có lẽ là con chăn khổng lồ vì thấy nhiều người quá nên cũng không dám bén mảng tới nữa, nhưng lâu lâu nó lại trườn lên chỉ chờ cơ hội để nuốt con mồi. Trong vòng chưa đầy một phút, Hoàng Thiên đã giết chết liên tiếp 5-6 tên thuộc hạ nước Nhật. Lần này Hoàng Thiên thực sự vô cùng tức giận, Hoàng Thiên cũng không hề tỏ ra thương xót lũ người nước Nhật đáng ghét này. Trong tình huống này, hoặc là anh phải chết hoặc là bọn họ chết, Hoàng Thiên cũng không thèm hạ thủ lưu tình. Takeda Shinji gần như tức giận phát điên, ông ta thật sự không ngờ Hoàng Thiên lại có sức mạnh lợi hại như vậy. Nhìn thấy 5-6 tên thuộc hạ bị giết chết nằm trên mặt đất, Takeda Shinji không khỏi cảm thấy tức giận. Ông ta nháy mắt với người phụ nữ nước Nhật này, ra hiệu họ cùng nhau tham gia trận chiến đấu này, nhanh chóng đánh cho Hoàng Thiên chịu khuất phục. Hoàng Thiên cũng dần dần mất sức lực, thực lực người phụ nữ ở nước Nhật này quả nhiên rất lớn, Takeda Shinji thậm chí còn mạnh hơn nhiều, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn. Bịch! Nhất thời, Hoàng Thiên không để ý, nhanh chóng bị Takeda Shinji đá mạnh vào bụng anh. Đột nhiên, Hoàng Thiên cảm thấy cổ họng dường như xê họng dường như có vị mặn, suýt nữa phụt ra một ngụm máu. Nhìn thấy cú đá này trúng người Hoàng Thiên, Takeda Shinji đã vô cùng thích thú, càng thêm tới gần Hoàng Thiên hơn. Lúc này, hai mắt Hoàng Thiên đỏ lên, đột nhiên nắm lấy cổ áo của Takeda Shinji, con dao ngắn còn lại trên tay anh đặt trên cổ Takeda Shinji. Không được nhúc nhích, nếu động đậy tôi sẽ giết ông. Hoàng Thiên hét lớn. Á, tôi sẽ không động. Takeda Shinji sợ đến mức toát mồ hôi, lập tức dừng mọi động tác. Ông ta có thể cảm nhận được sát khí trong cơ thể Hoàng Thiên có thể giết chết ông ta bất cứ lúc nào. Ra lệnh cho tất cả thuộc hạ của ông lui ra đi.
Hoàng Thiên trừng mắt nhìn Takeda Shinji rồi hét lên. Takeda Shinji nghiến răng, ông ta vô cùng lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì được. Một vết cứa trên cổ hiện ra, Takeda Shinji vừa sợ vừa run rẩy, càng động lại càng đau đớn hơn. Các ngươi đều tránh ra, đừng qua đây. Takeda Shinji ra lệnh cho thuộc hạ của mình tránh qua một bên. Khoảng hơn chục tên thuộc hạ nước Nhật còn lại đều lùi lại, bao gồm cả người phụ nữ nước Nhật kia nữa. Họ không dám mang tính mạng của Takeda Shinji ra đùa, dù sao thì đây cũng là thủ lĩnh của họ. Hoàng Thiên ngay khi nhìn thấy tình hình đã được kiểm soát, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay, anh rơi vào thế bị động nguy hiểm nhất từ trước đến giờ. Nếu không phải vừa rồi liều mạng chiến đấu, sợ rằng anh sớm đã bị đám người nước Nhật cặn bã này đánh bại rồi, chỉ có thể để mặc cho bọn chúng đối phó. Hoàng Thiên, cậu cũng không có cách nào sống sót trốn ra khỏi đây đâu. Chúng ta đã đánh nhau lâu như vậy, chỉ cần cậu thả con trai ta đi, ân oán này của chúng ta coi như xí xóa. Takeda Shinji hung dữ nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nhịn được cười khẩy vài lần sau khi nghe thấy lời này. Takeda Shinji nghĩ rằng một kế hoạch thật hoàn hảo. Trong khoảng thời gian này, tập đoàn Ronin đã bán hành cho Hoàng Thiên nhiều lần, cái cục tức nghẹn này Hoàng Thiên phải trút ra. Ông nói đánh thì đánh, hòa thì sẽ hòa hay sao? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi Takeda Shinji. Vậy thì cậu muốn gì? Takeda Shinji khó nhọc hỏi anh, nhưng giọng điệu vẫn rất hung tợn đối với Hoàng Thiên. Nói cho tôi biết, lối ra ở đâu? Làm sao tôi có thể rời khỏi nơi quỷ quái này? Hoàng Thiên hỏi Takeda Shinji. Hừ, tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu. Takeda Jin nhị hừ lạnh. Được thôi, vậy tôi sẽ ném ông cho chăn ăn. Hoàng Thiên nói xong định đẩy Takeda Shinji về phía con chăn, để ông ta lấp đầy bụng của con chăn khổng lồ này. Takeda Shinji đã suy tính. Con chăn này không phải vật nuôi của ông ta mà là con bò sát hoang dã bị nuôi nhốt ở đây, dù là ai thì nó cũng sẽ nuốt chừng. Được rồi, được rồi, được rồi, tôi sẽ nói cho cậu đường ra, nhưng cậu nhất định phải thả con trai của tôi mới được. Takeda Shinji nhanh chóng nói. Không cần ông nói nữa, ông hãy chịu trách nhiệm cho con chăn khổng lồ này ăn là được rồi. Vào thời điểm này, một giọng nói lớn vang lên. Ngay sau đó, mười mấy thành viên từ phía tây bắc xông vào bên trong. Người đứng đầu chính là Vũ Thanh. Lời vừa rồi cũng là do Vũ Thanh nói ra. Không ổn rồi. Lúc này trái tim của Takeda Shinji lạnh dần đi, vì ông ta thấy đám người Vũ Thanh đã được trang bị đầy đủ vũ khí. Hơn nữa ông ta sớm đã biết được thuộc hạ mạnh nhất dưới trướng Hoàng Thiên chính là Vũ Thanh. Bây giờ Vũ Thanh đã dẫn người tìm đến được nơi này, sao đám người thuộc hạ của Takeda Shinji có thể trở thành đối thủ của Vũ Thanh chứ? Một mình Hoàng Thiên còn chưa đối phó xong. Huống hồ bây giờ lại thêm đám người Vũ Thanh đến đây. Takeda Shinji vô cùng đau đầu, đảo mắt nghĩ biện pháp đối phó. Khi người phụ nữ ở nước Nhật nhìn thấy Vũ Thanh, không ngờ bọn họ đã tìm thấy nơi này. Trái tim cô ta cũng hoàn toàn nguội lạnh. Xem ra hôm nay bọn họ đã thất bại hoàn toàn. Vũ Thanh cùng những người khác đã ở bên ngoài tìm kiếm Hoàng Thiên, cuối cùng họ cũng đã tìm thấy một lối vào bí mật. Thực ra nó cũng chính là đường ra. Nhưng đó không phải là hố mà Hoàng Thiên rơi xuống, mà là một sườn dốc khác, và là lối vào do con người đào được. Bình thường thì những người nước Nhật này sẽ ra vào từ lối vào này. Nhìn thấy đám người Vũ Thanh tiến vào, Hoàng Thiên cũng hít một hơi thật sâu. Mặc dù đã khống chế được Takeda Shinji, nhưng việc hoàn toàn rút lui cũng khá khó khăn. Đám người Vũ Thanh đến rồi, bây giờ họ có thể hoàn toàn quét sạch đám người nước Nhật này rồi. Cậu chủ Thiên, cậu không sao chứ? Vũ Thanh bước tới, lo lắng hỏi. Tôi không sao. Hoàng Thiên bình tĩnh nói. Thấy Hoàng Thiên không gặp nguy hiểm gì, còn giết chết 5-6 tên thuộc hạ nước Nhật, khống chế được Takeda Shinji, Vũ Thanh thật sự rất khâm phục Hoàng Thiên. Cho dù anh ta có ở đây, e rằng anh ta cũng khó có thể làm được như Hoàng Thiên. Takeda Shinji, ông còn nhớ tôi không? Chúng ta lại gặp nhau ở đây rồi, ha ha. Vũ Thanh mỉm cười nhìn Takeda Shinji. Takeda Shinji nhìn Vũ Thanh, ông ta đã hoàn toàn kiệt sức. Ông ta cũng được coi là người quen cũ của Vũ Thanh. Trước đây Vũ Thanh ở nước Nhật, lúc đó anh ta có mâu thuẫn với Takeda Shinji, nên Takeda Shinji đã từng gặp Vũ Thanh. Cậu Vũ Thanh, trước đây không phải cậu làm vì tiền hay sao? Lẽ nào hiện tại lại không cần tiền nữa sao? Tôi có thể cho cậu giá cao hơn, chỉ cần cậu giúp tôi giải quyết tên Hoàng Thiên này. Takeda Shinji suy nghĩ một lúc. Ông ta sẵn sàng chiêu dụ Vũ Thanh. Vũ Thanh thực sự không biết cười hay khóc nữa sau khi nghe thấy câu này, Takeda Shinji này có một trái tim thật cao cả.
Ha ha, ông nghĩ thật dễ dàng. Takeda Shinji, hôm nay ông coi như xong đời rồi, kể từ hôm nay tập đoàn Ronin các người sẽ hoàn toàn biến mất. Vũ Thanh chế nhạo nói. Những tên thuộc hạ của Takeda Shinji đã cảm nhận được hơi thở chết chóc. Bọn họ muốn kháng cự, nhưng nhìn thấy trang bị vượt trội của đám người Vũ Thanh, bọn họ không có dũng khí kháng cự. Takeda Shinji, ông muốn tôi lấp đầy bụng con chăn này đúng không? Thật quá tàn nhẫn rồi, bây giờ tôi cho ông biết cái gì gọi là lấy dây buộc mình. Hoàng Thiên lạnh lùng nói, sau đó đẩy Takeda Shinji về phía con chăn lớn. À không muốn. Takeda Shinji bị dọa đến muốn tè ngay tại chỗ, ông ta biết Vũ Thanh không hề nói đùa, nói vứt ông ta cho chăn ăn là nhất định sẽ làm thật. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Vũ Thanh vung lên một cái, trực tiếp vứt Takeda Shinji ra ngoài. Trong lòng Takeda Shinji lạnh lẽo, thấy mình sắp gặp phải chăn lớn, đầu óc ông ta có chút quay cuồng, cố gắng tránh né chăn lớn. Con chăn lớn này có thể là đã đói bụng lắm rồi, nó và đám người Takeda Shinji đã ở chung với nhau vài ngày, cả hai bên đều dè chừng nhau, không ai dám làm gì ai. Vẫn rất yên ổn, nhưng bây giờ chăn lớn đã đói lắm rồi, nó không thể chịu được nữa. Bây giờ nhìn thấy Takeda Shinji bị ném đế, sao nó có thể bỏ qua đây? Thế là trườn về phía Takeda Shinji. A cứu tôi, ngài Hoàng Thiên, ngài Vũ Thanh, tha mạng cho tôi. Takeda Shinji thảm hại vô cùng, lật mặt chạy đến gần chỗ Hoàng Thiên, muốn ôm đùi Hoàng Thiên. Bây giờ Hoàng Thiên đang rất tức giận, anh ta cảm thấy đám người của nước Nhật thật phiền phức. Bịch, chỉ thấy Hoàng Thiên dồn sức đá ra một cước, trực tiếp đá Takeda Shinji về phía chăn lớn. Ba ca, giọng Takeda Shinji run rẩy, hô lên câu cuối cùng của cuộc đời. Trong nháy mắt, mãng xà quấn quanh Takeda Shinji, quấn chặt đến mức ông ta không thể nói được lời nào nữa. Thật ra chăn lớn không hề cắn con mồi, mà nó siết con mồi cho đến khi ngạt thở rồi mới từ từ nuốt vào. Quá trình này, con mồi chết đi vô cùng thống khổ. Chỉ thấy con mắt của Takeda Shinji sắp lòi ra ngoài, xương của cơ thể ông ta bị siết chặt đến mức thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng răng rắc của xương bị bẻ vỡ vụn. Khủng bố! Người phụ nữ nước Nhật kia đã sớm bị dọa cho mồ hôi tuôn như mưa, nhìn thấy thủ lĩnh thảm như vậy, cô ta cũng sợ Hoàng Thiên cũng sẽ vứt mình sang cho chăn lớn. Mà 20 người nước Nhật khác cũng bị dọa cho ngây người, cả đám người đứng ở đó, trợn mắt há mồm, không dám nói một câu nào. Cho dù là không có đám người Vũ Thanh trông coi, mấy người nước Nhật bọn họ cũng không dám đến cứu Takeda Shinji, dẫu sao thì kia cũng là chăn lớn mà, bọn họ đã bị dọa sợ đến mức sắp vỡ mật. Chưa đến 3 phút, toàn thân Takeda Shinji đã lạnh ngắt, đã ngưng thở bỏ mạng rồi. Chăn lớn cũng không khách sáo, bắt đầu nuốt Takeda Shinji trước mặt mọi người. Cảnh này thật sự khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Hoàng Thiên đã sống hơn 20 năm, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cảnh tượng này. Ngay cả Vũ Thanh và các thành viên của nhóm cũng đều là lần đầu thấy cả này, ai ai cũng vô cùng khiếp sợ. Chưa được bao lâu, Takeda Shinji đã bị nuốt hết một nửa, mắt thấy sắp kết thúc rồi. Phịch phịch, người phụ nữ nước Nhật kia thật sự chịu không nổi loại đả kích này, cô ta quỳ xuống với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên quay đầu nhìn, cười lạnh lùng rồi nói, cô đang làm gì thế? Ngài Hoàng Thiên, ngài đừng giết tôi nhé, tôi không muốn bị chăn lớn ăn đâu. Người phụ nữ nước Nhật khóc sướt mướt, cố gắng cầu xin. Thấy cô ta cầu xin, 20 người nước Nhật kia cũng đồng loạt quỳ xuống trước mặt Hoàng Thiên. Đau khổ cầu xin Hoàng Thiên tha mạng cho bọn họ. Đối với loại cặn bã này, Hoàng Thiên từ. Không muốn nhân từ. Nhân từ với kẻ địch đồng nghĩa với việc tàn nhẫn với bản thân mình. Hơn nữa là không phải là người cùng họ hàng mình. Lòng bọn họ đương nhiên sẽ khác, không thể không nghe lời tổ tiên được. Ha ha, thả các người, để rồi các người quay đầu lại đối phó tôi sao? Hoàng Thiên cười lạnh lùng, hỏi người phụ nữ nước Nhật. Không không không, tôi không dám nữa. Sau này chỉ sẽ ngoan ngoãn ở nước Nhật thôi, không dám đến trêu chọc các ngài nữa. Người phụ nữ nước Nhật nói một cách kính cẩn xong, đôi mắt đầy trông mong nhìn Hoàng Thiên, sợ Hoàng Thiên sẽ không tha cho cô ta. Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ đáng thương của người phụ nữ này, tuy biết có thể cô ta chỉ đang giả vờ, nhưng không thể dứt khoát xuống tay được. Cuộc đời này, Hoàng Thiên không sợ người khác tàn nhẫn với anh, chỉ sợ người khác cầu xin thôi. Huống chi, đó còn là một người phụ nữ, lại còn là một người phụ nữ xinh đẹp nữa. Ngài Hoàng Thiên, ngài không tin tôi sao? Người phụ nữ nước Nhật vừa thấy có cơ hội, trong mắt liền hiện lên tia hung ác gian xảo. 20 người nước Nhật kia cũng ôm hy vọng Hoàng Thiên sẽ chừa cho họ một đường sống. Đừng nói với tôi mấy lời này.
Hoàng Thiên phất tay áo, xoay người sang chỗ khác, ý đã rõ ràng, những người này sẽ do Vũ Thanh xử lý. Vũ Thanh nào lo nghĩ nhiều như vậy, anh ta đã giết rất nhiều người rồi. Đối với anh ta mà nói, trên chiến trường thì không phân biệt nam nữ, đối nghịch với mình thì đều là kẻ địch. Ra tay! Vũ Thanh ra lệnh cho đám thuộc hạ. Anh Thanh, áp giải bọn họ về hay là giải quyết luôn tại chỗ? Một thành viên của đội hỏi Vũ Thanh. Áp giải về chẳng phải là lãng phí thức ăn sao? Dưới phòng giam cũng sắp hết chỗ rồi, giải quyết hết những thứ cặn bã này ngay tại chỗ. Vũ Thanh lạnh lùng nói. Vâng. Thành viên kia trả lời lại một tiếng, sau đó phối hợp với các thành viên khác bắt đầu xử lý đám người nước Nhật này. Âm thanh gào thét không dứt bên tai, đám người nước Nhật này cũng sợ chết mà, đừng thấy bọn họ suốt ngày rêu rao rằng mình không sợ chết thì tin vậy. Thật ra đao kề cổ rồi thì cũng sợ đến mức tè dầm thôi. Chưa đến một phút, đám người nước Nhật này đều bị đâm chết. Kể cả người phụ nữ nước Nhật ác độc kia. Hoàng Thiên vẫn không hề quay đầu lại nhìn, không phải là vì anh sợ cảnh này, chỉ là do anh và Vũ Thanh khác nhau. Vũ Thanh chuyên làm việc này, nhìn mấy cảnh này đã quen rồi. Nhưng Hoàng Thiên thì vẫn không quen cho lắm. Cậu Thiên, tất cả đã giải quyết xong rồi, chúng ta đi về thôi. Lúc này Vũ Thanh đang xin chỉ thị tiếp theo của Hoàng Thiên. Rút. Hoàng Thiên gật đầu. Vũ Thanh đã phái người tìm ra lối vào kia rồi, lối vào rất bí mật, nếu để Hoàng Thiên từ từ tìm không biết đến khi nào mới có thể tìm thấy. Rất nhanh, đoàn người đã thoát khỏi cái hố lớn này, lên được đến đỉnh núi. Gió trên núi từng trận kéo đến khiến cho Hoàng Thiên rùng mình. Nhưng trong lòng cũng vô cùng sảng khoái, một khoảng thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng giải quyết được triệt để đám người cặn bã của nước Nhật này. Chỉ còn hai đứa con của Matsushima Nobuo là Matsushima Dero và Matsushima Chiro vẫn chưa trả giá. Hai tên cặn bã này, một đã bị Hoàng Thiên đánh gãy tay chân, người còn lại thì bị đánh gãy cả hai chân, hẳn là không thể đứng dậy nữa. Nhưng nếu đợi đến lúc bọn họ hồi phục, không chừng lại tiếp tục gây chuyện nữa. Nghĩ như vậy, Hoàng Thiên cũng không muốn để lại tai họa về sau. Bắt Matsushima Dero và Matsushima Chiro lại, tống giam bọn họ với Nobuo Matsushima và Yumi Matsushima, cho cả gia đình đoàn tụ đi. Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh. Vũ Thanh gật gật đầu, hai đứa con của gia tộc Matsushima này, Vũ Thanh cũng biết, muốn bắt bọn họ, dễ như trở bàn tay. Đoàn người trở về thành phố Bắc Ninh, lần này có thể nói là toàn thắng. Những nguy cơ bên mình đã được loại bỏ, trong lòng Hoàng Thiên thoải mái hơn nhiều. Cũng đã chạng vạng, một mình Hoàng Thiên về nhà. Lâm Ngọc An ở nhà một mình, cô vô cùng lo lắng cho Hoàng Thiên. Thấy Hoàng Thiên về, Lâm Ngọc An vô cùng vui mừng. Hoàng Thiên, không gặp rắc rối gì chứ? Lâm Ngọc An lo lắng hỏi Hoàng Thiên. Anh không sao. Hoàng Thiên mỉm cười, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Lâm Ngọc An. Hôm nay Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bắc và Quản gia Trần đến đây, bọn họ không gọi điện cho anh được nên tìm đến nhà. Lâm Ngọc An nhẹ giọng nói. Hoàng Thiên nghe xong có chút ngạc nhiên, Quản gia Trần là dạng người không có chuyện gì sẽ không đến nhà, sao ông ấy lại đến đây? Nói chung, Hoàng Thiên không muốn liên hệ với Quản gia Trần. Bởi vì Quản gia Trần đang ở Hà Nội cùng với cha anh là Hoàng Văn Thành. Mà Hoàng Thiên thì không thích cuộc sống ở Hà Nội, anh chỉ muốn ở lại thành phố Bắc Ninh. Một khi mà liên lạc với Quản gia Trần, nói không chừng sẽ bị kêu quay lại Hà Nội. Vừa định hỏi Quản gia Trần tới đây làm gì, Hoàng Thiên đột nhiên nghĩ ra ngày mốt là sinh nhật của cha mình. Mặc dù đã rời khỏi nhà gần 10 năm rồi, nhưng ít nhất Hoàng Thiên vẫn ghi nhớ sinh nhật của cha mình. Dù mâu thuẫn và oán giận giữa anh và cha có nhiều đến đâu chăng nữa thì rốt cuộc vẫn là tình cha con, xương có gãy vẫn liền với gân. Quản gia Trần và ông Bắc đến đây có nói chuyện gì không? Hoàng Thiên hỏi Lâm Ngọc An. Họ nói ngày mốt là sinh nhật của cha, hỏi xem anh có trở về Hà Nội không? Lâm Ngọc An nói. Hoàng Thiên gật đầu, ngày quan trọng như vậy, đương nhiên phải trở về rồi. Được, em sẽ về cùng với anh. Lâm Ngọc An nhẹ giọng nói. Hoàng Thiên khẽ cười nói, anh còn tưởng là em không thích đi cùng anh cơ. Sao lại vậy chứ, dù gì em cũng là con dâu của cha anh. Một ngày quan trọng như vậy mà em không về thì đúng là quá vô tâm mà. Lâm Ngọc An mỉm cười. Vậy chúng ta nghỉ ngơi sớm rồi sáng mai lên đường. Hoàng Thiên nói. Lâm Ngọc An dịu dàng nép vào vòng tay của Hoàng Thiên, giống như một chú chim non nép vào lòng người. Trong lòng Hoàng Thiên vẫn rất xúc động, nghĩ lại mối quan hệ căng thẳng giữa mình với vợ hồi trước, thật sự không ngờ lại sẽ có ngày hôm nay. Đúng lúc này, Lương Mạnh Bắc gọi điện thoại tới.
Cậu chủ, cậu về rồi sao? Giọng nói khẩn thiết của Lương Mạch Bắc truyền đến. Về rồi, ông Bắc, quản gia Trần có đang ở chỗ ông không? Hoàng Thiên hỏi. Có, tôi đang uống trà với quản gia Trần đây này. Cậu chủ, ngày mai cậu có về Hà Nội không? Lương Mạnh Bắc vẫn chưa yên tâm nên hỏi lại Hoàng Thiên lần nữa. Về chứ, ông nói với quản gia Trần là ngày mai chờ tôi là được. Vâng, 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 được rồi cậu chủ, vậy thì quá tốt rồi. Lương Mạnh Bắc hưng phấn đồng ý, ông ấy thật sự sợ rằng Hoàng Thiên sẽ không chịu trở về. Qua một đêm bình yên vô sự, sáng sớm hôm sau, Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An thu dọn hành lý xong thì đợi Lương Mạnh Bắc đích thân lái xe đến đón. Đến tập đoàn quốc tế toàn cầu, quản gia Trần mặc một bộ đồ kiểu nhà đường sớm đã đứng ở đó chờ đón. Nhìn thấy Hoàng Thiên, quản gia Trần vui mừng đến mức nước mắt trào ra. Kể từ khi tìm thấy Hoàng Thiên, chỉ mới tiếp xúc với Hoàng Thiên trong mấy ngày ngắn ngủi, đã lại phải xa cách. Bây giờ, cuối cùng cũng có thể gặp lại cậu chủ lần nữa. Cậu chủ, chuyên cơ đã chuẩn bị xong, chúng ta xuất phát thôi. Quản gia Trần cúi đầu hành lễ trước Hoàng Thiên và xin chỉ thị. Đi thôi. Hoàng Thiên gật đầu. Cậu chủ, mợ chủ, xin mời. Quản gia Trần cung nghênh Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, và cùng bọn họ đi lên một chiếc trực thăng chuyên dụng. Trưa ngày hôm đó, bọn họ đã đến Hà Nội. Sau khi trở về ngôi nhà đã rời xa từ lâu, Hoàng Thiên cũng không biết cảm xúc của mình đang như thế nào. Những ký ức tuổi thơ từ từ ùa về, đúng là có cả cay đắng lẫn ngọt ngào. Mặc dù gặp rất nhiều tai ương nhưng Hoàng Thiên không hề oán trách số phận chớ trêu. Dù sao nếu không có những trắc trở này thì anh và Lâm Ngọc An đã không gặp nhau, tất cả đều là vận mệnh, đều là duyên số. Thiên! Hoàng Văn Thành nghe tin thì vội vàng chạy ra, nhìn thấy Hoàng Thiên thì vui mừng khôn xiết. Cha! Hoàng Thiên thưa hỏi Hoàng Văn Thành, nhìn thấy cha vẫn còn sung sức như vậy, Hoàng Thiên càng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cha, anh ta là ai vậy? Đúng lúc này, một thanh niên chừng 20 tuổi, hai tay đút trong túi quần, bước ra khỏi một căn phòng, đi vào trong phòng khách. Nam thanh niên này khá đẹp trai, ăn mặc bảnh bao, toàn thân đều là đồ hiệu. Nhìn thấy thanh niên này đi vào, nét mặt Hoàng Văn Thành thay đổi, trở nên có chút xấu hổ. Chiết, lại đây, cha đang chuẩn bị giới thiệu với con, đây là Hoàng Thiên, là anh trai của con. Hoàng Văn Thành âu yếm nhìn người thanh niên, giới thiệu với cậu ta. Cậu thanh niên liếc mắt xéo Hoàng Thiên một cái, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Có thể nói rằng, cậu ta hoàn toàn không thèm để ý tới Hoàng Thiên, thậm chí còn trưng ra dáng vẻ chán ghét Hoàng Thiên. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Ngọc An đứng bên cạnh Hoàng Thiên thì trong mắt nam thanh niên hiện lên hai tia sáng, theo bản năng cậu ta nuốt một ngụm nước bọt. Thật là đẹp, với một nhan sắc tuyệt trần như Lâm Ngọc An, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng đều không khỏi rung động. Hoàng Thiên có chút sững sờ, tên thanh niên tên chiết này gọi Hoàng Văn Thành là cha, đây là tình huống gì vậy? Thiên à! Đây là em trai của con, Minh Chiết. Hoàng Văn Thành chỉ vào cậu thanh niên rồi nói với Hoàng Thiên. Em trai con. Hoàng Thiên thực sự kinh ngạc, mẹ kế Tiêu Đông Mai đúng là đã sinh ra một đứa con trai, nhưng đã chết yểu từ sớm. Trong khoảng thời gian Hoàng Thiên bỏ đi là đã chết rồi, đây hoàn toàn là sự thật. Sao lại chui ra một đứa em trai chứ? Nó từ đâu đến vậy? Cha, con còn có em trai sao? Hoàng Thiên nghi ngờ nhìn Hoàng Văn Thành. Khuôn mặt già nua của Hoàng Văn Thành nóng lên, cười nói, quản gia Trần, ông giải thích với Thiên đi. Quản gia Trần cũng có chút mất tự nhiên, hắn giọng nói, cậu chủ, Minh Chiết là đứa con riêng bên ngoài của ông chủ. Cậu ấy nhỏ hơn cậu 2 tuổi, từ trước đến nay luôn sống cùng mẹ. Mà hiện tại mẹ cậu ấy đã qua đời, trước khi mất dặn dò cậu ấy tới tìm cha. Nói đến đây, quản gia Trần nhìn Hoàng Thiên, muốn xem phản ứng của Hoàng Thiên thế nào. Quản gia Trần thật sự sợ rằng Hoàng Thiên sẽ tức giận. Dù sao trong những gia đình giàu có, máu mủ tương tàn là chuyện bình thường. Vì để tranh giành quyền thừa kế mà đã gây ra rất nhiều bi kịch cho gia đình. Hoàng Thiên đứng đó yên lặng lắng nghe, vẻ mặt vẫn không chút dao động. Không phải là anh không tức giận, mà là sức kiềm chế của anh khá tốt. Kiềm chế quá lâu, con người sẽ trở nên kiên nhẫn hơn, sức chịu đựng sẽ cao hơn người thường. Điều khiến Hoàng Thiên tức giận là ba mình quá trăng hoa. Hoàng Minh Chiết này nhỏ hơn anh 2 tuổi, chứng tỏ là lúc anh mới 2 tuổi, Hoàng Minh Chiết này đã được sinh ra. Mà khi anh 2 tuổi, mẹ vẫn còn sống trên đời, thế mà cha lại đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt rồi sao? Còn có đứa con riêng bên ngoài này nữa, vẫn luôn giấu giếm mẹ anh, e là cho đến khi chết mẹ anh cũng không biết chuyện này. Về phần tranh giành quyền thừa kế, Hoàng Thiên lại không hề nghĩ tới. E hèm, Thiên à,
về cơ bản thì con cũng hiểu đúng không, tình hình chính là tình hình như vậy đó. Hoàng Văn Thành ho khan vài tiếng, có chút ngượng ngùng nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ổn định lại tâm trạng, dù sao ngày mai cũng là sinh nhật của cha, anh cũng không muốn khiến cho cha mình không vui. Hơn nữa sự việc đã đến nước này, đổ lỗi cho ba cũng chẳng còn ích gì. Con hiểu rồi. Hoàng Thiên gật đầu. Hoàng Văn Thành khá bất ngờ, còn tưởng rằng Hoàng Thiên sẽ trách móc mình vài câu. Thiên, là cha có lỗi với mẹ con vì chuyện này. Nếu con muốn trách cha thì cứ nói đi. Hoàng Văn Thành thở dài một hơi, nghiêm túc nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thực sự không ngờ rằng cha sẽ nói những điều như vậy ngay trước mặt đám đông. Với thân phận của ông ta, không dễ dàng gì mà nói ra những câu này. Lúc Hoàng Thiên đang định an ủi Hoàng Văn Thành một chút, nhưng vào lúc này, Hoàng Minh Chiết lại lên tiếng. Ha ha, làm gì có đạo lý con trai đi trách móc cha mình. Cha cho Hoàng Thiên mặt mũi hơi quá rồi đấy. Ngay khi Hoàng Minh Chiết nói câu này, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Không ai nghĩ rằng thằng nhóc này sẽ nói ra những lời như vậy. Hoàng Thiên cũng không ngờ rằng em trai cùng cha khác mẹ của mình lại nói ra những lời như vậy, ý tứ rất khiêu khích. Ai đã cho cậu ta can đảm đó chứ? Vừa mới đến đã ngông nghênh như vậy rồi. Không được ăn nói sằng bậy, Minh Chiết, con lễ phép một chút đi. Hoàng Văn Thành trừng mắt nhìn Hoàng Minh Chiết, có điều là trong mắt vẫn mang theo ánh nhìn thương yêu. Hoàng Thiên có thể nhìn ra rằng cha anh rất thích đứa con hoang này. Cũng có thể là xuất phát từ sự áy náy, dù gì mấy năm nay Hoàng Minh Chiết cũng không được sống ở nhà họ Hoàng. Còn Hoàng Thiên, tốt xấu gì thì tuổi thơ của anh ấy cũng đã trải qua trong nhà họ Hoàng. Nhưng bản chất của Hoàng Thiên và Hoàng Minh Chiết không giống nhau, Hoàng Thiên là cậu chủ danh chính ngôn thuận của nhà họ Hoàng, còn Hoàng Minh Chiết này thì chỉ là nhân vật nhỏ vô danh. Mặc dù vậy, Hoàng Văn Thành vẫn cảm thấy đau buồn cho đứa con riêng của mình, ánh mắt không thể che giấu nổi điều đó. Ha ha, cha à, không phải con vô lễ đâu, chẳng qua là con chỉ trêu đùa anh Thiên một chút thôi, ha ha. Hoàng Minh Chiết cười lớn tiếng, sau đó tiến tới gần Hoàng Thiên thêm vài bước. Anh Thiên, vừa rồi chỉ trêu anh một chút thôi, anh sẽ không giận em chứ. Hoàng Minh Chiết đi tới nắm chặt lấy tay Hoàng Thiên với vẻ mặt thành khẩn. Hoàng Thiên sửng sốt, anh không ngờ Hoàng Minh Chiết lại lật mặt nhanh như vậy, vừa rồi còn đang có vẻ mặt khinh khỉnh mà bây giờ lại trở nên nhiệt tình như vậy. Nhìn kỹ lại, Hoàng Minh Chiết thật sự không có vẻ gì là đang giả bộ, vẻ thân thiết trong mắt cũng thật sự không giống như đang cố tình trưng ra. Không đáng để giận. Hoàng Thiên cũng cười nhẹ với Hoàng Minh Chiết, vỗ vỗ vai cậu ta. Nhìn thấy cảnh này, Hoàng Văn Thành mỉm cười hài lòng, trong lòng vô cùng vui vẻ. Điều khiến ông ta lo lắng nhất là hai anh em không hợp nhau, nhưng bây xem ra là ông ta đã lo lắng quá nhiều. Quá tốt rồi, tình anh em quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Sau này các con nhất định phải hòa thuận với nhau đó. Hoàng Văn Thành cười ha ha, nói với Hoàng Thiên và Hoàng Minh Chiết. Hoàng Thiên không nói gì, cũng không nghĩ thêm nhiều. Nhưng cái miệng nhỏ của Hoàng Minh Chiết lại rất giỏi nói chuyện. Lúc này cậu ta liền nói với Hoàng Văn Thành, cha đừng lo lắng, con và anh Thiên là người thân, trên đời này ngoại trừ cha ra thì làm gì còn ai khác quan trọng với con hơn anh Thiên nữa đâu. Con nhất định sẽ hòa hợp với anh ấy. Tốt, rất tốt. Hoàng Văn Thành mỉm cười nhẹ nhõm. Anh Thiên, đây là chị dâu à? Cuối cùng thì Hoàng Minh Chiết cũng không nhịn được, vừa nhìn về phía Lâm Ngọc An vừa hỏi Hoàng Thiên. Đúng vậy. Hoàng Thiên nói. Chào chị dâu. Trong mắt Hoàng Minh Chiết hiện lên vẻ tham lam, nhưng ngay sau đó cậu ta đã trở lại bình thường, bộ dạng như một chính nhân quân tử. Lâm Ngọc An cũng không quan tâm lắm, nhìn thấy chồng còn có một người em trai, thực ra cô cũng khá mừng cho Hoàng Thiên. Dù gì, trên đời này, Hoàng Thiên không có anh chị em, cảm thấy thật cô đơn. Dẫu sao thì Hoàng Linh cũng không phải là em gái ruột của Hoàng Thiên. Có thêm một em trai cùng cha khác mẹ này cũng tốt hơn là một mình một cõi. Chào cậu Chiết. Lâm Ngọc An mỉm cười với Hoàng Minh Chiết và chào hỏi một cách lịch sự. Nhưng nụ cười lại không được hay cho lắm. Hoàng Minh Chiết nhìn đến không muốn rời mắt, bởi vì Lâm Ngọc An cười lên trông thật là quyến rũ. Hoàng Minh Chiết lúc này giống như là đang phải chịu cực hình. Cậu ta chỉ có thể cố gắng ngừng suy nghĩ lung tung, tiếp tục duy trì nụ cười. Quản gia Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, ông cũng mừng cho Hoàng Văn Thành sao hai người con trai có thể hòa thuận với nhau, đó là một khởi đầu tốt. Sau khi mọi người tán gẫu một hồi, Hoàng Thiên phát hiện Hoàng Minh Chiết này thật ra cũng không tồi. Cậu ta ăn nói khéo léo hơn nữa còn thể hiện sự chân thành. Nhưng mà Hoàng Thiên cũng không hoàn toàn hạ thấp cảnh giác, dù sao anh cũng chưa quá thân thuộc và hiểu biết hết về Hoàng Minh Chiết.
Càng huống hồ, với thân phận là cậu chủ chân chính của nhà họ Hoàng của anh, theo lý mà nói thì Hoàng Minh Chiết phải sinh ra lòng ghen ghét với anh mới đúng. Cho dù là mời vừa gặp thân thiết với nhau, thì cuối cùng ắt cũng phải trở mặt. Đối với lợi ích khổng lồ trước mắt, anh em ruột cũng sẽ trở mặt với nhau, huống chi là anh em cùng cha khác mẹ. Một ngày cứ thế trôi qua, buổi tối, Hoàng Minh Chiết đến phòng Hoàng Thiên để tìm Hoàng Thiên. Anh Thiên, em vào được không? Hoàng Minh Chiết lễ phép hỏi Hoàng Thiên. Mời vào. Hoàng Thiên nói. Hoàng Minh Chiết mở cửa bước vào phòng của Hoàng Thiên. Nhìn thoáng qua thấy Hoàng Thiên đang đọc tiểu thuyết trên bàn làm việc. Còn Lâm Ngọc An thì đang ngồi bên mép giường. Sau khi liếc mắt nhìn lên người Lâm Ngọc An vài cái, Hoàng Minh Chiết không dám nhìn nữa bởi vì sợ nghiệt, sợ tâm tư trong lòng hỗn loạn. Ngồi đi. Hoàng Thiên cười với Hoàng Minh Chiết và ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống. Hoàng Minh Chiết kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười với Hoàng Thiên, anh Thiên, lát nữa chúng ta ra ngoài uống rượu đi. Hoàng Thiên sững sờ một lúc, nói, muốn uống rượu thì ở nhà uống thôi, bên ngoài ồn ào lắm. Hây hây, bầu không khí khác hẳn mà. Gần đây tối nào em cũng đến quán bar, môi trường của quán bar này rất tốt, anh và chị dâu cũng nên đi thử một lần xem sao. Hoàng Minh Chiết mời mọc Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự không muốn đi ra ngoài, dù sao ngày mai cũng là sinh nhật của cha anh, còn có rất nhiều người thân, bạn bè. Tối nay mà uống rượu đến khuya thì e rằng ngày mai anh sẽ không dậy nổi. Thấy Hoàng Thiên do dự, Hoàng Minh Chiết đứng dậy tiến lại gần Hoàng Thiên, anh Thiên, có người nói hai anh em chúng ta không hợp nhau, nhất định sẽ tranh giành quyền lực, em không tin. Họ còn nói em là cần hoang, chắc chắn là anh và chị dâu sẽ coi thường em. Nói đến đây, Hoàng Minh Chiết còn lau lau nước mắt. Điều này, Hoàng Thiên thật sự không ngờ tới Hoàng Minh Chiết lại xúc động mạnh như vậy, nước mắt nói rơi là rơi ngay. Lâm Ngọc An cũng không ngờ rằng Đường Đường là một thanh niên mà lại còn khóc. Có nghĩa là đang thật sự thương tâm, nếu không thì sao có thể khóc ra thật chứ? Đừng để ý đến lời đàm tiếu của người khác, sau này chúng ta sẽ chung sống hòa thuận cho bọn họ thấy là được rồi. Hoàng Thiên vỗ vỗ vai, an ủi Hoàng Minh Chiết. Vì vậy em muốn đi uống một ly với anh Thiên và chị dâu, để những người nhiều chuyện kia thấy rằng quan hệ giữa anh em chúng ta không như bọn họ nghĩ. Để bọn họ tự tát vào mặt mình. Hoàng Minh Chiết hưng phấn nói. Hoàng Thiên thực sự có chút bất lực. Nhìn tình huống này, nếu anh còn không đồng ý, Hoàng Minh Chiết thật sự sẽ suy nghĩ nhiều, hơn nữa có khi sẽ đau lòng. Nhìn thấy Hoàng Minh Chiết lại sắp khóc, Lâm Ngọc An thấy mềm lòng, nói với Hoàng Thiên, Hoàng Thiên, hay là chúng ta cùng đi đi, về sớm một chút là được, sẽ không làm ảnh hưởng gì nhiều đâu. Được rồi Ngọc An, nhưng em không được uống rượu. Hoàng Thiên dặn dò. Lâm Ngọc An gật đầu, cô ấy đang mang thai nên đương nhiên không thể sơ suất với đứa bé trong bụng được. Hoàng Minh Chiết nghe vậy liền ngừng khóc. Anh Thiên, chị dâu, mọi người thật tốt với em. Sau này em nhất định sẽ là một đứa em tốt, mọi người yên tâm. Bộ dạng của Hoàng Minh Chiết trông rất cảm động, nói với Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Đừng nói những chuyện này nữa, chúng ta đi thôi, ra ngoài chơi quan trọng nhất là phải vui vẻ, em đừng động một chút là khóc nữa. Hoàng Thiên nói với Hoàng Minh Chiết. He he, yên tâm đi anh Thiên, em đảm bảo sẽ không khóc nữa. Hoàng Minh Chiết mỉm cười, ra khỏi phòng cùng với Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Sau khi ra ngoài, Hoàng Minh Chiết lái một chiếc Rolls Royce đưa Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đến quán Ba Thanh Điệp nổi tiếng nhất ở Hà Nội. Trên đường đi, Hoàng Minh Chiết thỉnh thoảng liếc mắt qua kính chiếu hậu để nhìn Lâm Ngọc An, trong lòng đã sớm ngứa ngáy khó chịu. Hừ hừ, Hoàng Thiên à Hoàng Thiên, đêm nay coi như mày xui xẻo đi. Lúc này, trong lòng tên nhóc Hoàng Minh Chiết quả thật là có chút thăng trầm. Lâm Ngọc An hấp dẫn đến mức khiến cậu ta hoàn toàn bị choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hơn nữa, từ lâu cậu ta đã muốn ra tay với Hoàng Thiên, từ khi biết được Hoàng Thiên sẽ trở về Hà Nội để tổ chức sinh nhật cho Hoàng Văn Thành, cậu ta đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Đêm nay, vừa hay một mũi tên bắn chết hai con chim, vừa giải quyết được Hoàng Thiên và vừa giải quyết được thèm muốn đối với Lâm Ngọc An. Đương nhiên, ra tay với Lâm Ngọc An chỉ là động cơ nhất thời. Cậu ta chỉ mới có kế hoạch như vậy từ lúc ban ngày khi nhìn thấy Lâm Ngọc An. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An làm gì biết được trong lòng thằng nhóc Hoàng Minh Chiết này lại lên kế hoạch như vậy. Lòng người là thứ khó đề phòng nhất, chẳng ai thấy được trong bụng người khác nghĩ gì cả. Tên nhóc Hoàng Minh Chiết này rất giỏi diễn xuất và giả tạo, muốn nhận ra tâm địa bẩn thỉu của cậu ta thì thật sự không dễ dàng. Anh Thiên, cuộc sống của anh ở Bắc Ninh như thế nào? Trong khi lái xe, Hoàng Minh Chiết nhiệt tình trò chuyện với Hoàng Thiên. Cũng bình thường thôi. Hoàng Thiên thản nhiên nói.
Hai, hay là anh sớm trở về Hà Nội đi, hai anh em chúng ta có thể ở gần nhau, thường xuyên ra ngoài chơi thì tốt biết bao. Hoàng Minh Chiết rất nghiêm túc nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự không ngờ rằng Hoàng Minh Chiết sẽ đưa ra đề nghị như vậy. Theo lẽ thường, người em trai này Lý ra phải rất e dè việc anh trở lại Hà Nội mới đúng chứ. Dù gì nếu chỉ có một mình nó ở bên cạnh cha thì càng dễ dàng nhận được tình thương hơn, nói không chừng sau này quyền thừa kế nhà họ Hoàng cũng sẽ là của nó. Đây không phải là Hoàng Thiên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng mà thực tế chính là như thế, chuyện tranh đấu trong các gia đình giàu có không phải là chuyện tầm thường, những người bình thường khác hoàn toàn là không thể tưởng tượng được sự tàn khốc của việc này. Nhưng Hoàng Thiên thì không phải như vậy, bởi vì anh đã bị tổn thương ngay từ khi còn nhỏ. Lâm Ngọc An rất thông minh, đương nhiên cô có thể nghĩ tới vấn đề này, cho nên cô cảm thấy Hoàng Minh Chiết có chút kỳ quái. Đương nhiên, cũng có khả năng rằng Hoàng Minh Chiết quả thực là người thuần hậu, không có quá nhiều tham vọng và mưu mô. Anh đã quen với cuộc sống ở Bắc Ninh, không nghĩ đến việc quay trở lại Hà Nội. Hoàng Thiên rất bình tĩnh nói. Thực ra đây cũng là lời trong tận đáy lòng của Hoàng Thiên, anh từ chối cuộc sống ở Hà Nội bởi vì nơi này đã để lại cho anh quá nhiều ám ảnh tuổi thơ. Hoàng Minh Chiết thầm hừ lạnh một tiếng trong bụng, theo cậu ta thấy, Hoàng Thiên này thật gian xảo, không thành thật. Cậu ta không tin Hoàng Thiên sẽ không đề phòng cậu ta, cam lòng giao cho cậu ta toàn bộ gia nghiệp của nhà họ Hoàng. Ha ha, anh cả, anh và chị dâu cứ dứt khoát ở lại đây đi, đừng quay về thành phố Bắc Ninh nữa. Nơi đó sao có thể so được với Hà Nội chứ? Hơn nữa, cha càng ngày càng lớn tuổi, anh trở về lo việc kinh doanh của gia đình một chút, sau này cũng tiện cho việc thừa kế sản nghiệp nhà họ Hoàng. Hoàng Minh Chiết cười, tỏ vẻ thản nhiên nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không khỏi ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. Thật là bất ngờ, em trai cùng cha khác mẹ của anh lại hào phóng như thế sao? Không hề nghĩ tới việc tranh giành quyền thừa kế một chút nào sao? Theo lẽ thường, điều này rất khó xảy ra. Tuy rằng Hoàng Thiên không nghĩ tới việc tranh giành quyền lực, cho dù Hoàng Văn Thành có chia đôi tài sản của gia đình rồi chia đều cho anh và Hoàng Minh Chiết, anh cũng sẽ không có ý kiến gì. Nhưng mà rất hiếm có người không có tham vọng như Hoàng Thiên. Cho nên Hoàng Thiên nghe được Hoàng Minh Chiết chủ động nói những lời như vậy, trong lòng anh cảm thấy rất bất ngờ. Ha ha, em Chiết, em không muốn thừa kế gia sản của nhà họ Hoàng sao? Em phải biết là gia sản của nhà của chúng ta có giá trị hàng trăm tỷ đó. Hoàng Thiên cười ha ha hỏi Hoàng Minh Chiết. Thật ra là Hoàng Minh Chiết muốn thăm dò Hoàng Thiên một chút thôi, sao cậu ta lại không muốn kế thừa gia sản của nhà Hoàng chứ? Nằm mơ cậu ta cũng nghĩ về nó nữa kìa. Hơn nữa, Hoàng Thiên chính là cây đinh trong mắt, cái gai trong thịt của cậu ta, không diệt trừ thì không được. Ha ha, anh Thiên nói cái gì vậy chứ? Từ ngày sinh ra, em chưa từng ở nhà họ Hoàng, thậm chí trừ ba ra thì không có ai biết trong nhà họ Hoàng còn có một Minh Chiết như em. Em chỉ là một đứa con ngoài giá thú, không danh chính ngôn thuận, làm gì có tư cách kế thừa nhà họ Hoàng được chứ? Hoàng Minh Chiết cười cười, nhìn Hoàng Thiên. Lời này nói nghe đau xót quá cơ, ha ha. Hoàng Thiên bật cười sau khi nghe điều này. Trong lòng anh đã có tính toán rồi. Cậu em trai Hoàng Minh Chiết này cũng quá mưu mô và tâm cơ, nói chuyện còn hay hơn hát, nhưng kỳ thực là lời trong lòng thì không giống như vậy. Qua gương chiếu hậu, Hoàng Thiên đã nhìn thấy bộ dạng khi nói chuyện của Hoàng Minh Chiết, đôi mắt đẹp của cậu ta đảo qua đảo lại rõ ràng là chỉ có những kẻ gian xảo mới có thể có được ánh mắt đó. Người gian xảo như vậy, làm gì có chuyện không nghĩ cho bản thân mình, làm sao có thể rộng lượng như vậy được. Dù sao Hoàng Thiên cũng không tin đâu. Lâm Ngọc An cũng không tin, cô cũng thấy Hoàng Minh Chiết là loại người rất có tâm cơ. Khuôn mặt hiện rành rành ra hết, và ánh mắt cũng không thể che giấu được. Anh cả, chị dâu, gần đây em thường xuyên lui tới quán bar này, môi trường rất tốt, chúng ta đi vào trải nghiệm một chút nhé. Lúc này Hoàng Minh Chiết đã dừng xe lại, mỉm cười nói với Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Nhìn thấy Hoàng Minh Chiết cười ranh mãnh như vậy, Hoàng Thiên thấy khá là phản cảm. Hiện tại anh có chút hối hận, đáng ra không nên ra ngoài cùng với Hoàng Minh Chiết. Thật là vô nghĩa khi đi uống rượu với loại người này. Có điều đến thì cũng đã đến rồi, vì vậy chỉ có thể vào trong xem sao, Hoàng Thiên dắt tay Lâm Ngọc An đi vào quán bar. Chỉ vừa tới đêm mà bên trong quán bar đã có rất nhiều khách rồi. Ngoài môi trường thượng lưu ra, bên trong có rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp, đó cũng là yếu tố chính để thu hút khách hàng. Hoàng Minh Chiết không kêu người phụ nữ nào qua bồi. Dù gì Hoàng Thiên cũng đi cùng với Lâm Ngọc An, cho nên điều này không cần thiết. Còn Hoàng Minh Chiết, mục đích đêm nay cậu ta tới đây cũng không phải là để vui chơi đàn đúm. Rất nhanh sau đó, Hoàng Minh Chiết đã gọi rất nhiều rượu vang, mặt đối mặt với Hoàng Thiên ăn uống no say.
Tửu lượng của Hoàng Thiên khá ổn, cộng thêm việc Hoàng Minh Chiết mời rượu, Hoàng Thiên cũng không từ chối, sớm đã lót bụng xong một chai rượu vang. Chị dâu, chị cũng uống chút đi. Hoàng Minh Chiết thấy Lâm Ngọc An vẫn chưa nhập cuộc nên mỉm cười thuyết phục. Chị dâu cậu đang mang thai không uống được rượu. Hoàng Thiên nói. Ồ, ha ha, vậy thì xin chúc mừng anh Thiên sắp được làm cha. Hoàng Minh Chiết bật cười, mặt tươi như hoa. Trong lòng Hoàng Thiên cũng rất vui mừng, nghĩ đến năm nay đã có thể làm cha, không cần nghĩ cũng có thể biết tâm trạng của anh sẽ như thế nào. Trong vô thức, Hoàng Thiên và Hoàng Minh Chiết mỗi người đã uống cạn thêm một chai rượu vang nữa. Hoàng Thiên, uống ít một chút. Lâm Ngọc An khuyên nhủ Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu, trước giờ anh không phải là kẻ nát rượu, biết rằng rượu mà uống quá nhiều sẽ làm trì hoãn rất nhiều việc. Làm gì có chuyện uống ít lại, ha ha, chị dâu chỉ cứ mặc kệ tụi em đi, để cho anh Thiên và em uống thỏa thuê một chút. Hoàng Minh Chiết cười nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An cũng không tiện thuyết phục nữa, nhưng Hoàng Thiên rất nghe lời vợ, lúc này anh kiên quyết không uống nữa. Đủ rồi Minh Chiết, chúng ta nói chuyện chút nữa rồi về nhà thôi. Hoàng Thiên nói với Hoàng Minh Chiết. Ha ha, vậy cũng được anh Thiên, chúng ta nói chuyện thêm một lúc. Có điều về nhà thì còn hơi sớm, bởi vì tôi chỉ sợ anh không thể về được thôi. Hoàng Minh Chiết cười giễu cợt một tiếng, nhìn Hoàng Thiên một cách bỡn cợt. Mình không về nhà được. Hoàng Thiên nghe vậy lập tức nhíu mày, vì tuy rằng anh đã uống hai chai rượu, nhưng dựa vào tửu lượng của anh mà nói, đây căn bản cũng không đáng bao nhiêu, thế nhưng, câu nói này của Hoàng Minh Chiết, nghe sao cũng cảm thấy có ẩn ý bên trong lời nói. Mà dáng vẻ cười lạnh lùng của thằng nhãi này, nhìn thôi cũng đã cảm thấy trong lòng không thoải mái. Lâm Ngọc An cũng ngẩn người, bởi vì cô phát hiện Hoàng Minh Chiết giống như đã biến thành người khác. Nụ cười lạnh lùng tà ác gian xảo trên mặt kia, thực sự khiến người khác thấy kinh hãi. Câu này của cậu có ý gì? Hoàng Thiên nhìn chằm chằm Hoàng Minh Chiết, lạnh lùng hỏi. Ha ha, tôi không có ý gì cả, chỉ muốn anh ở đây thêm một lúc nữa, đừng vội về nhà. Hoàng Minh Chiết lạnh lùng cười ha ha. Khóe miệng cong lên, ôm lấy cánh tay. Không ổn. Hoàng Thiên đột nhiên cảm thấy, đầu óc anh choáng váng, không nhấc nổi mí mắt. Nụ cười nham hiểm trên mặt của Hoàng Minh Chiết, dần dần trở nên mơ hồ trong mắt của Hoàng Thiên, giống như bị say bí tỉ, sự tỉnh táo càng ngày càng mơ hồ không rõ. Sao lại xảy ra chuyện này? Chút rượu này, không đến mức vậy. Hoàng Thiên nhân lúc bản thân vẫn còn một chút tỉnh táo, anh vẫn ý thức được, là do Hoàng Minh Chiết giở trò. Không lẽ là trong rượu đã bị bỏ thuốc? Nhưng rượu này đều là của quán bar, đều chưa bị mở, Hoàng Minh Chiết động tay động chân như nào? Trong lòng Hoàng Thiên nghi ngờ không hiểu nổi, nhưng đã buồn ngủ không thể chịu nổi nữa, cuối cùng liền nằm gục ở trên bàn. Ha ha, anh Thiên anh dậy đi, uống say rồi à? Hoàng Minh Chiết cười ha ha, còn lay lay cánh tay của Hoàng Thiên. Vẻ mặt của Lâm Ngọc An bắt đầu trở nên nghiêm túc, tửu lượng của Hoàng Thiên như thế nào, trong lòng cô rất rõ. Chồng của mình, tuyệt đối không thể nào mới chỉ uống hai chai rượu vang đỏ, đã say đến mức bất tỉnh nhân sự. Mà tên Hoàng Minh Chiết này, cười gian ác thế kia, chắc chắn là không tốt lành gì. Lâm Ngọc An nghĩ đến đây, trong lòng cô trào dâng chút ớn lạnh, vội vàng tới gọi Hoàng Thiên, muốn gọi Hoàng Thiên dậy. Ha ha, chị dâu chị đừng phí sức lực, anh Thiên của tôi thật sự là tửu lượng kém, anh ấy uống say rồi. Hoàng Minh Chiết cười híp mắt nói, còn giơ tay ra nắm lấy tay của Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An vội vã rút tay lại, cô đã hoàn toàn nhận ra rõ ràng Hoàng Minh Chiết là người như thế nào rồi, thằng nhãi này, lại to gan đến như vậy. Tôi đưa anh cậu về nhà trước. Lâm Ngọc An nói xong, định đỡ Hoàng Thiên dậy, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, tránh xa Hoàng Minh Chiết. Nếu không thì, người này quá nguy hiểm. Lâm Ngọc An không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Ha ha, đừng lo lắng mà Ngọc An, nếu đưa về thì cũng là tôi đưa anh Thiên về nhà. Chúng ta cùng về nhà mới đúng. Hoàng Minh Chiết điên cuồng cười ha ha, nói năng rất tùy tiện với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An vô cùng tức giận, tên Hoàng Minh Chiết này cũng thật không ra gì, Ngọc An là tên cậu ta được gọi sao? Chồng ơi, anh tỉnh dậy đi, chúng ta về nhà. Lâm Ngọc An nhấc cánh tay của Hoàng Thiên lên, cô chỉ muốn mau chóng gọi Hoàng Thiên tỉnh lại. Không ích gì đâu, tôi đã nói rồi, anh Thiên anh ấy uống nhiều rồi, phải giải rượu trước mới được. Hoàng Minh Chiết lạnh lùng hừ một tiếng, đẩy Lâm Ngọc An sang một bên. Hoàng Minh Chiết, tôi và anh Thiên của cậu tự về nhà là được, cậu tự lái xe về đi. Lâm Ngọc An nói xong, liền lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện cho quản gia Trần. Cô đã mơ hồ cảm nhận được, tình huống có thể sẽ thực sự không ổn. Không ngờ được,
Hoàng Minh Chiết lại cướp lấy điện thoại của Lâm Ngọc An, căn bản là không cho cô cơ hội để gọi điện thoại. Cậu làm gì vậy? Lâm Ngọc An hét lớn. Tôi nói chị không nghe rõ phải không? Chuyện đàn ông, đến lượt đàn bà như chị quản sao? Tôi và anh Thiên của tôi uống chút rượu, chị đi theo phá rối cái gì? Vẻ mặt Hoàng Minh Chiết u ám, chỉ tay vào Lâm Ngọc An trách mắng một trận. Lâm Ngọc An thực sự rất tức giận, cô vừa định nói mấy câu với Hoàng Minh Chiết, thế nhưng đúng lúc này, một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi mặc đồ tây đi đến. Ô, cậu chủ Chiết, khách cậu mời đến uống say rồi. Người đàn ông mặc đồ tây khom người, rất khách sáo hỏi Hoàng Minh Chiết. Đúng thế, anh ấy uống nhiều rồi, ngủ rồi. Hoàng Minh Chiết cười lạnh lùng nói. Anh là giám đốc ở đây sao? Làm phiền anh giúp tôi gọi một chiếc xe, tôi và chồng tôi muốn về nhà. Lâm Ngọc An giấy lên một tia hy vọng, nói với người đàn ông mặc đồ tây này. Vì cô đã nhận ra, người đàn ông mặc đồ tây này là nhân viên phục vụ của quán bar, nhìn cách ăn mặc có lẽ là giám đốc gì đó của quán bar. Người đàn ông mặc đồ tây nhìn Lâm Ngọc An, cười lạnh lùng nói, người đẹp, cô đừng vội, tôi phải nghe ý kiến của cậu chủ Chiết. Nói xong, người đàn ông mặc đồ tây mỉm cười nói với Hoàng Minh Chiết, cậu chủ Chiết, cậu định xử lý vị khách say rượu này như nào? Giúp tôi tìm một căn phòng yên tĩnh chút, để anh ta nghỉ ngơi thoải mái một chút, tỉnh rượu rồi thì về nhà. Hoàng Minh Chiết nói với người đàn ông mặc đồ tây. Vâng, thưa cậu chủ Chiết, người đàn ông mặc đồ tây trả lời rất sung sướng, Hoàng Minh Chiết nói gì thì nghe nấy. Anh ta còn vẫy tay gọi hai nam phục vụ đến, đỡ Hoàng Thiên đi lên trên tầng. Nói là đỡ, nhưng đúng hơn là kéo đi, bởi vì Hoàng Thiên đã hoàn toàn mất ý thức. Lâm Ngọc An sốt ruột, cô sao có thể không nhận ra, thằng nhãi Hoàng Minh Chiết này lòng lang dạ sói, có khi còn muốn làm hại Hoàng Thiên. Chồng tôi không cần nghỉ ngơi, các người buông anh ấy ra. Lâm Ngọc An đuổi theo, muốn ngăn cản hai người phục vụ nam kia. Trong mắt của hai phục vụ nam, tất cả đều hiện ra vẻ ác nghiệt, khóe miệng là nụ cười lạnh lùng. Làm cho Lâm Ngọc An sợ hết hồn, trong lòng cô lại càng sợ hãi, hai người phục vụ nam này, hoàn toàn không giống với nhân viên phục vụ của quán bar, khuôn mặt hung ác, ánh mắt hung tàn đó, giống như kẻ liều mạng vậy. Người đàn ông mặc đồ tây kia, cũng là một vẻ mặt độc ác, trợn mắt nhìn Lâm Ngọc An không có chút ý tốt nào. Lâm Ngọc An biết, tình hình đêm nay thực sự nghiêm trọng. Tên Hoàng Minh Chiết này, rất có khả năng đã lên kế hoạch kỹ càng từ trước, muốn ra tay với cô và Hoàng Thiên. Mắt nhìn thấy Hoàng Thiên bị kéo lên tầng 2, Lâm Ngọc An vội vàng lao lên, cô phải bảo vệ Hoàng Thiên. Hoàng Minh Chiết ở phía sau nhìn vóc dáng động lòng người của Lâm Ngọc An, lạnh lùng cười ha ha. Mẹ nó, còn không cần tôi phải bắt cô lên, cô đã tự đi lên. Hoàng Minh Chiết nhìn chằm chằm Lâm Ngọc An, trong lòng thầm đắc ý. Rất nhanh, Hoàng Thiên đã bị kéo lên đến tầng 2, cửa của một căn phòng được mở ra từ bên trong, ngay sau đó người đàn ông mặc đồ tây liền dẫn theo hai nhân viên phục vụ nam, kéo Hoàng Thiên vào trong phòng. Dừng tay, các người rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Ngọc An hét lên đuổi theo, vừa định đi theo vào căn phòng đó, nhưng đúng lúc này tóc của cô lại bị ai đó túm lấy từ phía sau. Nghiêng đầu nhìn, lại là một người đàn ông một mắt túm lấy. Lâm Ngọc An vừa định hét lên, miệng của cô đã bị bịt lại, sau đó người đàn ông một mắt đá văng cửa của một căn phòng khác ra, lôi Lâm Ngọc An vào trong. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên đang ở trong căn phòng kia. Hoàng Thiên bị ném xuống đất, có mấy người đứng xung quanh anh. Người đàn ông mặc đồ tây dẫn theo hai người phục vụ nam, mặt cười lạnh lùng đứng đó. Còn người ban nãy mở cửa cho đám người đàn ông mặc đồ tây này, là một lão già 70-80 tuổi. Lão già này ăn mặc rất sang trọng, khuôn mặt gầy gò, hai con mắt nhỏ ti hí lại càng tỏa ra nét tinh ranh. Lão già nhìn Hoàng Minh Chiết đứng ở phía đối diện, cười đắc ý nói, cậu chủ Chiết, cậu làm việc thật đúng là rất có hiệu quả. Hoàng Minh Chiết vừa nghe lão già nói như vậy, anh ta liền cười ha ha như điên. Ngài Trường, chuyện ông căn dặn, sao tôi dám sơ suất? Bộ dạng muốn lấy lòng của Hoàng Minh Chiết, nhìn lão già này. Rất tốt, cậu chủ Chiết tài giỏi như vậy, lão già này dám cam đoan, nhà họ Hoàng sau này, cậu chắc chắn sẽ là người thừa kế duy nhất, ha ha. Lão già ha ha cười lớn, bước đến vỗ vỗ vào vai Hoàng Minh Chiết. Hoàng Minh Chiết nghe những lời này, cậu ta vui sướng đến phát điên. Trở thành người thừa kế duy nhất của nhà họ Hoàng. Đây là việc cậu ta mơ ước cầu mong, hòn đá ngáng chân duy nhất, chính là Hoàng Thiên. Ngài Trường, việc này ông hãy giúp tôi chuẩn bị kỹ càng một chút. Trong mắt cha già của tôi không chỉ có mỗi bụi cát, nếu ông ta mà biết tôi làm như này với Hoàng Thiên, chắc chắn sẽ trừng phạt tôi. Làm không tốt, tôi còn bị đuổi khỏi nhà họ Hoàng.
Hoàng Minh Chiết có chút không yên lòng nói với lão già. Ông già hừ một tiếng, tức giận nói, cậu chủ Chiết cậu yên tâm được rồi. Thằng nhãi Hoàng Thiên này, hại con trai con dâu còn cả cháu trai cháu gái của tôi, mẹ kiếp tất cả đều bị đưa đến châu Phi. Đêm nay tôi sẽ xử lý món nợ này với cậu ta. Ngài Trường, ông muốn giết Hoàng Thiên. Hoàng Minh Chiết có chút căng thẳng, hỏi lão già. Nếu Hoàng Thiên thực sự chết ở nơi này, Hoàng Minh Chiết cũng không tránh khỏi có liên quan, bởi vì cậu ta cùng Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An tới quán Ba Thanh Điệp, chuyện này không giấu được mọi người. Cậu đừng sợ, tôi đã nghĩ xong đường lui câu cậu rồi, đợi lát nữa giết chết Hoàng Thiên, chúng ta lại dùng khổ nhục kế, cậu hãy chịu khổ một chút, quay về nói là bị bọn người xã hội đen đánh, Hoàng Thiên bị đánh chết rồi, cậu cũng đã bị thương, thế nào? Lão già mỉm cười nham hiểm, đưa ra ý kiến cho Hoàng Minh Chiết. Vậy Lâm Ngọc An thì sao? Cô ta đã nhìn thấy mọi chuyện rồi. Hoàng Minh Chiết hỏi lão già. Cùng giết chết, ha ha, không lẽ cậu còn muốn để cho vợ của Hoàng Thiên sống trên đời? Lão già cười ha ha nham hiểm, hỏi Hoàng Minh Chiết. Hoàng Minh Chiết có hơi lưỡng lự, tên nhãi này đã thực sự say mê Lâm Ngọc An rồi, bảo anh ta giết Lâm Ngọc An, anh ta thật sự có chút không nỡ. Không nỡ sao, ha, so sánh với tài sản nghìn tỷ của nhà họ Hoàng, một con đàn bà đáng gì? Chỉ cần cậu thừa kế được tài sản của nhà họ Hoàng, thì còn không có các loại gái đẹp sao? Lão già cười lạnh lùng nói. Được rồi, vậy thì làm như vậy đi. Tuy nhiên, tôi phải nếm thử trước đã. Hoàng Minh Chiết hèn hạ cười ha ha, quay người định rời khỏi căn phòng này. Ha ha, đi 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 đi, thằng nhãi nhà cậu, thật đúng là một tên phong lưu. Lão già cười đều ha ha, ra hiệu cho Hoàng Minh Chiết đi nhanh lên. Hoàng Minh Chiết sớm đã không thể đợi được nữa. Ra khỏi căn phòng này, chạy thẳng đến căn phòng mà Lâm Ngọc An đang ở. Ông chủ, xử lý thằng họ Hoàng này như thế nào? Người đàn ông mặc đồ tây hiện lên nét hung ác trong ánh mắt, hỏi lão già. Lấy một chậu nước lạnh, dội nước cho thằng họ Hoàng này tỉnh lại trước đã. Mẹ nó, ông đây muốn giày vò hành hạ nó một trận. Không thể để nó chết mà không có chút đau đớn nào, như vậy thì quá dễ dàng cho nó rồi. Lão già hùng hùng hổ hổ dặn dò người đàn ông mặc đồ tây. Người đàn ông mặc đồ tây trả lời lại một tiếng, đi ra ngoài lấy nước lạnh. Không lâu sau, tên này bưng một chậu nước lạnh đến, dội lên đầu Hoàng Thiên. Ngay lập tức, Hoàng Thiên bị dội nước tỉnh lại. Cảm thấy đau nhức trong đầu, nhưng bây giờ ý thức của Hoàng Thiên đã tỉnh táo lại. Từ dưới đất đứng lên, người đàn ông mặc đồ tây kia đột nhiên bay tới đá một phát, đạp vào bụng Hoàng Thiên. Bịch một tiếng, Hoàng Thiên không kịp trở tay, bị đạp ngã nằm dưới đất. Cảm thấy cuồn cuộn đảo lộn trong bụng. Hoàng Thiên đau đến mức nhíu mày. Vì vừa tỉnh lại, đầu vẫn còn hơi choáng váng, lại thêm việc người đàn ông mặc đồ tây thực sự là một tên tài giỏi hiếm thấy, cú đá này đá quá ác liệt, Hoàng Thiên lại không né tránh được. Lão già lạnh lùng nhìn Hoàng Thiên nằm bò trên mặt đất. Ông ta lạnh lùng hừ mấy tiếng. Đối với tên đàn em mặc đồ tây, lão già vẫn rất có lòng tin, biết chắc bất kể thế nào thì Hoàng Thiên cũng không phải đối thủ của người đàn ông mặc đồ tây này. Hoàng Thiên, không ngờ tới chứ gì. Mày cũng có ngày hôm nay. Mặt lão già đầy giận dữ, trừng mắt nhìn Hoàng Thiên hét lớn. Hoàng Thiên nhìn lão già này, rất lạ mặt, không biết là người nào. Ông là ai? Hoàng Thiên hỏi lão già. Cho mày chết rõ ràng, tao tên Lương Thiện Trường, Lương Thiên Vũ là cháu trai của tao, Lương Ngọc Lan là cháu gái của tao. Hừ hừ, bây giờ mày đã biết tao là ai rồi chứ? Giọng nói Lương Thiện Trường lạnh lùng, hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong thì chấn động trong lòng, ầm ĩ cả nửa ngày trời, lão già này là ông nội của Lương Thiên Vũ. Anh nhớ lại lúc trước đây khi trở về Hà Nội, người bạn thuở nhỏ Lương Thiên Vũ, lại cấu kết với cậu cả Phan Hạo nhà họ Phan, ba lần bảy lượt muốn lấy mạng của mình. Cuối cùng anh không thể nhịn được nữa, khiến cho Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan, còn cả cha mẹ của Lương Thiên Vũ, cả đám người Phan Hạo, tất cả đều phải ở châu Phi, ở đó đào mỏ. Thực sự không thể ngờ. Ông nội của Lương Thiên Vũ lại xuất hiện, không lẽ lão già này và Hoàng Minh Chiết có liên quan đến nhau? Hoàng Thiên có quá nhiều mối nghi ngờ trong lòng, lúc này anh lạnh lùng nhìn Lương Thiện Trường, nói, ông và Hoàng Minh Chiết quen nhau. Ha ha, tao nói này Hoàng Thiên, mày không cần hỏi nhiều như vậy, mày chỉ cần biết, mày sắp không được làm đàn ông nữa, ngoài ra, tao sẽ đưa mày đến một nơi mà không ai tìm được, từ từ trừng trị mày. Khuôn mặt Lương Thiện Trường đầy dữ tợn, đừng thấy lão già này đã lớn tuổi. Thế nhưng lại là một người tàn nhẫn. Lúc này Hoàng Thiên đã hoàn toàn lấy lại được tỉnh táo, còn cơ thể cũng đã khôi phục bình thường. Lương Thiện Trường nói những điều này, Hoàng Thiên lại không để bụng cho lắm,
bây giờ điều anh lo lắng nhất là vợ đang ở đâu. Lâm Ngọc An không ở bên cạnh, lại không thấy bóng dáng Hoàng Minh Chiết kia đâu, Hoàng Thiên thực sự toát hết mồ hôi vì vợ. Từ trên mặt đất bò dậy, Hoàng Thiên lạnh lùng nói với Lương Thiện Trường, bây giờ tôi không có thời gian quan tâm đến ông, nói đi, vợ tôi đang ở đâu. Ha ha ha, thằng ngu xuẩn này còn nhớ đến vợ của nó chứ. Người đàn ông mặc đồ tây kia cười gần ha ha. Lương Thiện Trường cũng mỉm cười hèn hạ, nói với Hoàng Thiên, vợ mày đang ở cùng với cậu chủ Chiết, ha ha. Có khi là, bây giờ đầu mày đã bị mọc sừng rồi đó. Lời nói này, giống như một con dao, đâm thẳng vào trong lòng Hoàng Thiên. Bị âm mưu bỏ thuốc, bị dội nước lạnh, Hoàng Thiên đều không quá tức giận. Thế nhưng vừa nghe thấy vợ đã xảy ra chuyện, đây quả thực là đang muốn ép Hoàng Thiên giết người. Nói, cô ấy ở đâu? Hoàng Thiên quát to một tiếng, dùng tốc độ cực nhanh ép sát Lương Thiện Trường. Cái địch, Lương Thiện Trường cũng sợ hết hồn, ông ta không thể ngờ tốc độ của Hoàng Thiên lại nhanh đến thế, tốc độ này thật là kinh khủng. Không đợi Hoàng Thiên ra tay với Lương Thiện Trường, người đàn ông mặc đồ tây giống như đã được gắn lò xo, vèo một cái chạy vọt tới. Chặn ở ngay trước mặt Hoàng Thiên, khuôn mặt của người đàn ông mặc đồ tây đầy vẻ nham hiểm, cười gằn nói, thằng họ Hoàng, còn muốn đánh ông chủ của bọn tao sao? Chỉ dựa vào mày, ha ha, không phải là tao cười nhạo mày, mày sẽ rất nhanh chóng bị tao đánh cho thành chó. Hoàng Thiên lòng như lửa đốt, nào có tâm trạng để đấu nước bọt với tên mặc đồ tây chết tiệt này. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng tìm được Lâm Ngọc An, cách duy nhất, chính là bắt lão già Lương Thiện Trường này phải nói ra. Chỉ thấy trong mắt Hoàng Thiên lóe lên tia sắc bén, đột nhiên bay tới đá một phát, dồn sức đạp vào điểm yếu phần dưới cơ thể của người đàn ông mặc đồ tây. Hoàng Thiên vốn tưởng rằng, cú đá này của mình chắc chắn sẽ đạp trúng điểm yếu của tên mặc đồ tây. Thế nhưng anh không ngờ được, người đàn ông mặc đồ tây lại không dễ đối phó, tên này lại khá là có thực lực. Vèo một cái, cơ thể của người đàn ông mặc đồ tây giống như được gắn lò xo, lại bắn ngang ra ngoài, vô cùng nhanh nhẹn tránh được cú đá này của Hoàng Thiên. Mặc dù khá nhẹ nhàng tránh né được, nhưng tên mặc đồ tây cũng kinh hãi không nhẹ, gã ta đã nhận ra, thực lực của Hoàng Thiên cũng khá là mạnh, tuyệt đối không được khinh thường. Chân của Hoàng Thiên đạp vào khoảng không, cơ thể có chút không vững, trong lòng bất giác thầm kêu không ổn. Bịch! Người đàn ông mặc đồ tây đột nhiên vụt chân, càn quét đá trúng ngực Hoàng Thiên. Á! Hoàng Thiên kêu lên một tiếng, lại bị người đàn ông mặc đồ tây đá trúng. Hai lần liên tiếp bị tên mặc đồ tây đá trúng, Hoàng Thiên cũng đã hoàn toàn nổi giận. Hơn nữa, bây giờ anh đang lo lắng cho Lâm Ngọc An, chỉ muốn nhanh chóng giết hết, gặp được Lâm Ngọc An. Ha ha! Cũng có bản lĩnh đấy, tuy nhiên đêm nay mày khó thoát khỏi cái chết. Người đàn ông mặc đồ tây lạnh lùng cười ha ha, sau đó bay người lên, dùng đầu gối dồn sức từ trên xuống dưới hướng vào mặt Hoàng Thiên. Chiêu này quá độc ác, chỉ cần đánh trúng Hoàng Thiên chắc chắn sẽ chết luôn. Hoàng Thiên cũng kinh hãi, phản ứng theo bản năng, dùng tốc độ cực nhanh của anh, cả người xoay tròn, nó được chiêu này. Rắc, một tiếng giòn giã, sàn nhà bị chiêu này của tên mặc đồ tây đánh nát một miếng nhỏ. Có thể thấy lực của chiêu này rất mạnh mẽ, nếu đánh trúng mặt Hoàng Thiên, xương cốt của Hoàng Thiên đều sẽ bị vỡ nát. Tên mặc đồ tây đau đến há hốc miệng, đập phải vật cứng như này, gã ta cũng đau. Mẹ kiếp, cùng xông lên, giết chết nó. Lương Thiện Trường ở bên cạnh hét to lên, kêu hai người đàn ông mặc đồ nhân viên phục vụ cũng xông lên. Thật ra nào có phải nhân viên phục vụ, tất cả đều là cao thủ do Lương Thiện Trường tìm đến. Hai người đàn ông này là đàn em của là người đàn ông mặc đồ tây cũng là những người rất lợi hại. Ngay lập tức, ba người cùng bao vây xung quanh Hoàng Thiên, Hoàng Thiên vừa đứng dậy, đã gặp phải tấn công nhanh. Hoàng Thiên cũng thực sự có chút bực mình rồi, anh không có thời gian ở đây phí sức, chỉ có thể mau chóng giải quyết trận này. Ngoài ra rốt cuộc Lương Thiện Trường lẻ như thế nào, Hoàng Thiên cũng không có thời gian để làm rõ những chuyện này. Anh chỉ có thể nhanh chóng đánh bại đám người mặc đồ tây này, lao ra ngoài tìm Lâm Ngọc An. Nhưng lúc này anh đang bị bao vây, muốn lao ra ngoài nào có dễ dàng như vậy. Ba người đàn ông mặc đồ tây tấn công càng ngày càng nhanh, tất cả đều tấn công đến những vị trí điểm yếu của Hoàng Thiên, rõ ràng là muốn lập tức kết liễu mạng sống của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng đã nhận ra, những người này đến để lấy mạng anh. Lúc này Hoàng Thiên lại càng tức giận trong lòng, nếu đối phương muốn lấy mạng anh đương nhiên cũng không thể nương tay nữa. Bịch! Chỉ thấy Hoàng Thiên đột nhiên nhằm trúng cơ hội. Dồn sức đá một cú, đạp vào điểm yếu phía dưới cơ thể của một tên. Á á! Tên đàn ông này đau đến gào thét đau đớn, dầm một tiếng ngã xuống dưới đất. Đau đớn kịch liệt, khiến gã ta không thể chịu nổi,
lập tức bị hôn mê bất tỉnh. Người đàn ông mặc đồ Tây vô cùng kinh ngạc, gã ta không thể ngờ ba người cùng liên kết, lại bị Hoàng Thiên đánh ngã mất một người. Việc này thật sự. Hoàng Thiên, địt mẹ mày tự tìm cái chết. Người đàn ông mặc đồ Tây tức giận chửi mắng, đấm mạnh một cú vào thẳng mặt Hoàng Thiên. Mắt của Hoàng Thiên cũng đã thực sự hoàn toàn đỏ ngầu, dùng hết những bản lĩnh mà Vũ Thanh dạy cho anh, phát huy vô cùng sắc nét. Trên thế giới này, nếu nói về thực lực đọ sức cận chiến, Vũ Thanh tuyệt đối là đứng thứ nhất thứ hai. Thầy giỏi có trò giỏi, mặc dù thực lực của Hoàng Thiên kém hơn một chút so với Vũ Thanh, nhưng cũng tuyệt đối là đủ mạnh. Thấy người đàn ông mặc đồ Tây vung đấm tới, lần này Hoàng Thiên không né tránh, mà lại đột nhiên đưa bàn tay ra, dùng khả năng nhanh như chớp chặn cú đấm này lại. Cơ thể người đàn ông mặc đồ Tây vặn vẹo, suýt thì bổ nhào ra ngoài. Hoàng Thiên tóm lấy cơ hội tuyệt vời này, lúc này đầu gối dồn sức đập vào bụng của người đàn ông mặc đồ Tây. Bịch! A! À. Tên mặc đồ Tây đau đớn không thôi, cú đầu gối sắt này của Hoàng Thiên, khiến cho gã ta chịu đựng tới mức sắp phun cả phổi ra ngoài. Một người đàn ông khác từ phía sau, đấm một cú mạnh vào phía sau đầu của Hoàng Thiên. Bịch! Á á! Tên này bị Hoàng Thiên đá chân sau trúng vào, kêu thảm thiết bắn ngược ra ngoài, cả người nặng nề đâm vào tường, ngồi liệt dưới đất. Quẹ quẹ! Tên này không kiềm chế được, phun máu từ trong miệng, rõ ràng là đã bị nội thương nghiêm trọng. Nhìn thấy tất cả việc này, lão già Lương Thiện Trường hít sâu một hơi lạnh. Ông ta vốn tưởng rằng tìm được đám người đàn ông mặc đồ Tây, đêm nay chắc chắn có thể giải quyết được Hoàng Thiên, nhưng lại không thể ngờ Hoàng Thiên mạnh như vậy. Mắt nhìn thấy tình hình không ổn, Lương Thiện Trường chuẩn bị tông cửa xông ra, tránh được cơn sóng gió này đã rồi tính sau. Sao Hoàng Thiên có thể để lão già này chạy thoát được? Anh đối diện với người đàn ông mặc đồ Tây đang đứng thẳng người, tàn nhẫn đạp một cú. Dầm! Tên mặc đồ Tây này bị Hoàng Thiên đạp một phát trúng quai hàm, nằm thẳng cẳng dưới đất, hôn mê bất tỉnh. Cú đá này của Hoàng Thiên đá cũng khẽ trao, một cú trúng ngay điểm yếu của tên mặc đồ Tây. Lúc này Hoàng Thiên không có tâm trạng đâm thêm nhát đau nữa, lao nhanh ra ngoài cửa, tóm lấy tóc của Lương Thiện Trường. Lương Thiện Trường đầu tóc bạc trắng, tóc cũng khá dài, bị Hoàng Thiên túm chặt lấy, không thể cựa quậy. Đồ hỗn láo! Lương Thiện Trường tức giận mắng to, cũng không quay đầu lại mà vung cùi chỏ, muốn tự giải cứu cho bản thân. Hoàng Thiên sớm đã có đề phòng, lúc này một tay còn lại túm lấy cánh tay của Lương Thiện Trường, sau đó đạp một phát vào sau lưng Lương Thiện Trường. Dầm! Ai ra mẹ ơi! Lương Thiện Trường gào lên một tiếng, một con chó gặm cứt, ngã xuống dưới đất, bốn chiếc răng cửa vốn bị lung lay, đã hoàn toàn gãy hẳn, miệng đầy máu. Hoàng Thiên thực sự tức giận không kìm lại được, lão già này, lại cùng một ruột với Hoàng Minh Chiết, thật là quá đáng ghét. Đừng động đậy. Chân của Hoàng Thiên giẫm trên lưng của Lương Thiện Trường. Hoàng Thiên, mày dám động vào tao, tao sẽ khiến mày chết không toàn thây. Lương Thiện Trường sợ hãi nói lớn, ông ta đang muốn đe dọa Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đang trong cơn tức giận, sao có thể bị ông ta đe dọa? Lão già, yên ổn sống 2 năm không tốt sao, lại cứ phải đến tìm đường chết. Hoàng Thiên giận dữ nói, tàn nhẫn giẫm 2 phát, vào sau lưng của Lương Thiện Trường. Khiến cho Lương Thiện Trường bị giẫm thê thảm, lão già này trực tiếp gào khóc, đã không chịu nổi nữa. Nếu Hoàng Thiên lại thêm 2 phát, thì thực sự sẽ khiến Lương Thiện Trường bị giẫm chết. Đừng giẫm nữa, đừng giẫm nữa, Hoàng Thiên, chúng ta làm hòa đi. Lương Thiện Trường quay đầu hét to với Hoàng Thiên. Nghe xong lời này, Hoàng Thiên thực sự tức giận không có chỗ chút. Lão già này, muốn đánh thì đánh, muốn hòa thì hòa. Đúng là nằm mơ. Nói, vợ tao đang ở đâu? Hoàng Thiên giận dữ hỏi. Lương Thiện Trường không muốn nói cho Hoàng Thiên, ông ta biết Lâm Ngọc An đang ở ngay trong căn phòng đối diện, nhưng ông ta sẽ không nói cho Hoàng Thiên, còn muốn Hoàng Minh Chiết thực hiện được ý đồ. Nếu Hoàng Minh Chiết đã được như ý, thì Hoàng Thiên không phải đã bị cắm sừng sao? Vậy thì Lương Thiện Trường cũng coi như chút được cơn giận. Sao tao biết được vợ mày đang ở đâu? Hoàng Thiên, mày mau chóng thả tao ra, ở Hà Nội tao là người có thân thế. Lương Thiện Trường lớn tiếng quát Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vừa định cho Lương Thiện Trường biết tay một chút, nhưng vào đúng lúc này, cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra. Trong khi cửa mở, bên trong truyền ra tiếng kêu cứu hoảng sợ của Lâm Ngọc An. Nhưng cửa nhanh chóng đã bị người ta dùng sức đóng lại. Chuyện này, Hoàng Thiên thật sự tức điên, quả nhiên vợ đã bị người ta khống chế. Bang! Hoàng Thiên kéo Lương Thiện Trường đến cửa phòng, đột nhiên đạp cửa phòng một phát. Một màn trước mắt lập tức khiến Hoàng Thiên tức giận. Chỉ thấy quần áo Lâm Ngọc An hỗn loạn, tóc tai bù xù, hiển nhiên tóc cũng bị người ta kéo tới nỗi không thể tưởng tượng.
Có một người đàn ông trốn mắt khoanh tay, tựa bên trên cửa sổ, cười bỉ ổi ở đó, thưởng thức tất cả chuyện này. Hoàng Minh Chiết kia vô lễ với Lâm Ngọc An, liều mạng muốn túm Lâm Ngọc An lên giường. Hoàng Thiên, cứu em. Trên mặt Lâm Ngọc An đều là nước mắt, hoảng sợ gọi tên Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự nổi giận, một phát đạp Lương Thiện Trường lăn xa, chạy tới chỗ Lâm Ngọc An. Vừa muốn đạp bay tên Hoàng Minh Chiết đáng chết này, nhưng đúng lúc, người đàn ông trốn mắt bay ra ngăn cản Hoàng Thiên. Họ Hoàng, mày thật sự có tài, anh trai tao vậy mà không chế ngự được mày. Người đàn ông trốn mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Thiên nói. Hổ đen, chơi chết nó, chơi chết nó, tiền không thành vấn đề. Đúng lúc này, Lương Thiện Trường nằm dưới đất không dậy nổi ở một bên hét lên với người đàn ông trốn mắt. Người đàn ông trốn mắt này có biệt danh là Hổ Đen, tên mặc vest vừa ra tay với Hoàng Thiên kia gọi là Rồng Đen, bọn họ là hai anh em ruột. Đều làm thuê cho Lương Thiện Trường tới đối phó Hoàng Thiên. Ha ha, ngài Trường, ông yên tâm đi, họ Hoàng này nhanh thôi sẽ biến thành người chết. Hổ Đen cười ha ha âm hiểm một trận, sau đó bàn tay chậm rãi vươn ra phía sau. Hoàng Thiên biết tối nay không thể nương tay, chỉ cần có khả năng thì phải chơi chết đám điên này. Ha! Hoàng Thiên đột nhiên vung nắm đấm lên, đối mặt Hổ Đen, hung hăng nện một quyền. Tốc độ phản ứng của Hổ Đen cực nhanh, còn lợi hại hơn anh trai Rồng Đen của gã. Sau khi né tránh một quyền này của Hoàng Thiên, Hổ Đen nháy mắt rút ra một cái nĩa sau eo. Vũ khí này cũng có nhiều loại, nĩa ba răng, chiều dài chừng một thước, lóe lên ánh sáng màu bạc. Bù! Cái nĩa trong tay Hổ Đen vung lên, đột nhiên hướng tới cổ họng Hoàng Thiên. Cái nĩa này mài tương đối sắc bén, nếu thứ này tìm tới cổ họng Hoàng Thiên, một phát liền khiến Hoàng Thiên chảy máu. Chồng ơi, cẩn thận! Lâm Ngọc An giật mình hét lớn một tiếng, nhắc nhở Hoàng Thiên cẩn thận. Câm miệng, mẹ nó, ông đây sẽ xử lý cô ngay trước mặt Hoàng Thiên. Hoàng Minh Chiết mắng to một tiếng, đột nhiên tát Lâm Ngọc An một bạt tai. A! À, Lâm Ngọc An kêu lên đau đớn. Khóe miệng đã chảy máu, bị tát tới nỗi đầu choáng váng. Ha ha, cậu Chiết, anh nên thể hiện thái độ như vậy lâu rồi, làm gì để vợ Hoàng Thiên vùng vẫy lâu như vậy chứ? Hổ Đen cười bị ổi một trận, vừa ra tay với Hoàng Thiên, vừa cười với Hoàng Minh Chiết. Hoàng Thiên thật sự tức giận tới cực, vợ mình vậy mà bị Hoàng Minh Chiết này tát, còn tát ngay trước mặt anh. Càng đáng giận chính là Hổ Đen này rất khó đối phó, trong thời gian ngắn vẫn chưa thể đánh bại gã. Lương Thiện Trường này đã lấy lại sức, ông ta bò dậy từ dưới đất, nhìn thấy Hổ Đen nắm chắc như vậy, trong lòng Lương Thiện Trường như tiếp thêm sức mạnh. Ha ha, Hoàng Thiên à Hoàng Thiên, ông đã sớm muốn chơi chết mày, chẳng qua mày vẫn luôn ở thành phố Bắc Ninh, tên Vũ Thanh kia lại che chở mày như thế, ông không có cách nào ra tay mà thôi. Miệng Lương Thiện Trường lèm bèm, ở một bên bắt đầu hình thức niệm kinh, muốn rối loạn sự chú ý của Hoàng Thiên, khiến Hổ Đen có cơ hội để lợi dụng. Hoàng Thiên nghe đến nỗi thấy phiền. Chẳng qua anh cũng cố gắng không bị Lương Thiện Trường ảnh hưởng, chuyên tâm vật lộn với Hổ Đen. Ha ha ha, bây giờ ông trời thật sự có mắt, mày còn dám đến Hà Nội. Mẹ nó, hôm nay ông đây phải tra tấn mày cho tốt mới được, trước hết để mày nhìn vợ mày bị cậu Chiết đè, sau đó tao lại mời thêm mấy người tới, mày có tức không họ Hoàng kia? Nhanh thôi mày sẽ biến thành con rùa lông xanh lớn rồi. Lương Thiện Trường ở bên đây làm phiền, hận không thể lập tức chọc giận Hoàng Thiên, khiến tâm trí Hoàng Thiên rối loạn. Hoàng Thiên cũng nhìn ra ý đồ của Lương Thiện Trường, anh hết sức kiềm chế tập trung tư tưởng chiến đấu với Hổ Đen. Hổ Đen càng đánh càng kinh ngạc, gã thật sự không ngờ Hoàng Thiên vậy mà lợi hại như vậy, trong thời gian ngắn vẫn còn chưa bắt được Hoàng Thiên. Mẹ nó, thằng nhóc mày thật sự có bản lĩnh. Hổ Đen hùng hùng hổ hổi, gã đã có chút cuống cuồng. Hết cách, lấy thực lực của Hổ Đen, trước kia thật đúng là quang vinh gặp đối thủ. Cho nên đều quen thói kiêu ngạo. Bây giờ lâu lắm rồi vẫn chưa hạ được Hoàng Thiên, Hổ Đen đã vô cùng nôn nóng. Ha ha, Hổ Đen, anh không cần vội vàng chơi chết Hoàng Thiên đâu, trước hết để Hoàng Thiên thưởng thức cho kỹ một chút. Hoàng Minh Chiết cười bị ổi một trận, cậu ta có ý định giống như Lương Thiện Trường, chính là quấy nhiễu Hoàng Thiên, thỉnh thoảng kích thích Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vừa giao chiến với Hổ Đen, vừa nhìn tình huống Lâm Ngọc An bên kia. Giờ phút này cả người Hoàng Thiên cũng đầy tức giận. Chỉ thấy Hoàng Minh Chiết đã đẩy ngã Lâm Ngọc An ngã xuống đất, một hồi đấm đá cơ thể Lâm Ngọc An. Đá Lâm Ngọc An lăn lộn xuống đất, không ngừng kêu đau. Phải biết Lâm Ngọc An đang mang thai, nếu mà đá trúng bụng thì hậu quả khó mà lường được. Hoàng Minh Chiết, đồ bại hoại cặn bã nhà mày, dừng tay. Hoàng Thiên hoàn toàn nổi giận, giống lớn một tiếng, không để ý tới Hổ Đen nữa,
anh bay tới chỗ Hoàng Minh Chiết. Đụ má! Khiến Hoàng Minh Chiết giật nảy mình, thật sự sợ Hoàng Thiên xông tới. Dù sao cậu ta chẳng phải là cái thá gì, ở trước mặt Hoàng Thiên, cậu ta chính là đồ cặn bã thích bị ngược. Hừ, muốn qua cửa này của tao. Hổ đen hung dữ hừ một tiếng, bay lên ngăn cản Hoàng Thiên phía trước. Giờ phút này trong mắt Hoàng Thiên đều đỏ. Bây giờ anh chỉ muốn giết người. Phút, hổ đen vung nghĩa lên, quét tới mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cúi đầu xuống tránh thoát, lấy tốc độ nhanh nhất bắt lấy hổ đen, hung hăng nện một quyền. Bịch, ui ra. Hổ đen ngang ngược kiêu ngạo bị một quyền của Hoàng Thiên đánh trúng cằm, sau đó gã đau đến nỗi kêu lên một tiếng, thân thể ngã xuống đất. Cũng không phải hổ đen yếu, mà là một quyền này của Hoàng Thiên thực sự là quá nhanh và quá mạnh. Trong trạng thái tức giận, sức lực một quyền này của Hoàng Thiên như thế nào cũng biết, trực tiếp đánh nát cằm hổ đen. Hổ đen đau đến nỗi không muốn sống, trong mồm tất cả đều là máu. Vừa định vung cái nĩa lên lại, tay gã đã bị một chân của Hoàng Thiên đạp trúng. Răng rắc. Ui ra! Hổ đen đau đến nỗi hét thảm một tiếng, tay phải đã bị Hoàng Thiên dẫm nát. Bịch! Hoàng Thiên không nương tay chút nào, đá rồi lại đá một phát vào huyệt thái dương của hổ đen. Huyệt thái dương của hổ đen lập tức chịu một đòn nghiêm trọng, lập tức chết oan chết uống. Chuyện này! Hổ đen này vừa chết, hai người Lương Thiện Trường và Hoàng Minh Chiết đều sợ hãi không thôi, sững sờ tại đó. Trong lòng Lương Thiện Trường, hổ đen còn lợi hại hơn rồng đen, nhìn hết phim hạ. Ai có thể là đối thủ của hổ đen? Vốn cho rằng hổ đen chắc chắn có thể giải quyết Hoàng Thiên, nhưng không ngờ Hoàng Thiên lại giết chết hổ đen. Hổ đen chết rồi, còn ai có thể đấu lại được Hoàng Thiên? Lương Thiện Trường không dám nghĩ tiếp, ông ta biết chuyện lớn không ổn rồi, làm không tốt, cái mạng già này sẽ phải giao nộp rơi tại đây. Lúc này mắt Hoàng Thiên đã đỏ ngầu, sao có thể tha cho Lương Thiện Trường? Nghĩ tới đây, Lương Thiện Trường không nói hai lời, nhanh chóng chạy đến cửa sổ, nhảy ra khỏi cửa. Cái này, Hoàng Thiên đá chết hổ đen, vừa chút được một cơn giận, thì nhìn thấy Lương Thiện Trường nhảy cửa sổ chạy mất. Cũng rất là cạn lời, lão già Lương Thiện Trường này, lại từ tầng 2 nhảy xuống, tay già chân già, có thể chịu được cú ngã. Nhưng Hoàng Thiên cũng không dám đuổi theo ra ngoài, dù sao thì Lâm Ngọc An vẫn còn đang ở trong tay Hoàng Minh Chiết. Sao Hoàng Thiên dám rời khỏi nơi này? Mày đừng qua đây tao sẽ bóp chết cô ta. Hoàng Minh Chiết bóp chặt cổ Lâm Ngọc An. Trừng mắt đe dọa Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hận đến ngứa răng, sao anh có thể nghe lọt được, lúc này lao đến rất nhanh, đạp thẳng vào đầu của Hoàng Minh Chiết. Bịch, ái ra. Hoàng Minh Chiết đúng là một thằng ăn hại, đến tránh cũng không biết tránh, đầu bị Hoàng Thiên đá trúng một cú, ngã ngửa xuống dưới đất. Khụ khụ. Lâm Ngọc An ho kịch liệt, bị bóp không hề nhẹ. Ngọc An. Hoàng Thiên đau lòng ôm lấy Lâm Ngọc An, anh tự cảm thấy mình vô cùng đáng trách. Đêm nay suýt chút nữa trơ mắt nhìn vợ bị làm nhục, còn trơ mắt nhìn vợ bị thằng cặn bã Hoàng Minh Chiết này đánh. Đau lòng, loại mùi vị này, rất nhanh đã biến thành lửa giận. Chồng à, em không sao cả, anh đừng lo lắng cho em. Lâm Ngọc An khóc và nói với Hoàng Thiên, để Hoàng Thiên ôm thật chặt. Mẹ kiếp nhà mày. Lúc này Hoàng Minh Chiết đột nhiên nhặt lấy một chiếc gà tàn thuốc lá, đập về phía đầu của Hoàng Thiên, thằng nhãi này lại thừa lúc Hoàng Thiên không đề phòng, để đánh lén. Nhưng bản lĩnh này của cậu ta, sao có thể đánh trúng Hoàng Thiên? Chỉ thấy Hoàng Thiên duỗi tay, đã bắt được chiếc gạt tàn thuốc lá mà Hoàng Minh Chiết đang đập đến. Bịch! Sau khi cướp lấy chiếc gạt tàn vào trong tay, Hoàng Thiên trở tay đập vào đầu của Hoàng Minh Chiết. A! À, Hoàng Minh Chiết bị đập trúng đau đớn hét lên một tiếng, đầu lập tức chảy máu, ngất xỉu dưới đất. Hoàng Thiên đỡ Lâm Ngọc An dậy, đưa cô đến chỗ cửa sổ, nhìn một chút ra bên ngoài. Chỉ thấy dưới tầng có không ít người đang vây quanh, ban nãy Lương Thiện Trường nhảy cửa sổ chạy ra ngoài, khá là kinh động, bây giờ còn có không ít người dân buôn chuyện đang ở đó bàn luận sôi nổi. Thế nhưng, lại không thấy tung tích Lương Thiện Trường đâu, có lẽ là chạy trốn rồi. Quay đầu lại nhìn Hoàng Minh Chiết đang hôn mê, Hoàng Thiên nghiến chặt răng. Dẫn theo Lâm Ngọc An đến căn phòng lúc trước, Hoàng Thiên nhìn thấy, người đàn ông mặc đồ Tây còn có hai người đàn ông mặc đồ phục vụ, tất cả đều đang ngã nằm dưới đất. Còn đang trong trạng thái hôn mê. Hoàng Thiên trong cơn nóng giận, thực sự muốn giết chết tất cả bốn thằng cặn bã ấy cho xong. Chỉ thấy Hoàng Thiên nhặt lên một chiếc ghế, đi đến trước mặt người đàn ông mặc đồ Tây rồng đen. Vung ghế lên, Hoàng Thiên đang định đập vỡ đầu của rồng đen. Chồng ơi đừng! Lâm Ngọc An ngăn Hoàng Thiên lại, cô vô cùng lo lắng, không muốn để chồng của mình phải chịu án giết người. Ban nãy đánh chết hổ đen, có thể coi là tự vệ chính đáng.
Lâm Ngọc An cảm thấy vấn đề không lớn. Thế nhưng bây giờ, Rồng Đen và hai tên đàn em, ở trong trạng thái hôn mê, nếu Hoàng Thiên lại ra tay, thì không phải là cố ý giết người sao? Hoàng Thiên thì lại không quan tâm nhiều, dựa vào bối cảnh gia đình của anh, cho dù có làm thịt mấy tên cặn bã này thì đã làm sao? Mà hơn nữa, nếu không xử lý ổn mấy tên cặn bã này, tất cả đều là sát thủ chuyên nghiệp có án giết người trong người. Nhưng vợ ngăn cản, lập tức Hoàng Thiên cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Nếu giết mấy tên cặn bã này trước mặt Lâm Ngọc An chắc chắn sẽ lại càng bị kinh sợ, mất nhiều hơn được. Suy nghĩ một chút, Hoàng Thiên gọi điện thoại cho quản gia Trần. Trong điện thoại, Hoàng Thiên kể qua cho quản gia Trần nghe chuyện ở nơi này, để ông ấy đến xử lý hậu quả. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Thiên cũng không rời khỏi đây, mà lại nhìn đám người Hoàng Minh Chiết và Rồng Đen. Không bao lâu sau, quản gia Trần dẫn theo 7-8 người vệ sĩ của nhà họ Hoàng, vội vàng chạy đến. Cậu chủ, sao lại xảy ra chuyện như này vậy? Cậu chủ Chiết cậu ấy. Quản gia Trần nhíu chặt mày, ông ấy thật sự khó có thể tưởng tượng, Hoàng Minh Chiết lại làm ra loại chuyện này. Lòng người khó đoán, cũng do tôi không chú ý. Hoàng Thiên nghiến răng nói. Cậu chủ, vậy bây giờ cậu định làm như nào? Quản gia Trần hỏi ý kiến của Hoàng Thiên. Xử lý xác chết của Hổ Đen đi, ba người đám Rồng Đen, còn cả Hoàng Minh Chiết, đưa tất cả về hết cho tôi. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Mấy tên rác rưởi này đều dễ xử lý. Chỉ là Hoàng Minh Chiết, dù sao cậu ấy cũng là con trai của ông chủ. Cậu chủ, tôi rất khó xử chuyện này. Quản gia Trần nhìn Hoàng Thiên nói, ông ấy cũng thực sự khó xử, đối với ông ấy mà nói, Hoàng Thiên và Hoàng Minh Chiết đều là cậu chủ, ông ấy đều không dám đắc tội với người nào cả. Hoàng Thiên cũng rất hiểu cho quản gia Trần, lúc này anh suy nghĩ chút rồi nói, thế này đi. Ông đưa Rồng Đen và cả hai tên đàn em của gã, dẫn đến một nơi yên tĩnh chút, khi nào về tôi sẽ liên lạc lại với ông. Vâng thưa cậu chủ, chỉ cần là không phải tôi đối phó với cậu chủ Chiết, như nào cũng được. Quản gia Trần thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu hành động. Hoàng Thiên đi đến căn phòng đối diện, nhìn Hoàng Minh Chiết nằm dưới đất giống như con chó chết. Nhìn bản mặt của Hoàng Minh Chiết, Hoàng Thiên tàn nhẫn đạp mấy phát. Ui da mẹ ơi, đau chết tôi rồi. Hoàng Minh Chiết bị đau đến mức tỉnh lại, ngay khi vừa mở mắt, cậu ta đã nhìn thấy Hoàng Thiên. Sợ hãi đến mức cậu ta vội vã ngồi dậy, kinh hoàng nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, không biết Hoàng Thiên muốn làm gì cậu ta. Nhìn thấy bộ dạng chết dẫm của Hoàng Minh Chiết, Hoàng Thiên thực sự giận không nhịn được. Đứng dậy, theo tao về nhà. Hoàng Thiên nói giọng lạnh lùng với Hoàng Minh Chiết. Được được, anh Thiên, em theo anh về nhà, đi gặp cha. Hoàng Minh Chiết thở phào nhẹ nhõm, gắng nặn ra một nụ cười, gật đầu cúi người nói với Hoàng Thiên. Bốp, bốp, bốp. Hoàng Thiên kéo tóc của Hoàng Minh Chiết, ở cả hai bên trái phải, đều là những cú bạt tai tàn nhẫn. Nhưng lại trở nên hăng hái. Hoàng Thiên đánh cho Hoàng Minh Chiết phải gào khóc, phun ra từng chiếc răng cửa, một lúc phun ra được 20 chiếc răng. Lại nhìn Hoàng Minh Chiết, đã nghi ngờ cuộc sống này rồi. Răng gãy hết 2/3, sau này ăn cơm như nào? Chồng răng ăn đồ ăn không ngon, lại còn rất không được tự nhiên. Tuổi còn trẻ sau này sống thế nào? Trong lòng Hoàng Minh Chiết tan nát, buồn bực muốn đâm vào tường, nhưng sẽ lại càng đau đớn, cậu ta đã bị gãy răng đến hoang mang. Cho tới bây giờ, cuối cùng cậu ta đã biết được sự lợi hại của anh mình. Hối hận, rốt cuộc Hoàng Minh Chiết đã cảm nhận được sự hối hận, nếu sớm biết sẽ như thế này, cho dù thế nào cậu ta cũng sẽ không dám chọc vào Hoàng Thiên. Cho dù là sau này tài sản của nhà họ Hoàng chia làm hai, cậu ta chỉ lấy một nửa, cũng không muốn răng bị gãy nhiều như này. Anh Thiên, đừng đánh em nữa, em là em trai của anh đấy. Hoàng Minh Chiết khóc lóc nói với Hoàng Thiên. Nhìn thấy bộ dạng lươn lẹo này của Hoàng Minh Chiết, Hoàng Thiên lại càng nổi cơn giận. Bịch! Hoàng Thiên đấm một cú, đấm vào quai hàm của Hoàng Minh Chiết. Lập tức, hai chiếc răng còn lại ở bên trái của Hoàng Minh Chiết, cũng đã nghỉ việc vẻ vang. Anh Thiên, em đã thảm hại như này rồi, răng sắp rụng sạch rồi, anh đừng đánh em nữa. Hoàng Minh Chiết thực sự không chịu nổi nữa, nhăn nhó mặt, run rẩy cầu xin Hoàng Thiên tha thứ. Như này đã thảm rồi, tao nói cho mày biết, đây mới chỉ là bắt đầu. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Hoàng Minh Chiết, tức giận nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 24.